Tần Lạc mặc dù không biết rõ ràng lắm Lệ Khuynh Thành cùng Cửu gia có quan hệ với nhau như thế nào, nhưng lúc ở Yên Kinh, tận mắt hắn chứng kiến Cửu Yên Mị tự mình bước đến chào hỏi Lệ Khuynh Thành. Hơn nữa, hôm nay, Cửu Yên Mị cũng chủ động đến tìm mình rồi mời đến Cửu gia làm thuyết khách. Dựa trên những manh mối đó, hắn cũng phần nào đoán được chút nguyên do. Cho dù thanh danh của Lệ Khuynh Thành không được tốt cho lắm, trong trường học, các giáo viên và học sinh cũng đã nhắc đến trường hợp của cô, rằng phụ nữ mà có đôi mắt thoát thì sáng ngời, thoát cái đã trở nên hèn mọn, lúc thì trông cao thượng, lúc khác lại thấy bị ổi thường lưu lại trong người khác một hình ảnh không đẹp, nhưng trong lòng hắn, Lệ Khuynh Thành vẫn là một người bạn mà hắn có thể tin tưởng được. Hắn cũng chợt nhớ đến một tối đêm 30, Lệ Khuynh Thành thổ lộ cô có chút nhớ tới Tần Lạc, và Tần Lạc đáp lại là hắn cũng nhớ cô. Được cùng nàng ở một chỗ thật sự là rất dễ chịu và thoải mái. Hơn nữa, đó là một người biết lấy lòng người khác, kể cả nam nhân hay phụ nữ. Tần Lạc cẩn thận ngẫm lại lần nữa, hai người bọn họ gặp nhau rất nhiều lần, và lần nào cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hình như giữa họ chưa từng phát sinh chuyện gì khó xử hay không thoải mái. Hơn nữa, cô cũng là người hay mang lại cho người khác những nỗi ngạc nhiên nho nhỏ. Tính tình đó quả thực không phải nhiều người có được, thậm chí ngay cả ở Lâm Hoán Khê. Ái chi dục kỳ sanh, hận chi chớ kỳ tử, thích ai muốn họ sống, ghét ai rủa họ chết. Làm người mà khi bản thân của anh bị nhục mạ mà anh lại không làm gì thì quả là không phải bạn tốt. Tần Lạc hiểu rất rõ điều đó. Tần Lạc cố nhưng vẫn không thể ngăn mình không cảm thấy chút động lòng. Hắn cảm thấy vô cùng chán ghét cái loại đàn ông, đường đường là nam tử hán lại đi công kích nhục mạ một người phụ nữ như thế. Lệ Khuynh Thành lúc nào đó đã từng nói với hắn, người xấu thì ta có thể khi dễ. Nếu anh có thể làm cho loại người đó khùng lên thì anh sẽ thấy thoải mái ngay. Và một lần, vì muốn giữ thể hiện cho hắn mà Lệ Khuynh Thành đã dùng giày cao gót đập bể đèn xe Lý Thanh Ương. Sau đó, cô còn dùng chân dẫm mạnh lên cái đèn đó khi nó rơi xuống đất rồi hai người cười mà chạy. Lúc này, Tần Lạc cảm thấy vô cùng tức giận nên hắn ra tay ngay lập tức. Quả nhiên, khi chứng kiến Cửu Trọng Ngư ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất kêu la không dứt, tâm trạng của Tần Lạc thoải mái hơn hẳn. Hơn nữa, trong lòng hắn còn dâng lên một cảm giác tự hào lạ thường. Thấy không, té ngã lăn lộn trên mặt đất, ta đánh đó. Rất nhanh, Tần Lạc bắt đầu suy nghĩ tiếp. Mặc dù bản thân hắn không được học trong môi trường đại học, cũng chưa từng học cao đẳng nhưng mình có thể coi là một người có văn hóa, có tố chất đẹp. Vậy mà sao lần này hắn lại đánh người ta lăn lộn dưới đất thế kia? Vậy là hắn rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Kể từ khi thân thiết với cô ấy, hay đi cùng với cô ấy, Tần Lạc cũng tự cảm nhận được rằng tính tình mình trở nên hung bạo hơn. Hắn bắt đầu thích dùng võ lực để giải quyết vấn đề, và khi đó, hắn không chỉ cảm thấy thoải mái hơn mà còn giải quyết được sự việc một cách nhanh nhất. Nam nhân thường khi làm một chuyện xấu thì luôn cố gắng tìm một nguyên nhân mà đổ lỗi. Nhưng là, khi nghĩ đến Ly, Tần Lạc tâm lý tự có chút mơ hồ lo lắng. Không biết tới giờ nhiệm vụ của cô thực hiện đến đâu rồi? Có thuận lợi không? Tại sao cho tới bây giờ điện thoại di động của cô vẫn không liên lạc được? Tần Lạc, anh có sao không vậy? Cửu Yên Mị lo lắng hỏi. Cô không nghĩ Tần Lạc lại là một người bạo lực như vậy, càng không tưởng tượng được rằng hắn có thể đánh cháu đích tôn của họ Cửu chính tại Cửu gia. Cửu Trọng Mưu có thể nói là đích tôn duy nhất sẽ kế thừa họ Cửu, điều đó có thể nói địa vị của hắn trong tộc quan trọng như thế nào. Tôi thì không sao, Tần Lạc khoát tay nói. Nếu có làm sao thì phải là cái người đang nằm dưới đất giả chết kia mới đáng phải hỏi kia. Trọng Mưu, em cảm thấy thế nào? Cửu Yên Mị ngồi xổm xuống cạnh Cửu Trọng Mưu hỏi. Cô biết nếu Cửu Trọng Mưu mà có mệnh hệ gì, chú cô chắc chắn sẽ không để cho họ được yên. Và tình hình có thể trở nên vô cùng tồi tệ. Cửu Trọng Mưu bị Tần Lạc thục mạng thúc một đầu gối vào bụng trên chỉ cảm thấy bụng dạ như muốn đảo lộn, cơ thể như muốn tháo rời ra từng mảnh. Hắn vốn bị rượu sắc hút cạn sinh lực nên cơ thể yếu đuối vô cùng, không chịu nổi dù chỉ chút đau đớn. Lúc này hắn cảm thấy đau đến mức trán đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nghe thấy Cửu Yên Mị hỏi thăm, trong lòng hắn càng cảm thấy giận dữ không thôi. Nhưng vì đau bụng không thể chịu đựng được nên ngay cả một câu nói hắn cũng không mở mồm mà thốt lên nổi. Giáo sư Đái Duy Tư dường như cũng bị sốc trước những gì đang diễn ra. Rõ ràng mấy người đó mới nói với nhau được mấy câu đã xông thẳng vào đánh nhau rồi. Người Hoa Hạ quả là rất thô bạo và nguy hiểm. Ông ta cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Cửu Trọng Mưu rồi cố gắng đỡ hắn dậy, vẻ mặt lộ rõ vẻ oán giận. Tần Lạc còn mồm thì đang lẩm bẩm nói cái gì đó. Vì Tần Lạc không biết chút tiếng Anh nào nên hắn cứ mặc kệ để ông ta thoải mái mà nói.
khi nào nói đến chết mệt thì chắc chắn ông ta sẽ phải dừng lại. Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây, Tần Lạc nói. Dù sao cũng đã có người xem bệnh cho Cửu lão gia rồi, mình thì không còn được chào đón ở đây nữa, ở lại làm gì để mà chuốc thêm phiền toái. Hơn nữa, đã đánh người rồi mà không mau mau chạy cho thoát thì chẳng phải là kẻ ngốc sao? Chẳng lẽ cứ ở đây đến khi mọi người trong Cửu gia kéo đến rồi cho mình một trận sao? Có kẻ điên mới làm thế. Được, tôi sẽ kêu người đưa anh về, Cửu Yên Mị nói. Cô vốn định giữ Tần Lạc lại để xem bệnh cho gia gia, nhưng sự tình giờ đã đến mức này, cô cũng nghĩ để Tần Lạc ra đi càng sớm càng tốt. Đi, mày còn muốn chạy sao? Ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ lim, Cửu Trọng Mưu nghiến răng nghiến lợi cố gắng mở miệng nói. Nếu hôm nay tao để cho mày thoát được mà đi Kính Hải, tao nhất định sẽ đổi tên thành họ Tần chúng mày. Thôi, cậu cứ giữ họ Cửu nhà cậu đi. Không phải đổi mà làm xấu mặt họ Tần chúng ta đâu. Nói xong hắn chợt suy nghĩ một chút và có cảm giác hình như mình nói câu này không được thích hợp cho lắm. Như vậy chẳng phải mình cũng đang lăng mạ cả Cửu Yên Mị sao? Vì vậy hắn xấu hổ mà quay sang nói với Cửu Yên Mị, tôi không có ý nói cô đâu. Cô là họ Cửu khác loại. Cửu Yên Mị thật sự đã bị tên tiểu nam nhân này làm cho khóc không được, cười cũng không xong. Cô quay sang hắn nói, đi thôi, tôi đưa anh về. Các ngươi chết hết rồi sao? Còn không đi ra ngăn hắn lại cho ta, Cửu Trọng Mưu la lớn. Những tiếng loảng xoảng bắt đầu vang lên. Mấy tên hắc y nhân ở đâu vọt ra, đứng ở phòng khách trong thế khó xử. Bọn họ đã sớm nghe được trong phòng động tĩnh, và biết có chuyện gì đang xảy ra, chỉ là không muốn tiến vào mà thôi. Tiến vào làm gì? Một bên là Cửu Trọng Mưu, người thừa kế duy nhất của nhà họ Cửu, còn một bên là Cửu Yên Mị vị đại tiểu thư mà bọn họ cũng không muốn đắc tội. Vậy thì biết phải làm thế nào? Chặn hắn lại ngay, bắt lấy hắn cho ta, Cửu Trọng Mưu lớn tiếng quát. Nếu không vì quá đau bụng đến mức không thể đứng lên được chắc hắn đã xông thẳng đến xử lý mấy tên bảo tiêu không chịu làm theo lệnh hắn. Và mấy cái bạt tai chắc chắn là điều mà hắn sẽ làm. Cố sức la hét và vận động khiến hắn càng đau hơn, đầu óc trở nên choáng váng. Ai dám, Cửu Yên Mị xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy người bảo tiêu nói. Mấy tên bảo tiêu non gan làm sao dám đối địch với Cửu Yên Mị. Họ không dám tiến lên bước nào, bất đắc dĩ nhìn về phía Cửu Trọng Mưu dò hỏi. Thu Đao, Nhị Cẩu, hai người các ngươi đi theo ta ngay, Cửu Trọng Mưu giơ tay chỉ vào hai trong số mấy tên bảo tiêu nói. Lập tức từ trong đám người đứng ta hai nam nhân tuổi còn khá trẻ. Bọn chúng hét lớn chạy đến chỗ Tần Lạc đang đứng. Tần Lạc biết bọn chúng chắc chắn sẽ không dám đả thương Cửu Yên Mị nên mình chắc không cần thiết phải lo cho sự an nguy của cô. Hắn bắt đầu dạng hai chân, thu mình chuyển sang tư thế trung bình tấn. Tay phải hắn vung lên, nhanh chóng túm lấy một trong hai tên hắc y. Sau đó, tay hắn trượt theo bả vai rồi cánh tay của tên hắc y xuống tới tận cổ tay hắn. Sau một chảo đẩy ra lôi vào, chỉ nghe ca băng một tiếng, cánh tay người này đã bị chật khớp. Chiêu thức này được gọi là sai thủ. Thường được dùng khi ai đó không muốn đối thủ bị thương quá nặng, nhưng lại có thể giải trừ được sức lực chiến đấu của đối phương rất hiệu quả, khiến hắn không thể đấu tiếp với mình. Tần Lạc nhìn đã biết hai tên hắc y này thật ra cũng không muốn chiến đấu nhưng bị Cửu Trọng Mưu bức bách phải tấn công. Vậy nên hắn cũng không muốn làm khó cho bọn họ. Tần Lạc chưa vào trận đấu đã nhanh chóng khiến một tên hắc y chật cánh tay. Sau đó, thân thể hắn di chuyển, bước dần về phía sau. Hắn cũng cố tình đi đến chỗ Cửu Yên Mị. Để cô có thể làm lá chắn cho hắn. Điều đó đã khiến cho quyền cước mà tên hắc y thứ hai vừa tung ra đã buộc phải thu lại. Sau đó, như mãnh hổ xuống núi, hắn nhanh chóng áp sát tên hắc y thứ hai, tung quyền nện thẳng vào ngực hắn. Tên này còn chưa kịp phản ứng gì Tần Lạc đã nhanh như cắt sử dụng lại đòn lúc trước làm chật nốt tay tên hắc y. Như vậy, chỉ trong nháy mắt, Tần Lạc đã dễ dàng hạ gục hai tên hắc y bảo tiêu của Cửu gia. Điều này làm cho tâm lý Tần Lạc có chút dương dương tự đắc. Có vẻ như mấy đòn mà Ly dạy hắn đã chứng tỏ được sự hữu dụng của chúng. Nếu Ly biết được những ý nghĩ này của Tần Lạc, cô khéo không thể không làm thịt hắn. Những chiêu cô dạy cho Tần Lạc đều là kinh nghiệm cô đúc kết bao lâu mới có được, lại rất hữu dụng, vừa có thể phòng ngự, vừa có thể phản công. Chiêu thức này bọn họ vốn dùng để giết địch ngoài chiến trường, ở những trận chiến khó khăn có thể nói là một mất một còn. Vậy mà giờ Tần Lạc cùng nó để đối phó với mấy tên bảo tiêu. Có chiến thắng thì cũng chẳng lấy gì làm vẻ vang cả. Cửu Trọng Mưu, ta nói cho cậu biết, Tần Lạc là bằng hữu của ta.
Vậy mà cậu đang làm cái gì vậy? Cửu Yên Mị đứng ở cửa, ánh mắt như đao tử bàn nhìn chằm chằm vào Cửu Trọng Mưu nói. Nếu như bình thường, Cửu Trọng Mưu chắc chắn không dám làm điều gì đắc tội với vị đương tả xuất chúng nhưng cũng có tiếng là tàn nhẫn của hắn. Nhưng là, ngày hôm nay hắn bị đánh ngã rúi rụi trước mặt người bạn ngoại quốc của hắn, lại trong chính ngôi nhà của hắn, nơi mà hắn được coi như thiên vương lão tử. Hắn mà không ra tay lấy lại oai phong thì còn mặt mũi nào nữa cơ chứ? Bằng hữu của chị thì sao cơ chứ? Bằng hữu của chị đánh tôi, chẳng lẽ tôi không thể trả thù sao? Chị phải rõ hơn ai hết chị đang mang họ gì chứ? Cửu Trọng Mưu kịch liệt phản bác lại Cửu Yên Mị. Tuy vậy hắn cũng có thể cảm thấy được rằng tiểu tử trước mặt hắn không phải là người dễ bị bắt nạt. Xem ra, hôm nay, muốn ép buộc hắn lưu lại đây cũng không phải là một điều dễ dàng gì. Nhục nhân giả, nhân tất nhục chi, nếu ngươi sỉ nhục người khác thì ngươi sẽ phải lĩnh hậu quả. Tần Lạc cười lạnh nói. Cái lúc cậu vô cớ mắng chửi người khác, sao cậu không ngẫm xem người khác sẽ nghĩ thế nào? Bây giờ chính mình bị trừng phạt, cậu xứng đáng phải nhận điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của cậu. Nếu chính tôi mà bị đánh trong nhà của mình thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa ý chứ. Họ Tần kia, tao sẽ lấy mạng mày, Cửu Trọng Mưu hai tròng mắt đỏ bừng quát lớn. Những đường gân xanh trên trán hắn nổi lên, cơ mặt co lại. Mắt hắn trừng lại khiến đồng tử giãn to ra, phảng phất nhìn không thấy lòng trắng của mắt đâu nữa. Tần Lạc phát hiện ra dị trạng này, tâm lý bỗng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn cũng là nạn nhân của căn bệnh thần kinh di truyền trong Cửu gia sao? Tâm trạng của hắn lúc này có thể nói là rất táo bạo, có vẻ như hắn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Những người như vậy thường có thể gây nguy hiểm cho những người khác. Thậm chí là tử vong. Bởi vì lúc này, bọn họ có thể nói là đang trong tình trạng vô ý thức nên họ có thể làm bất kỳ điều gì. Quả nhiên, như thể đã mất hết lý trí, Cửu Trọng Mưu rút từ trong túi quần ra một khẩu súng lục màu đen, nòng súng lạnh như băng nhằm thẳng vào đầu Tần Lạc. Bỏ súng xuống, Tần Lạc tỉnh táo nói. Tao nói rồi, tao muốn lấy mạng mày, Cửu Trọng Mưu cười lạnh nói, quỳ xuống ngay. Đừng có mơ. Quỳ xuống, Cửu Trọng Mưu quát. Trong lúc nói, hắn chỉ súng xuống chân Tần Lạc bắn một phát. Bịch, viên đạn bắn thẳng xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch khiến nó bị thủng một lỗ to. Tần Lạc trợn tròn mắt, không ngờ là tên vương bát cao tử này lại dám bắn thật. Mặc dù hắn nói không chịu khuất phục bởi uy vũ, nhưng trong trường hợp này, Cửu Trọng Mưu lại có súng nên hắn không dại gì mà dây vào. Được rồi, Tần Lạc hạ giọng, rồi hắn quỳ gối xuống mặt đất. Tự tát vào mặt mình, Cửu Trọng Mưu tiếp tục ra lệnh. Cửu Trọng Mưu, cậu điên rồi sao? Cửu Yên Mị đang đứng ở bên cạnh tức giận quát lớn. Đồ gái điếm thối tha, ngươi cũng câm miệng cho ta, Cửu Trọng Mưu quát, rồi hắn quay sang Tần Lạc nói tiếp tự tát vào mặt cho ta. Tát mấy cái, Tần Lạc hỏi. Mày còn dám nói nhảm, tao lại bắn cho một phát nữa bây giờ, Cửu Trọng Mưu ác độc nói. Cái này thì không được rồi, Tần Lạc nói. Đột nhiên, hắn cũng nhấc tay lên. Và trong cái tay áo rộng thùng thình của hắn lộ ra một nòng súng đen ngòm. Không có bất cứ sự do dự nào khi Tần Lạc nhanh chóng nâng khẩu súng, lên cò và nhắm thẳng vào người Cửu Trọng Mưu bắn. Chương 219, ai bị điên? Đánh nhau với kẻ ngu là người điên, mà cũng chỉ có người điên mới đánh nhau với kẻ ngu. Nếu như đang bị một tên cướp nhưng có lý trí uy hiếp, Tần Lạc sẵn lòng làm theo lời hắn. Nhưng đối với một kẻ điên loạn mất hết lý trí như Cửu Trọng Mưu thì Tần Lạc không cam tâm để hắn thoải mái mà làm gì mình. Tần Lạc nhận thấy rõ rằng, chính vì hắn chọc giận Cửu Trọng Mưu nên kẻ điên đó mới bị lên cơn, mất hết lý trí và không còn kiểm soát được hành động của bản thân mình. Thậm chí để bắt Tần Lạc phải quỳ xuống, hắn không nghi ngại đã bắn ra một phát đạn. Hơn nữa, Tần Lạc cũng biết rằng, phát đạn đó Cửu Trọng Mưu bắn ra không phải chủ định bắn xuống sàn nhà để dọa hắn. Tên đó thật lòng muốn bắn vào chân Tần Lạc, chỉ là tay nghề bắn súng của hắn còn non kém, lại nổ súng một cách quá vội vàng, không có thời gian để ngắm bắn nên mới bị trượt xuống sàn nhà mà thôi. Chỉ một khắc trôi qua, Tần Lạc đã chính thức cảm giác được tình trạng nguy hiểm mà mình đang mắc phải. Đây là do hắn đã sống ở thế giới này hơn 20 năm nên cũng có kinh nghiệm hơn. Bởi vì hắn biết, người này sẵn sàng bóp cò súng để đối đầu với mình. Bình thường mà nói, ai có thể mang chính tính mạng mình ra mà cược xem tình huống xấu nhất có xảy ra hay không? Hiển nhiên, Tần Lạc sẽ không làm thế. Chết rồi thì có hối cũng không kịp. Kể cả sau này, khi mình chết rồi, Cửu Trọng Mưu có phải đền mạng hay bị tù chung thân thì mình cũng có được chứng kiến đâu.
chết rồi còn chiếm được tiện nghi gì nữa. Mình là ai? Một người tuổi còn trẻ nhưng có lý tưởng cao đẹp, khát vọng thành công, phụ nữ đẹp theo ầm ầm. Còn hắn thì sao? Ngay cả một lão bà cũng không thèm để ý. Như vậy, liệu có thể so sánh hai người với nhau không? Quá lệch. Thà giết chết đối thủ rồi mình có bị tống vào tù cũng được, còn hơn là để đối thủ giết mình cho dù sau đấy có thể hắn cũng sẽ bị tống vào tù. Hơn nữa, ai mà biết được khi mình chết rồi họ có bị tống vào tù hay không? Luật pháp của Hoa Hạ là do con người đặt ra và thực thi. Cửu gia thì quả thật là một gia tộc mạnh, họ có thể làm nhiều cách chạy trọt để Cửu Trọng Mưu dù có gây ra tội gì cũng không bị ngồi tù. Cho nên, Tần Lạc quyết định phải phản kích. Càng sớm khiến tên điên kia phải buông rơi khẩu súng sẽ càng tốt. Nếu có thời gian, chắc chắn hắn sẽ còn nổi điên hơn. Khi đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Bởi vì ban đầu, Cửu Trọng Mưu là người rút súng ra trước nên hắn có cơ hội chĩa thẳng súng vào đầu Tần Lạc. Vậy là Tần Lạc mất đi cơ hội chế địch tiên cơ. Nhưng thật ra trong túi hắn cũng có loại hỏa dược gọi là tiểu hắc. Nếu nòng súng đen như mực kia không thẳng chĩa vào đầu hắn thì hắn đã có cơ hội rút ra uy hiếp đối phương rồi. Thứ mà Tần Lạc có không phải là hỏa dược nên không thể sử xuất dễ dàng theo kiểu súng pháp. Nhưng nếu thấy rõ được đường đi nước bước của chuyển động, Tần Lạc có thể ra tay mà đoạt lại khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình. Nhưng để làm được điều đó thì Tần Lạc cần thời gian cũng như cơ hội thuận lợi. Cùng lúc đó, Tần Lạc lên tiếng hỏi Cửu Trọng Mưu liệu có muốn ăn vài cái bạt tai nhằm cố ý chọc giận và đánh lạc hướng hắn ta. Sau đó, hắn sẵn sàng quỳ xuống, phần giả bộ phục tùng cho Cửu Trọng Mưu nguôi ngoai, phần lợi dụng tiếng đầu gối đập xuống nền nhà để che giấu tiếng hắn rút súng ra rồi mở chốt an toàn. Nếu không, để Cửu Trọng Mưu nghe thấy liên tiếp hai tiếng động lạ, hắn ta sẽ phát hiện ra và hành động của Tần Lạc sẽ không còn thuận lợi như vậy nữa. Tuy việc quỳ xuống là một việc chẳng hay ho gì, chắc chắn sẽ phần nào ảnh hưởng đến hình tượng anh tuấn cao ngất đầy vĩ đại của hắn, nhưng nếu không đáp ứng yêu cầu của tên Cửu Trọng Mưu đang phát điên kia thì khéo hình tượng đó cũng không giữ lại được để mà mất. Vậy nên Tần Lạc quyết định thà là lùi một bước mà tiến hai bước. Trong đầu hắn lúc này đang hình dung ra những cảnh trong những bộ phim nổi tiếng trên TV mà hắn từng xem, với những phần tử khủng bố khi muốn cướp thứ gì đó để trong két an toàn sẽ chĩa súng thẳng vào đầu người chủ của cái két đó, mồm hét, nói mật mã mau, nếu không tao sẽ giết mày. Đừng có mơ, tao sẽ không bao giờ nói cho chúng mày biết cả. Đồ kẻ cướp, người con tin đáp lại, đầu ngẩng cao tự hào không sợ chết hét lớn mắng lại tên cướp. 3. Tiếng súng vang lên. Con tin nằm dài trên sàn trong vũng máu. Đến cái mạng cũng chẳng còn mà tiêu pha tận hưởng những thứ trong két. Tiếp theo, tên khủng bố đi tới chỗ người thứ hai cũng đang quỳ gần đó, chĩa súng vào đầu hắn quát, cho tao biết mật mã. Nếu không mày cũng sẽ chết. Tên này sợ hãi mà khai ra mật mã, vậy là hắn giữ được cái mạng sống của mình. Kỳ thật, người thứ nhất chết một cách oan uổng, điều đó quả là không đáng. Hắn chỉ muốn thể hiện tinh thần trọng nghĩa nên thuận miệng buông ra một câu như vậy, nhưng tên sát thủ nào có hiểu cho hắn. Bom một cái súng nổ, vậy là cái mạng cũng chẳng còn. Khí phách muốn thể hiện thì cũng phải chọn đúng chỗ mà thể hiện, không thì chỉ có thiệt thân. Vào bất cứ lúc nào, con người ta cũng nên quý trọng cái mạng sống của mình và giữ lấy nó bằng mọi cách có thể. Anh nào có phải là nhĩ bất thị, lấy đâu ra khả năng đạn bắn không thủng. Anh cũng không có 9 cái mạng mà có thể chết đi sống lại. Vậy nên khôn ngoan thì phải biết tránh đi những viên đạn lạc mà bảo vệ cái tính mạng duy nhất của anh. Về phần Tần Lạc, vì sao hắn bắn mà không có chút do dự nào? Bởi hắn sợ chỉ cần chậm trễ một chút để Cửu Trọng Mưu phát hiện ra hành động của hắn thì Cửu Trọng Mưu sẽ một lần nữa nâng khẩu súng lên là cái mạng nhỏ của hắn lúc đó chắc sẽ khó giữ. Khi đã quyết định bắn rồi, Tần Lạc cũng phải bắn mấy phát liền. Bởi vì hắn biết trình độ bắn của hắn cũng chẳng có gì nên không tự tin được. Kể từ lúc có được tiểu hắc, hắn đã lén lút tập mấy lần nhưng vì không biết mua đạn ở đâu nên hắn chỉ dám tập suông chứ không nỡ đem đạn thật ra tập. Duy nhất có một lần hắn bắn ra một viên đạn, nhưng thật ra là do hắn không cẩn thận nên viên đạn sơ ý bị bắn ra. Còn những lần khác, hắn đều chủ ý giơ súng nhắm vào những con muỗi, con ruồi hay động vật nhỏ trong phòng rồi 333 giả bộ bắn chúng. Tất nhiên những tiếng đó không phải do súng phát ra mà là do mồm hắn cố tình nói cho giống như đang bắn thật. Khi còn nhỏ, tuổi thơ Tần Lạc không có gì đáng nhớ. Hắn chưa bao giờ chơi trò công an bắt gián điệp rất nổi tiếng của trẻ con. Giờ đây, khi đã ngoài 20 tuổi, hắn cuối cùng cũng có cơ hội để bù đắp cho thiếu hụt đó. A! À, khẩu súng trong tay Cửu Trọng Mưu rơi xuống.
hắn quỳ rạp xuống đất kêu thảm. MU bàn chân hắn đã bị bắn trúng, đôi giày làm bằng da cá sấu mà hắn đang đi trên chân đã bị xuyên thủng, máu tươi túa ra, nhanh chóng nhuốm đỏ đôi giày mà vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Tần Lạc vùng dậy, tiến lên một bước, vung cước đá vào tay Cửu Trọng Mưu khiến hắn đánh rơi khẩu súng. Sau đó, hắn ngồi phịch xuống đất thở dốc. Con bà nó, kích thích thật đấy. Thở hổn hển một thôi một hồi, Tần Lạc tiến đến kiểm tra những vết thương trên người Cửu Trọng Mưu. Ngoài vết thương ở MU bàn chân, người hắn vẫn bình thường, không có dấu vết của bất kỳ vết thương nào khác. Điều này khiến Tần Lạc băn khoăn trăm mối mà chưa tìm ra câu giải đáp. Rõ ràng hắn ngắm vào cẳng chân Cửu Trọng Mưu để bắn. Vậy mà sao hắn ta lại bị thương ở MU bàn chân nhỉ? Nhưng có còn hơn không, may mà phát súng đó cũng trúng được địch thủ, nếu không tình huống sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Nói không chừng, Cửu gia sẽ cử ra một tiểu đội bắn tỉa đứng chĩa súng vào hắn ý chứ. Nghĩ vậy, Tần Lạc tâm lý có đôi chút cảm giác may mắn. Lạy chúa tôi, lạy chúa tôi, Đái Duy Tư lớn tiếng kêu gào, vẻ mặt sợ hãi. Trước kia, khi mới gặp những người hoa hạ này, ông ta nhận thấy họ cũng có biểu hiện văn chất, nói chuyện thì ôn nhu tế khí, thái độ hòa ái dễ gần. Khi ăn uống, họ thậm chí toàn uống những loại xa hoa cực phẩm hồng tửu. Tuy tư thế nâng chén của họ đôi lúc không đúng lắm nhưng nói cho cùng, bọn họ cũng có thể được coi là những người lịch sự. Nhưng hai người hoa hạ hôm nay mà hắn được chứng kiến thì quả thực là những người thô bạo không để đâu cho hết. Đến lúc này những tên bảo tiêu của Cửu gia không dám đứng ngoài cuộc quan sát nữa. Hai tên tiến đến xem xét vết thương của Cửu Trọng Mưu. Vài tên khác đứng thành một hàng trước mặt Tần Lạc, chắn giữa hắn với Cửu Trọng Mưu sợ rằng hắn định làm điều gì điên rồ với Cửu Trọng Mưu nữa. Dừng tay lại, dừng lại ngay cho ta, Cửu Yên Mị hoàn toàn bị bất ngờ trước tình huống dường như không tưởng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cô không kịp trở tay. Giờ tỉnh lại, thấy tình trạng của Cửu Trọng Mưu, cô bèn lớn tiếng ra lệnh cho bọn bảo tiêu mau mau đưa Cửu Trọng Mưu vào bệnh viện. Bọn bảo tiêu rốt cục cũng tìm được một cái cột mà dựa. Lúc trước bọn chúng như rắn mất đầu, luống cuống không biết nên làm gì. Giờ có mệnh lệnh của Cửu Yên Mị, chúng liền nhanh chóng bắt tay vào việc. Người chạy đi chuẩn bị xe, kẻ đỡ Cửu Trọng Mưu dìu ra bên ngoài chuẩn bị đi đến bệnh viện. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, trong thoáng chốc, căn phòng chỉ còn lại ba người đang đứng như trời trồng ở đó. Tần Lạc, kẻ vừa nổ súng, Cửu Yên Mị, khuôn mặt vẫn còn vẻ hoảng hốt, thầy thuốc Đái Duy Tư luống cuống không biết mình phải làm gì lúc này. Cửu Yên Mị nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc, sau đó, cô lấy từ trong túi xách ra cái điện thoại di động đưa cho hắn. Tần Lạc cười cười nói, không cần đâu, tôi cũng có điện thoại di động rồi. Nói xong, hắn liền rút ra cái điện thoại di động của mình, sau đó quay số gọi đi. Khi có tín hiệu trả lời từ đầu bên kia, hắn nói, xin chào, đó có phải đồn cảnh sát không? Tôi là Tần Lạc, chữ Tần trong Tần Thủy Hoàng, còn chữ Lạc trong chữ Thủy Lạc. Tôi muốn tự thú, có người đánh tôi bị thương nên tôi đã nổ súng đả thương hắn ta. Hy vọng các ông đến nhanh lên để giải quyết mọi việc. Tôi đang ở. Tần Lạc suy nghĩ một chút mà không ra, rồi quay sang hỏi Cửu Yên Mị. Ta bây giờ đang ở đâu nhỉ? Cửu Yên Mị cầm lấy điện thoại di động của hắn rồi áp sát vào tai nói tiếp, Bích Thủy Loan. Cửu gia đại trạch. Nói xong, cô ta cúp máy. Chỉ cần nói vậy là bọn họ có thể tìm ra sao? Tần Lạc lo lắng hỏi. Cửu Yên Mị không hề nói rõ địa chỉ với cảnh sát, thế nếu cảnh sát không biết đường mà tìm đến đây được thì không biết hắn sẽ phải tự thú bằng cách nào. Bọn họ sẽ tìm được, Cửu Yên Mị khẳng định chắc như đinh đóng cột. Sau đó, cô đi tới trước mặt giáo sư Đái Duy Tư nói, Đái Duy Tư tiên sinh, với tư cách là một chuyên gia về các loại bệnh thần kinh của thế giới, ngài chắc chắn sẽ làm nhân chứng, và nói sự thật với cảnh sát về những chuyện vừa xảy ra có đúng không? Mặc dù vẻ mặt của người phụ nữ kia vẫn phảng phất một nụ cười nhưng Đái Duy Tư vẫn thấy cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Cô gái này có đôi mắt đẹp mê hồn, khiến người đối diện nhìn vào là muốn chết chìm trong đó, nhưng tại sao Đái Duy Tư không dám nhìn vào đó lần thứ hai? Tôi hiểu, tôi chắc chắn sẽ chỉ nói sự thật, có những thứ tôi nghe không hiểu nhưng nhìn thấy cái gì, tôi sẽ nói cái đó, Đái Duy Tư tiên sinh khẳng định chắc chắn. Tốt lắm, tôi tin ông là một người biết phải trái, Cửu Yên Mị gật đầu đồng tình. Cảnh sát quả không làm cho Tần Lạc phải thất vọng, chưa đầy 10 phút sau đó, xe cảnh sát đã đỗ trước cửa Cửu gia đại trạch. Nhưng điều làm cho Tần Lạc cảm thấy không hài lòng. Đó là họ đến mà không kèn không trống trong khi hắn đang chờ đợi tiếng còi hú inh ỏi như trong phim cơ. Một người cảnh sát trung niên mặc y phục bình thường,
không rõ cấp bậc gì đến đứng trước cửa. Ông ta cung cẩn nói với Cửu Yên Mị, Cửu tiểu thư, tôi là Dịch Bằng, cảnh sát thuộc Bích Thủy phân cục. Xin lỗi phải làm phiền cô, chúng tôi nhận được một cú điện thoại báo án, nói là có một người tên là Tần Lạc đã nổ súng đả thương người ở đây. Vì sự an toàn của mọi người trong Cửu gia, chúng tôi có trách nhiệm phải đến đây để kiểm tra chân tướng sự tình. Đúng là có chuyện đó, Cửu Yên Mị nói. Ông cảnh sát thể hiện rõ sự sửng sốt trên khuôn mặt, rồi ông ta hỏi tiếp, vậy ai là Tần Lạc? Là tôi đây, người thiếu niên tuấn tú đứng bên cạnh Cửu Yên Mị lên tiếng, vẻ mặt ôn hòa tươi cười trông không giống với kẻ có thể làm hại ai. Cái này, ông cảnh sát càng thấy bối rối, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Là cậu sao, tiên sinh, cậu không nói giỡn chơi đấy chứ? Thế người bị thương là ai vậy? Người bị thương là Cửu Trọng Mưu, đường đệ của ta. Cậu ta giờ đang được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Các ông có thể vào viện để hỏi cung cậu ta nếu cần, Cửu Yên Mị nói. Nghe Cửu Yên Mị nói xong, ông cảnh sát càng thấy bối rối hơn nữa. Đường đệ của Cửu đại tiểu thư bị một người tên là Tần Lạc nổ súng đả thương. Cửu Trọng Mưu bị đưa vào viện, còn hung thủ tên Tần Lạc kia thì đang đứng đây nói giỡn với Cửu đại tiểu thư. Thật không thể tin được. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này? Chẳng lẽ mâu thuẫn nội bộ bên trong Cửu gia lại nghiêm trọng đến mức thế này sao? Tần tiên sinh, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Chúng ta muốn điều tra sự việc này một cách rõ ràng, vị cảnh sát cuối cùng cũng cất tiếng nói với Tần Lạc. Bởi vì sự việc này có liên lụy dính dáng đến Cửu gia nên họ không muốn giải quyết mọi chuyện một cách qua quýt. Được thôi, Tần Lạc nói. Có thể không còng tay tôi lại không? Hắn hỏi vậy vì có cảm giác rằng việc bị còng tay thật sự sẽ ảnh hưởng nhiều và không tốt đến hình ảnh của hắn. Cũng được, bởi vì lần này chúng tôi bắt giữ cậu mà chưa có một chứng cứ rõ ràng nào nên chưa thể coi cậu là một tội phạm được, vị cảnh sát nói với Tần Lạc đầy vẻ thiện ý. Tần Lạc quay lại, đưa điện thoại di động cho Cửu Yên Mị nói, tôi đi trước nha. Cửu Yên Mị gật đầu đáp, được, xử lý xong mọi chuyện ở đây tôi sẽ đi tìm anh. Chương 220, vấn đề khó giải quyết. Cửu gia nguyên là một danh gia vương tộc, cùng lứa với Cửu lão gia tử trong Cửu gia có 7 người, phần lớn đều tham gia vào chốn quan trường và đều giành được những vị trí, chức vụ quan trọng. Trong đó, không thể không nhắc đến một người đã làm quan lên đến cấp trung ương, còn hai người khác thì làm quan cấp tỉnh. Nhắc tới Cửu gia ở Kính Hải, trước giờ chưa có người nào đủ dũng khí để tỏ vẻ khinh thị. Nhưng sang đến thế hệ thứ hai của họ Cửu thì không hiểu sao nhân đinh, số con cháu trong nhà đột nhiên giảm mạnh. Cửu lão gia tử có 2 trai 1 gái, con lớn Cửu Giật Vân làm kinh doanh, cũng khá thành đạt và trở thành một thương gia giàu có. Con thứ hai là Cửu Giật Hòa thì theo nghiệp quan trường, tuy tuổi còn trẻ nhưng rất thành công nhờ vào sự giúp đỡ, bao che của những đại bối họ Cửu khác. Nghe nói Đường bộ trưởng ở tỉnh ủy sắp về hưu và ông ta có cơ hội được ngồi vào chiếc ghế đó. Nhưng là, chỉ có một số ít người hiểu được đầu cua tai nheo câu chuyện thì mới biết việc Cửu Giật Hòa sẽ lên trước đó chỉ là chuyện sớm chiều. Mọi thứ đã được sắp đặt xong xuôi hết rồi, chỉ đợi đến đầu năm sau, khi các bộ ngành chính thức bắt đầu đi làm thì cấp trên sẽ công bố chuyện của ông ta. Chuyện tốt đang đến gần nên thời gian gần đây, Cửu Giật Hòa lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, đắc ý. Khách khứa liên tục đến nhà hỏi thăm chúc mừng. Vậy mà hôm nay, khi đang ngồi tiếp khách, ông ta bỗng nhận được cú điện thoại thông báo rằng con trai cưng của ông ta là Cửu Trọng Mưu bị người ta nổ súng đả thương, đang được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Kể cũng buồn cười thật, lại còn có người dám nổ súng đả thương con trai của vị tỉnh ủy tương lai sao? Người đó quả là có gan hùm. Đáng buồn cười hơn nữa, con mình lại còn bị bắn trong chính ngôi nhà của mình ở Kính Hải. Không hiểu là chuyện quái gì đang xảy ra nữa đây. Cửu gia xây dinh thự này ở Kính Hải đã được hơn 10 năm. Trong những năm đó chưa từng có người nào dám xâm phạm gì. Việc đả thương Cửu công tử ngay trong dinh thự Cửu gia quả là một sự việc mà không một ai từng nghĩ tới. Cửu Giật Hòa càng nghĩ càng thấy giận dữ vô cùng, ông ta đang chuẩn bị gọi điện thoại đi các nơi liên quan có tham gia vào việc điều tra để hỏi han nhờ vả thì bỗng nhận được điện thoại của Cửu Yên Mị, muốn tới gặp để xin lỗi và giải thích mọi chuyện. Nhưng việc đó chỉ như một phát súng làm mọi chuyện bùng lên theo chiều hướng xấu hơn. Trong một trận chiến mà các đối thủ đều ngang cơ nhau thì kẻ nào phạm quy trước, kẻ đó đương nhiên sẽ thua. Gia cảnh của tên tiểu tử kia cũng không hề thấp kém. Cẩn thận sẽ không thừa. Cửu Giật Hòa cúi đầu chăm chú nhìn vào chén trà quan âm trước mặt như thể đang bị cái thứ chất lỏng màu xanh đó hấp dẫn, thu hút hết sự quan tâm. Nhưng thê tử của ông ta La Minh Tú thì không có được sự kiên nhẫn như thế.
Bà ta nổi giận đùng đùng nói, Yên Mị, cô nghe chuyện mà đến giờ vẫn thấy không thể nào hiểu nổi. Dù thế nào đi chăng nữa Cửu Trọng Mưu cũng là đường đệ của cháu, cả hai đều là con cháu gia tộc họ Cửu. Những lời của cháu vừa nói chẳng phải là đang thiên vị cho tên họ Tần kia hay sao? Thầm thầm, cháu thật sự không có ý như vậy, Cửu Yên Mị trả lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận lẫn bi thương. Đường đệ bị người ta đả thương, cháu cũng thấy bực lắm ạ. Nhưng nói đi nói lại thì trong chuyện lần này đường đệ không phải là không có lỗi. Cậu ta mới là người rút súng và bắn uy hiếp trước, Tần Lạc chỉ là vì tự bảo vệ mình nên mới nổ súng và không may chúng phải chân đường đệ. Cháu phải giải thích rõ điều đó với cô chú để cô chú hiểu. Nhưng nếu vì thế mà cô chú nói cháu thiên vị người ngoài thì oan uổng cho cháu quá. Hai người bọn họ trong lúc đó giành giật đối đáp thế nào cháu thấy rất rõ. Nhưng nói thật, Tần Lạc là thầy thuốc cháu mời đến xem bệnh cho Gia Gia, cũng là bằng hữu thân thiết của cháu. Nếu vì người thân trong nhà mà vu oan cho người ta thì việc đó cháu thật sự không làm được. La Minh Tú cười lạnh, vội vã nói, rốt cuộc thì ai đúng ai sai cháu là người rõ nhất. Còn Cừu gia chúng ta thì sao? Mấy bữa nay yêu nghiệt hoành hành quá. Vài ba hôm trước thì cái đổ gái điếm kia trơ mặt tìm về. Về làm gì cơ chứ? Nó bị mẹ cháu đuổi đi, có ghét thì ghét mẹ con cháu thôi chứ, có đúng không? Cừu giật như nghe đến câu đó bắt đầu thấy không thông, bèn lên tiếng, nhị tẩu, bây giờ đang nói chuyện của Cừu Trọng Mưu, sao chị lại lôi những chuyện không liên quan ra thế? Cứ thế thì bao giờ mới bàn ra chuyện được, Trọng Mưu giờ còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Cừu giật như là con gái út của Cừu lão gia tử, cũng là muội muội của Cừu giật Hòa và Cừu giật Vân. Cừu lão gia tử rất yêu quý cô con gái út của mình nên địa vị của bà trong Cừu gia cũng có thể nói là không nhỏ. Hiện giờ, Cừu giật như đang là giám đốc trong một doanh nghiệp quốc doanh, quyền cao chức trọng nên lời nói lại càng có trọng lượng hơn. Giật như, chẳng lẽ cô không nhìn ra cốt lõi của vấn đề sao? Cừu gia gần đây không được an tĩnh, chẳng phải là có người nào đó ở giữa đang tác oai tác quái sao? La Minh Tú lên tiếng, bà ta muốn khẳng định, nhưng không dám quá đà vì không muốn đắc tội với Cừu giật như để mất đi một đồng minh đáng giá. Đủ rồi, Cừu giật Hòa đột nhiên buông cái chén trong tay ra, thanh âm uy nghiêm cất tiếng nói. Lời ông ta vừa buông ra, mấy người phụ nữ lập tức im bặt, không nói thêm câu nào nữa. Đó là bởi vì Cừu giật Hòa là người theo sự nghiệp chính trị nên tuy là em nhưng địa vị của ông ta trong nhà chính thức còn cao hơn cả đại ca Cừu giật Vân theo nghiệp kinh doanh. Vấn đề này khá là tế nhị nên mọi người trong nhà đều tránh không nói ra. Nhưng khi Cừu giật Hòa từng bước được thăng chức thì biểu hiện của nó càng ngày càng rõ ràng hơn. Thêm nữa, Cừu giật Vân không có con trai mà chỉ có hai cô con gái, mà theo quy định của dòng tộc thì con gái không thể là người thừa kế. Cừu giật Hòa thì có một người con trai là Cừu Trọng Mưu nên nói gì thì nói, hắn ta chắc chắn sẽ là người thừa kế dinh thự họ Cừu ở Kính Hải này. Cừu giật Hòa ngẩng đầu nhìn Cừu Yên Mị, thanh âm bình tĩnh nói, cháu nói chính Cừu Trọng Mưu là người rút súng muốn đả thương người ta trước. Đúng vậy ạ, Cừu Yên Mị khẳng định lại, điều này cả giáo sư Đái Duy Tư cũng có thể làm chứng. Theo những gì ta biết thì Trọng Mưu không phải là một người dễ xúc động hay nổi khùng, Cừu giật Hòa nói tiếp. Vậy tại sao nó lại muốn nổ súng đả thương người khác? Cháu mời vị trung y đó đến chữa bệnh cho Gia Gia, Trọng Mưu chê trung y vô dụng. Nó cùng Tần Lạc hai người đã xảy ra chút cãi vã. Sau khi đường đệ biết tên của Tần Lạc, nó hỏi cháu xem tên Tần Lạc đó có phải là bằng hữu của ả gái điếm kia không? Nhưng Tần Lạc thật ra là bạn tốt với ả ta nên khi nghe được những lời đó quả thực thấy không vui. Chờ một chút, cháu vừa nói gì cơ? Hắn là bạn của ả gái điếm kia ý hả? Vậy mà cháu còn mời hắn vào nhà, bảo sao Cừu gia này bị hắn làm cho bát nháo tư tung cả lên. La Minh Tú nói móc. Bà bớt cái mồm đi một chút được không? Cừu giật Hòa quay sang nhìn thê tử của mình nói. Tại sao phải thế? Chẳng lẽ tôi nói có câu nào sai sao? Trọng Mưu chẳng phải vì ả ta mà bị thương sao? Tôi chẳng nói năng gì lung tung cả, La Minh Tú vẫn phản bác lại. La gia cũng là một gia đình danh gia vọng tộc tương đương như Cừu gia nên nhiều lúc La Minh Tú có thể vô tư nói năng mà không cần phải e dè trượng phu của mình. Cừu giật Hòa đành mặc kệ bà ta, quay sang Cừu Yên Mị hỏi tiếp, là ai đã động thủ trước? Tần Lạc, Cừu Yên Mị thẳng thắn thành thật nói. Sau đó Trọng Mưu rút súng tự vệ, Cừu giật Hòa hỏi tiếp, ông cũng muốn làm sáng tỏ sự việc để xem ai mới là người có lỗi trong chuyện này. Bởi vì khi cả hai người đều rút súng, trách nhiệm phải quy cho ai là một điều không dễ để có thể xác định. Người nào động thủ trước thì sẽ là người có lỗi, vì khi đó người kia có lý do chính đáng là để phòng vệ.
Bây giờ, nếu Tần Lạc là người động thủ trước thì việc con mình rút súng ra chắc cũng là để phòng vệ mà thôi. Trọng Mưu gọi mấy tên bảo tiêu vào hỗ trợ. Nó không biết Tần Lạc cũng là người có thực lực nên mấy tên bảo tiêu không phải là đối thủ của hắn ta. Cho nên, Cửu Yên Mị nói tiếp, giả bộ không nhìn thấy cái nhăn mặt khó chịu của Cửu Giật Hòa. Cửu Yên Mị, vậy mà cô còn nói là cô không bênh cái gã họ Tần kia. Rõ ràng là cái gã họ Tần đó động thủ với Trọng Mưu trước, khiến nó bị thương mới tức giận quá mà rút súng ra phản kích. Nhưng cô hết lần này tới lần khác đứng về phía kẻ địch, đổ trách nhiệm lên đầu Trọng Mưu của chúng ta. Rốt cuộc cô có ý gì cơ chứ? La Minh Tú rốt cục không nhịn được nữa mà lên tiếng trách mắng Cửu Yên Mị. Thầm thầm, những gì cháu nói đều là sự thật hết. Nếu cô vẫn cho rằng cháu đang thiên vị cho một ai đó thì cháu cũng chịu thôi, không biết nói gì hơn, Cửu Yên Mị cười khổ mà nói. Vì mọi thứ còn chưa rõ ràng, trước hết, chúng ta phải làm rõ trắng đen đã, Cửu Giật Hòa nói. Để xem cảnh sát đã làm việc và tìm hiểu được đến đâu rồi. Nếu họ không biết rõ về thân phận của Tần Lạc, rất có thể họ đã yêu cầu cảnh sát cho Tần Lạc phải nếm một ít mùi đau khổ vì đã gây chuyện ở Cửu Gia. Nhưng giờ đây khi đã phần nào biết được sự việc, nếu cứ làm vậy mà rồi mọi chuyện lọt ra ngoài thì sẽ vô cùng phiền toái. Bây giờ, khi mọi việc đã đến nước này thì chỉ có cách án binh bất động. Đánh cờ đòi hỏi nhất là tính kiên nhẫn, biết chắc bên kia xuất chiêu gì thì mình mới có cơ phản công giành chiến thắng. Hơn nữa, mọi chuyện lại xảy ra ở Kính Hải, khu vực mà danh tiếng Cửu Gia đang bành trướng. Cảnh sát cục dù gan có lớn như trời thì cũng không dám thiên vị cho tên họ Tần kia. Cục diện cuối cùng ra sao thì cũng sẽ có lợi cho Cửu Gia hơn thôi. Hừm, Trọng Mưu là đứa con ta đứt ruột đẻ ra. Từ nhỏ đến lớn ngay cả một cái bạt tai ta cũng chưa từng dám đánh nó. Thế mà bây giờ lại có người dám nổ súng làm nó bị thương. Chuyện này Cửu Gia các người nhất định phải đòi lại công bằng cho con trai ta. Nếu Cửu Gia các người không làm, La Gia chắc chắn sẽ ra tay can thiệp. Tôi nói đừng có làm mọi chuyện rối rắm hơn nữa. Cửu Giật Hòa trừng mắt nhìn thê tử của ông ta lần nữa. La Minh Tú còn muốn phản bác nhưng nghe trượng phu quát mình đành im lặng. Vừa bực tức, vừa đau lòng vì con mình thương thế, nước mắt bà ta lã chã rơi ra. Cửu Yên Mị nhìn về phía nhị thúc của mình bắt đầu cảm giác không thể đoán trước được con người này. Mọi người trong chính trường thường gọi ông ta là thạch Phật tượng Phật bằng đá, vì ông ta có thể kiên nhẫn như Phật nhưng thật ra, tâm ông ta thì không thiện như Phật chút nào. Trác Việt là cục trưởng của Bích Thủy phân cục ở Kính Hải. Vì Bích Thủy phân cục là một phân khu khá mới thuộc Kính Hải nên đó là nơi mà những người có tiền và có quyền tập trung sinh sống. Ông ta rất muốn giữ quan hệ tốt với những người này để sau này khi những người đó thăng quan phát tài thì ông ta cũng còn có cơ hội mà phát triển. Bỗng dưng hôm nay lại xảy ra sự việc này khiến ông ta đâu đầu chưa biết phải giải quyết ra sao. Một bên là con trai cương nhà họ Cửu Cửu đại thiếu gia. Bên kia thì không biết là công tử ở phương nào chạy đến đây. Người còn đang trên đường chưa đưa về tới cục mà điện thoại hỏi han, biện hộ cho hắn đã reo liên tục rồi. Nếu hắn chỉ là người bình thường thì đã chẳng có gì để nói vì trên khắp khu vực Kính Hải này làm gì có ai dám đắc tội với người nhà Cửu Gia. Chỉ cần tìm bừa ra một lý do là tiểu tử này có thể được ăn cơm tù mấy năm rồi. Nhưng những cú điện thoại biện hộ này đều từ những nhân vật có thể nói là rất nặng ký, toàn là những người mà hắn không thể đắc tội được. Nói một cách dễ nghe nhất thì ông ta được nhắn nhủ là không để cho người tốt bị oan uổng, nhưng cũng không bỏ sót tội của kẻ xấu. Phải tìm được chứng cớ rồi bình công chấp pháp chiếu theo đúng phép công mà xử. Nhưng thế nào là bình công chấp pháp? Không phải cứ quy rõ ràng rằng người này sai hay người kia sai. Có nên tìm ra ai là người đã sai không? Vì nếu đã có người sai, thì người đó rõ ràng sẽ gặp xui xẻo. Mà ai sẽ chịu gặp xui xẻo đây cơ chứ? Mà làm cho người ta gặp xui xẻo thì cuối cùng mình cũng phải chịu xui xẻo thôi. Trác Việt tự phân tích rồi tức giận chụp lấy cục đá cẩm thạch vật trang trí trên bàn làm việc của ông ta, đập mạnh khiến bút bay tung tóe. Dịch Bằng thấy vậy vội vàng nhặt bút ống lên rồi lên tiếng khuyên nhủ, cục trưởng, tôi cảm giác được rằng chuyện này sẽ khá là phức tạp. Chúng ta chỉ có thể khéo léo mà giải quyết vụ việc. Làm thế nào để giải quyết được khéo léo bây giờ? Trác Việt dựa lưng vào ghế. Mệt mỏi nhìn vào Dịch Bằng người đã được ông ta một tay để bạt lên làm cánh tay phải đắc lực của mình. Chúng ta không nên phán đoán hay kết luận ai đúng ai sai. Tốt nhất cứ nói cả hai đều sai, Dịch Bằng vừa cười vừa nói. Vì bọn họ dù gì cả hai đều cùng dùng súng. Trác Việt suy nghĩ một chút rồi cười ha hả, nói, không sai. Chuyện này ta giao cho cậu giải quyết, đi thăm dò thêm xem sao.
tốt nhất là phạt chúng vì lỗi không cố ý, rồi cho về. Hai vị con trời này chúng ta thế nhỏ không dây vào nổi đâu. Chương 221, ngậm bồ hòn. Sau khi bị cảnh sát giải lên đồn thẩm vấn, Tần Lạc ngồi tại một góc phòng, một chén trà, một tờ báo, vẻ mặt hắn chăm chú xem tin tức mới nhất của làng giải trí Ấn Độ. Hình như tâm tình của hắn không mảy may suy nghĩ gì về những ảnh hưởng của việc hắn đã nổ súng đả thương một người. Dịch Bằng gõ gõ cửa, nói, Tần Lạc tiên sinh, tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh để hiểu rõ một chút. Không biết anh có tiện không? Sau khi nói xong, chính hắn lại có cảm giác mình đặt vấn đề thật là ngu xuẩn. Mình là cảnh sát, hắn là phạm nhân, mình thẩm tra hắn là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, đây là phòng làm việc của hắn, chẳng lẽ hắn vào đây còn phải chào hỏi người khác sao? Đương nhiên có thể, tôi rất thích phối hợp công việc với các đồng chí cảnh sát. Tần Lạc bỏ tờ báo xuống, đứng dậy tiến đến nói. Hắn như vậy có vẻ khách khí nhưng ngược lại Dịch Bằng lại có cảm giác được sủng ái, vội vàng khoát tay nói, ngồi, ngồi. Anh hãy ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp, chúng ta hãy nói chuyện thoải mái nhé. Đừng câu nệ, ha ha, đừng câu nệ. Tần Lạc gật đầu cười nhưng thật ra trước mặt vị cảnh sát này hắn có cảm giác không được tự nhiên. Dịch Bằng ngồi xuống, nói, Tần tiên sinh. Cứ gọi tôi là Tần Lạc được rồi. Tần trong Từ Võ Tần, Lạc trong Thủy Lạc, Tần Lạc nói. Chẳng là, Tần Lạc, tôi muốn anh nói lại một lần nữa chiều nay đã xảy ra chuyện gì. Được thôi, Tần Lạc nói. Sau đó hắn tường thuật lại đầu đuôi sự tình giải thích một lượt. Đương nhiên, ở một vài tiểu tiết hắn có chỉnh sửa, tất nhiên cũng chỉ sai lệch đi một chút thôi. Sự thật chính là như vậy, bản thân Tần Lạc luôn cho rằng hắn chịu oan ức. Tôi có một vấn đề xin được hỏi. Khẩu súng của anh là từ đâu mà có vậy? Dịch Bằng hỏi. Trước khi Tần Lạc đến Cửu gia thì đã sớm biết Cửu Trọng Mưu đã chuẩn bị súng ống từ trước, bản thân hắn có cầm súng, thậm chí ngay cả mấy tên vệ sĩ của hắn cũng có súng. Vì vậy, nếu Tần Lạc người đến công kích bằng miệng e rằng thật khó khăn. Bây giờ cũng chỉ còn cách nói ra hết những gì đã xảy ra với Dịch Bằng. Đó cũng là tin vui đối với cảnh sát. Dù sao ngay lúc đó mọi chuyện đã được kiểm soát, đại nghiệp của Cửu gia rất lớn. Nếu đắc tội với họ e rằng khó mà được bỏ qua. Mặc dù Dịch Bằng cũng có chút thế lực nhưng nếu đắc tội với họ cũng không thể không bị ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn. Của một, người bạn tặng tôi, Tần Lạc nói. Bạn nào? Thân phận của họ không được phép tiết lộ, Tần Lạc nói. Tâm trạng Dịch Bằng có chút không vừa lòng, câu hỏi của cảnh sát mà anh ta cũng dám nói không được phép tiết lộ sao? Nếu là người khác trả lời như vậy, hắn đã sớm khiến cho họ phải chảy nước mắt mà khai ra. Nhưng hắn biết rằng đây là người hắn không được phép đắc tội. Cố gắng kìm nén cảm xúc, nói, anh có còn giữ khẩu súng chứng cứ không? Có, Tần Lạc vui vẻ đáp lời. Lần này câu trả lời làm cho Dịch Bằng có chút buồn bực. Xem ra, hắn muốn giữ khẩu súng này để chứng minh sự phi pháp của mình. Hy vọng là không có chuyện gì to tát xảy ra. Khẩu súng chứng cứ của anh để ở đâu? Ở nhà. Nhà anh ở đâu? Dương Thành. Từ Dương Thành tới đây, thảo nào không có vẻ gì là sợ hãi. Anh có thể bảo người nhà anh mang khẩu súng đó đến đây được không? Không thành vấn đề, Tần Lạc gật đầu, bọn họ chắc là đang trên đường tới đây. Dịch Bằng vừa mới rời đi, Cửu Yên Mị đi đến. Nhìn trên người cũng không có gì có thể làm Tần Lạc bị thương, vừa cười vừa nói, xem ra anh cũng không có gì là oan ức nhỉ. Có gặp Cửu đại tiểu thư đến chào hỏi giúp tôi, bọn họ nào dám đối đãi với ta không ra gì. Tần Lạc cũng cười nói giỡn, Cửu gia các cô bây giờ đã khai hết chưa? Bọn họ nói như thế nào? Tạm thời không có động tĩnh gì, có thể là muốn xem động tĩnh bên ngoài thế nào. Nhưng chắc chắn chuyện này sẽ không được giải quyết dễ dàng đâu. Cửu Yên Mị tỏ vẻ lo lắng nói, một điều xấu là đứng giữa hai thế lực lớn va chạm nhau, là người phụ nữ của Cửu gia nên dù kết quả như thế nào cô cũng không cảm thấy vui vẻ. Xét đến cùng, Cửu gia cũng vẫn là gia đình của cô. Vậy theo cô định giải quyết vấn đề nan giải này như thế nào? Cửu Trọng Mưu đánh tôi bị thương, tôi đánh hắn bị thương, không ai nợ ai. Tại sao cứ phải quyết liệt đấu đến cùng kẻ sống người chết? Hãy bảo anh hai cô lên tiếng để tôi có thể ra ngoài để đến khám bệnh cho Cửu lão gia tử. Tần Lạc nói. Cửu Yên Mị kinh ngạc nhìn Tần Lạc, cười khổ mà nói, chuyện nếu chỉ đơn giản có vậy thì thật tốt quá. Cô thật sự cũng không hiểu tại sao Tần Lạc lại nghĩ chuyện có thể đơn giản như vậy. Đầu óc hắn chỉ tới trình độ này thôi sao? Như vậy thì đúng là làm cho người ta thất vọng rồi à? Như vậy đi, cô
cô gửi cho hắn một câu tôi đã nói, nếu như bây giờ hắn chịu buông tay, hơn nữa bảo Cửu Trọng Mưu đến xin lỗi tôi sẽ giả bộ không có chuyện gì cả. Mọi người ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, sau này gặp mặt còn có thể là bạn bè. Hắn sẽ không đồng ý đâu, ít nhất thì nhị thẩm cũng không đồng ý. Nếu như hắn không đồng ý như vậy, ta sẽ nói hết với cảnh sát rằng gia tộc Cửu gia có di truyền bệnh thần kinh. Cửu Trọng Mưu là một bệnh nhân tâm thần, lúc đó tinh thần đang quá khích không khống chế được nên hướng khẩu súng về phía tôi mà bắn. Cửu Yên Mị hít một hơi dài, có thể dùng chiêu này đối phó với Cửu gia sao? Đây là bí mật của Cửu gia mà. Những người đàn ông của Cửu gia có di truyền bệnh thần kinh, không thể để lộ chuyện xấu này ra ngoài được, cô cũng là người nhà Cửu gia nên cũng kiên quyết muốn giữ bí mật đến cùng. Nếu như Tần Lạc đem chuyện đó nói ra, như vậy e rằng sẽ có nhiều chuyện không hay nữa xảy ra. Trước tiên là tất cả danh dự của Cửu gia sẽ bị tiêu tan, chỉ trong thời gian ngắn Cửu gia sẽ trở thành sự nhạo báng của mọi người. Mặt khác, nhị thúc Cửu Giật Hòa bây giờ cũng đang trong thời gian quan trọng chuẩn bị được xét thăng chức. Nếu như chuyện Cửu gia có tiền sử bệnh thần kinh thì liệu cấp trên có thể không thận trọng mà quyết định thăng chức cho ông không? Cửu Yêu Mị biết phụ thân cùng nhị thúc thần kinh đều bình thường. Thậm chí, trí tuệ của bọn họ còn cao hơn người thường. Đàn ông trong Cửu gia cũng không phải ai cũng đều có di truyền căn bệnh này, nếu không thì Cửu gia cũng đã không được như Cửu gia bây giờ. Bọn họ có thể đợi được đến lúc có kết quả kiểm tra tinh thần của nhị thúc nhưng liệu đối thủ có chịu đợi chờ điều đó không? Hơn nữa, điều này cũng ảnh hưởng lớn đến những mối quan hệ khác của Cửu gia. Anh đã sớm nghĩ tới đường lui, vì sao lại chủ động báo cảnh sát? Cửu Yên Mị híp mắt nhìn một nam nhân trẻ tuổi bề ngoài có vẻ chất phác nhưng lại có thể nghĩ ra những độc sách, hỏi. Nói như vậy là Cửu gia đã bắt đầu biết giữ bí mật nhược điểm của mình rồi đấy nhỉ? Tần Lạc Vô Duyên vừa cười vừa nói. Tôi báo cảnh sát là để cho mọi người thấy tôi hoàn toàn dám chịu trách nhiệm về việc dùng súng làm người khác bị thương. Sau đó anh lại dùng tôi giúp anh nói ra ý định của mình để uy hiếp Cửu gia. Cửu Yên Mị tủm tỉm cười hỏi, đôi mắt mở to vừa như có ý cười vừa như không, làm cho Tần Lạc đoán không ra suy nghĩ của cô lúc này. Cô ta ắt hẳn tức giận lắm mới nói vậy đây. Tần Lạc thầm nghĩ. Không phải là uy hiếp, chỉ là thương lượng thôi. Tần Lạc nhìn Cửu Yên Mị nói. Cô hẳn là biết cách giải quyết tốt nhất là gì. Hai nhà mà liều mạng thì cô chết ta sống, cuối cùng ai là người được lợi. Tôi là vội tới chữa bệnh cho Cửu lão gia tử chứ không phải vội tới Tần gia trêu chọc đối thủ. Cửu gia cũng thật sự không cần phải tăng thêm một đối thủ nữa làm gì. Là do Cửu Trọng Mưu nảy sinh xung đột, hoàn toàn là ngoài ý muốn của tôi. Cửu Yên Mị suy nghĩ một chút, nói, tôi sẽ về nhà và chuyển những lời này của anh. Tôi nợ cô một chữ tình, Tần Lạc nói. Cửu Yên Mị gật đầu, sau đó liền đứng dậy cáo từ. Tần Lạc đang cầm cốc trà xanh đã nguội, tinh thần có chút bừng tỉnh. Một sử nam ngây ngô tinh khiết của ngày xưa đã một đi không trở lại. Giờ đây trên người hắn gánh chịu ngày càng nhiều trách nhiệm, những suy tính từ đó cũng ngày càng nhiều. Chung quy cũng là muốn giữ gìn bản thân nên không thể không làm tổn thương người khác. Mưu kế chính là con dao hai lưỡi. Để không bị thương, phải đả thương người. Cửu Yên Mị kể lại cuộc nói chuyện với Tần Lạc, Cửu Giật Hòa trầm mặc ngồi thật lâu không nói gì. Như là tinh thần đã chạy trốn đi một nơi khác vậy, dường như không biết Cửu Yên Mị nói gì. Nhưng La Minh Tú tỏ ra vô cùng tức giận, ném mạnh chén trà trên bàn khiến nó vỡ tan dưới mặt đất, lớn tiếng mắng, hắn nghĩ có thể dễ dàng bắt nạt Cửu gia chúng ta vậy sao? Nếu không cho hắn một bài học thì hắn không biết trời cao đất dày là gì. Hắn tưởng hắn là ai chứ, hắn nói cái gì? Hắn muốn chúng ta làm cái gì cơ? Chỉ vì điều đó mà chúng ta chịu buông tay à? Hắn có mà nằm mơ đấy. Tôi không cần biết mọi người Cửu gia làm như thế nào, dù sao tôi cũng đã cùng mấy người bạn của Trọng Mưu bàn bạc. Bọn họ nói bất luận thế nào cũng sẽ phải thay Trọng Mưu trả thù. Chuyện này tuyệt đối không thể để như vậy mà cho qua được. Nếu không chúng ta biết ăn nói thế nào với Trọng Mưu đây? Nói gì với nó cơ? Cửu Giật Hòa ngẩng đầu lên nhìn vợ. Đột nhiên thốt lên một câu hỏi lạnh lùng. Con chúng ta bị người khác đả thương, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua được sao? Lúc nó đả thương người khác sao tôi cũng có thấy bà muốn nhà người khác đến nói chuyện với con chúng ta đâu nhỉ? Ông, Cửu Giật Hòa không để ý tới mấy cái lý luận nông cạn của phụ nữ, quay đầu nói với Cửu Yên Mị, nhìn lý lịch của Tần Lạc chú mới biết được, lúc trước ông nội hắn là bạn với ông nội đấy. Lần này đúng là nước trôi miếu Long Vương, người nhà mình đánh người nhà mình rồi. Trọng Mưu cũng không bị thương nặng, ta nghĩ rằng chuyện này cũng nên coi như bỏ qua đi. Hơn nữa,
cháu đã mời hắn tới xem bệnh cho Gia Gia, chúng ta không nên làm chậm trễ việc thăm khám của thần y. Chú sẽ gọi điện đến sở cảnh sát bây giờ, nói rằng chuyện nhỏ này Cửu Gia chúng ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Lúc nào Yên Mị đi tiếp một chuyến nữa mời hắn tới đây khám bệnh cho Gia Gia, Cửu Gia chúng ta từ trên xuống dưới đều lo lắng chính là chuyện này. Nếu có thể chữa được khỏi bệnh cho Gia Gia thì có chuyện gì là không thể hóa giải được chứ, đúng không nào? Cửu Yên Mị nhìn thoáng qua dáng vẻ kiên quyết cứng nhắc của nhị thúc, vẻ mặt không hề có bất cứ ý gì đen tối, liền gật đầu tán thành. Lúc này đây, Cửu Gia thật sự phải ngậm bồ hòn, mặc dù tính cách của nhị thúc rất cương quyết, trong thời khắc mấu chốt này cũng không thể không khuất phục trước Tần Lạc. Cửu Yên Mị chợt nghĩ đến chính là mình vừa đem đến sự thiệt thòi cho Cửu Gia, hơn nữa, cô còn thấy mình giống như đã giúp một tay trong việc xoay chuyển cục diện sự việc, thậm chí cũng không cần bất cứ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Lúc này tâm trạng của cô có rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen. Tần Lạc, trước đây tôi đúng là đã đánh giá thấp anh. Phải chăng những người Yến Kinh bọn họ cũng đã mắc phải sai lầm như tôi? Cửu Yên Mị thầm nghĩ. Chương 222, Dĩ Hòa Vi Quý. Xin lỗi ư, Cửu Trọng Mưu tức thì phản ứng lại cách giải quyết đó, con phải xin lỗi hắn ư. Con phải làm như vậy. Trong lòng La Minh Tú chất đầy oan khuất, nếu không, lúc này con cứ nằm yên trong bệnh viện, chờ khi nào hắn rời khỏi đây con hãy trở về. Mẹ nói như vậy là có ý gì? Hắn nổ súng làm người khác bị thương, giờ một chút trách nhiệm cũng không có là sao? Cửu Trọng Mưu cố gắng giơ bàn chân lên, nói, bàn chân con bị thương như này tất cả đều do hắn. Hắn cũng không phải có trách nhiệm gì sao? Trọng Mưu, con đừng quá kích động như vậy. Xảy ra chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hai ngày tới sẽ có người đến gặp hắn để nói chuyện. Nếu như có điều gì bất lợi, thông tin lập tức sẽ được truyền ngay tới đây. Người đại diện khẳng định sẽ phát sinh nhiều biến động. Điều quan trọng là con không được manh động. La Minh Tú khuyên nhủ, là người phụ nữ được sinh ra trong gia đình quan chức, hiển nhiên bà biết rõ tầm quan trọng của quyền lực của gia tộc. Cửu Trọng Mưu trợn mắt. Khuôn mặt anh Tuấn bỗng biến sắc, cười méo mà nói, để con được thăng chức, chẳng lẽ mặc cho bị bắn cũng không nói một tiếng sao? Trọng Mưu, trong chuyện này con cũng có phần trách nhiệm mà, lấy quyền lực nhà chúng ta ra mà nói thì con chỉ cần động não một chút là có thể bắt hắn rồi, thích làm gì thì làm. Trong nhà có nhiều bảo tiêu như vậy sao con không sai ai làm đi? Nuôi bọn họ trong nhà để làm gì chứ? Cửu Trọng Mưu có chút buồn bực, nếu bảo tiêu có thể rút súng đảo ngược tình thế chắc chẳng đến lượt hắn ra tay. Con có biết một khi đã dùng đến súng thì tính chất vụ việc có thể bị thay đổi, cho dù con có muốn mẹ giúp chuyện nhỏ thôi xem chừng cũng không có cơ hội red eye đâu. Nói cách khác, Tần Lạc đã bắt được điểm yếu của chúng ta. Nói như vậy tức là tình cảnh của con càng thêm bất lợi. La Minh Tú dốc lòng khuyên nhủ, cách xử lý vụ việc như vậy đừng nói là vì tính tình con bà có chút kiêu ngạo mà thực chất chính bản thân La Minh Tú cũng không thể chấp nhận được. Cửu Trọng Mưu cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, thân thể nằm yên trên chiếc giường lớn. Hỏi, không biết bây giờ hắn đang ở đâu nhỉ? Con tiện nhân Cửu Yên Mị vừa đi gặp hắn về, cha con còn nói muốn mời hắn về chữa bệnh cho Gia Gia cơ. Sau này con sẽ là người một nhà với hắn, điều này thật không tốt chút nào. Bây giờ chúng ta đi mời thầy thuốc Đái Duy Tư ở đâu được nhỉ? Hắn cũng được cha con giữ lại, Gia Gia con lần bệnh nặng, nếu như Tần Lạc chữa được bệnh cho Gia Gia thì chúng ta càng trở nên đơn độc yếu thế hơn. Con muốn xuất viện, Cửu Trọng Mưu lạnh lùng nói. Trọng Mưu, con không nên dính dáng đến mấy việc nhỏ này. Trước hết cứ nhẫn nại, mẹ sẽ chiều theo ý con, sau này nhất định sẽ trả thù cho con. La Minh Tú nắm tay con mình, khẩn cầu nói. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Cửu Trọng Mưu đột nhiên nở nụ cười tươi nhưng không phát ra âm thanh, cảm giác có chút thần kinh. Con trở về chỉ là vì thật sự quan tâm đến bệnh tình của Gia Gia, chỉ muốn xem bọn họ chữa bệnh cho Gia Gia như thế nào. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không chủ động tìm hắn chuốc phiền toái đâu. Trọng Mưu, lời con nói là sự thật đấy chứ. Sự thật mà mẹ có thể cho người theo sát con 24/24 giờ mà. Cửu Trọng Mưu nói, hơn nữa, con cũng chán ghét phải ở trong viện này cả ngày chỉ có mỗi việc uống thuốc rồi. Thôi được rồi, vậy để mẹ đi hỏi thầy thuốc một lúc, nếu như bọn họ nói chân con không có vấn đề gì nghiêm trọng, mẹ sẽ mời một người đặc biệt về nhà chăm sóc con. Chúng ta cùng trở về nhà tĩnh dưỡng, là một người mẹ, La Minh Tú luôn không có biện pháp từ chối yêu cầu của con mình. Tại phòng lãnh đạo cục cảnh sát, Dịch Bằng cùng với Trác Việt đang nói chuyện, Tần Lạc đi nhanh ra phía đại sảnh của cục cảnh sát. Đợi mãi không thấy có chuông báo khiến cho tâm trạng của đám học trò Tần Lạc có vẻ không hài lòng.
Dáng vẻ của hắn đi cố gắng tỏ ra thanh tao vì có một đám người tiền hô hậu ủng, Tần Lạc cảm thấy nở mày nở mặt. Tần tiên sinh, thỉnh thoảng tới cục chúng tôi ngồi nói chuyện. Trác Việt cầm tay Tần Lạc nói, lo lắng nói như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm, hắn vội vàng nói thêm, ý tôi là, anh đến chỉ đạo hướng dẫn công việc cho chúng tôi. Cũng cho chúng tôi có cơ hội được thụ giáo. Có đúng không, chỉ cần anh không chê những người trong cục chúng tôi là thô tục, tôi cùng mọi người đây rất thích kết giao bằng hữu với những thanh niên tuấn kiệt. Chuyện có thể giải quyết hòa giải, người có lợi lớn nhất chính là Trác Việt. Hắn rốt cuộc không muốn hai bên làm rối rắm thêm chuyện này, như thế vừa không vi phạm nguyên tắc mà có thể làm thỏa mãn cả hai bên. Vì vậy, đòi hỏi tiên quyết là phải giải quyết êm đẹp chuyện này. Tôi sẽ đến, Tần Lạc gật đầu cười. Tần tiên sinh, lần này có nhiều mạo phạm, mong thứ lỗi, Dịch Bằng cũng đi lên nói. Không có cách nào khác, người là hắn mang về, ở đây hắn tỏ một thái độ là cấp dưới của Tần Lạc. Các anh cũng là theo pháp luật mà làm thôi, Tần Lạc độ lượng nói. Tôi tin rằng nhất định sẽ có chứng cứ việc tiên sinh được phép dùng súng lúc đó. Lúc đó anh sẽ không cần phải đến phân cục chúng tôi nữa. Dịch Bằng căn dặn, Tần Lạc cười cười, không nên từ chối thiện ý nhỏ của người khác. Nếu như không nhất thiết hắn cũng không có hy vọng những người chứng kiến chứng nhận việc hắn được phép dùng súng khi đó. Bởi vì hắn không phải cảnh sát hiển nhiên không có khả năng được sử dụng thân phận đó. Nhưng cũng không biết bằng cách gì mà hắn lại có được giấy chứng nhận được phép dùng súng. Những đơn vị cấp dưới này nếu nhìn thấy đại danh của Cục Quốc An E là sợ đến không ngủ được mất. Một chiếc Mercedes, Ben màu đen dừng lại trước cửa phòng, Trác Việt đứng ra cạnh xe mở cửa cho Cửu Yên Mị. Đã có văn bản phóng thích người trong vụ án dùng súng đả thương người chưa? Cũng không đến 24 giờ tạm giam nhỉ? Cửu Yên Mị vừa cười vừa nói. Lại một lần nữa tôi được mở mang kiến thức về hiệu quả làm việc của Cửu đại tiểu thư. Tần Lạc cười trêu ghẹo mỹ nữ trưởng thành đang đứng trước mặt. Một bộ ngực nguy nga đồ sộ, một cái mông căng tròn, làn da mịn màng, cô toát lên một vẻ đẹp chín muồi rất tự nhiên của người phụ nữ trưởng thành. Anh vẫn không muốn gọi tôi là Yên Mị, anh không cảm thấy áy náy khi đã phụ bạc tôi sao? Không gọi tên tức là trong lòng anh vẫn chưa coi tôi là bạn. Cửu Yên Mị chớp đôi lông mi dài hớp hồn mà hỏi. Tần Lạc đã lợi dụng cô để tiết lộ bí mật của Cửu gia rồi đến uy hiếp Cửu Giật Hòa, Cửu Yên Mị quả là có lý do để tức giận. Vì Cửu Giật Hòa có một vạn lý do để tin tưởng rằng chính Cửu Yên Mị cố tình tiết lộ tin tức này cho Tần Lạc, sau đó nó lại từ miệng Cửu Yên Mị truyền ra ngoài, rồi ép ông vào khuôn khổ. Cửu Yên Mị quả đúng là có gây ra những chuyện rắc rối này. Tôi đã sớm nói, tôi nợ cô một chữ tình mà. Tần Lạc nhìn cô nói, hơn nữa, tôi bây giờ coi cô là bạn. Không phải cứ hai người quen biết là có thể trở thành bạn bè. Trước Tần Lạc có quen Cửu Yên Mị, nhưng trong lòng hắn quả thật không coi cô là một người bạn. Chỉ có cảm giác đây là một phụ nữ xinh đẹp, hào phóng, sâu sắc, trí tuệ hơn người. Mặc dù cô luôn cố ý đến gần hắn, nhưng trong tiềm thức Tần Lạc thậm chí còn có ý muốn tránh né kiểu phụ nữ này. Nhưng qua chuyện kiện cáo lần này, Cửu Yên Mị luôn trợ giúp cho hắn. Là người của Cửu gia mà đứng ra nói giúp cho hắn. Cô đúng là toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ hắn. Tôi nghĩ rằng ở Yến Kinh có rất nhiều người còn không có kiến thức trở mặt che giấu thủ đoạn bằng anh đâu nhỉ. Ví như Tần Túng Hoàng, Cửu Yên Mị tiến vào trong xe ngồi ở vị trí sát cửa, vẻ mặt cười quay ra nói với Tần Lạc. Tôi không có hứng thú với hạng tiểu nhân đó. Tần Lạc lắc đầu. Anh đánh giá thấp chính mình rồi đó. Cửu Yên Mị tươi cười. Nụ cười hiện lên cả trong mi mắt trông có phần rốn Lệ Khuynh Thành. Chỉ khác là nụ cười của cô trông thoải mái, xinh đẹp còn nụ cười của Lệ Khuynh Thành có kiểu yêu mị. Chỉ cần dựa vào việc văn nhân Mục Nguyệt thích anh thì anh đã có thể nở nụ cười kiêu ngạo ở Yến Kinh được rồi. Tôi theo chủ nghĩa nam nhi đại trượng phu, nếu bản thân có thích vật gì thì sẽ chính tay mình đi lấy. Anh có thể nghĩ như vậy nhưng người khác lại không thể nghĩ như vậy. Nếu văn nhân Mục Nguyệt thật sự thích anh, thì kẻ thù của anh kiểu gì cũng lấy điểm này để tính toán. Tôi đây cũng không có cách nào. Tần Lạc bất đắc dĩ nhún vai. Chính mình cũng còn không thể khống chế việc mình thích người khác, chẳng lẽ còn có thể khống chế được không để người khác thích mình sao? Lần thứ hai đi đến Cửu gia khiến cho Tần Lạc có một chút ảo giác. Cứ như đây là lần đầu tiên hắn đến vậy. Phía trước chỗ kia, chính là chỗ hắn làm thương Cửu đại thiếu gia. Căn bản người sai chính là hắn. Lần này đến lại có sự hoan nghênh chào đón. Xe vẫn tiếp tục tiến tới ngôi nhà lớn và dừng lại ở cánh cửa cũ. Ở đây đã có một đám người chờ hắn ở cửa. Cửu Giật Hòa nhìn thấy Tần Lạc từ trong xe bước ra, tiến từng bước đến,
từ xa đã vươn tay chào đón, sau đó cầm tay Tần Lạc vừa cười vừa nói, xem xét lý lịch của cháu mới biết được, ông nội cháu với Cửu gia trước kia vốn là bạn cũ. Xảy ra chuyện lần này đúng là nước lớn vào miếu Long Vương. May là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, bằng không sẽ bị người ngoài chê cười rồi. Thanh niên trẻ tuổi dễ bị xúc động, Trọng Mưu đã chịu sự trừng phạt, Tần Lạc là người hiền đức cũng xin đừng để trong lòng. Cháu sẽ không để bụng chuyện này đâu, chỉ là lo lắng luẩn quẩn trong lòng rồi. Thật sự cháu thật lòng không nghĩ là sẽ nổ súng bắn Cửu Trọng Mưu. Do hắn đột nhiên rút súng ra, cháu cũng là vì sợ quá mới vậy. Nhớ đến trên người mình có súng mới liền rút ra bắn lung tung một tràng. Không nghĩ là bắn phải chân hắn. Thật ra lúc đó Tần Lạc tưởng rằng hắn đã có thể bắn trúng tiểu đệ trong quần Cửu Trọng Mưu rồi. Tốt lắm, chuyện này coi như cho qua. Chúng ta cũng không nên nói nhiều làm gì nữa. Cửu Giật Hòa nói, được biết cháu là Dược Vương, tuổi còn trẻ nhưng danh tiếng lẫy lừng, y thuật nhất định tương đương bậc phi phàm. Lần này cha chú Lâm trọng bệnh, đã có ý muốn nhờ đến bàn tay thần diệu của cháu. Cháu nhất định sẽ làm hết sức có thể. Tần Lạc sảng khoái đáp lời. Gia đình tỏ ra thân thiện như vậy, dù sao cũng khiến cho người ta thấy có chút nở mặt nhân tài. Trọng Mưu mời tới quý phủ một chuyên gia về bệnh tâm lý Đái Duy Tư, lúc này đang khám và chữa bệnh cho cha chú. Chú nghĩ, một người tài đức như cháu chắc chắn sẽ chữa được bệnh tâm lý cho cha chú. Chú một lòng tin tưởng vào trung y. Tần Lạc làm bộ không nghe thấy lời hắn nói mặt khác nghĩ đến ẩn ý khác, thừa nhận quan điểm liền gật đầu nói, cháu cũng có một lòng tin tưởng vào trung y. Chương 223, yêu quái mắt xanh. Cửu gia cũng không giống như một số đại gia tộc khác, đợi khi con gái lớn đều cho ra ở riêng. Mặc dù Cửu Giật Vân, Cửu Giật Hòa cùng với Cửu Trọng Mưu, Cửu Yên Mị cũng đã có nhà riêng ở bên ngoài, nhưng vẫn đang ở tại nhà chính của Cửu gia. Cửu lão gia tử ở tại căn phòng ốc phía sau. Một căn nhà có thiết kế theo kiểu hiện đại trong tòa biệt thự. Nhà cũ lạnh lẽo, hơn nữa việc hấp thụ ánh sáng không được tốt, Cửu lão gia tử lúc này tình trạng thật sự không thích hợp ở đây. Cửu Giật Hòa đang chỉ dẫn một đoàn người tiến về phía sau. Mặc dù mùa đông chưa đến nhưng hoa hồng hai bên đường đã nở rộ, khiến cho không khí trong sân tràn đầy sức sống. Đoàn người còn chưa tới gần đã nghe thấy bên trong tòa biệt thự tiếng gào thét hoảng sợ cực kỳ kinh khủng của một người đàn ông. Đang giữa thanh thiên bạch nhật, bỗng dưng nghe thấy âm thanh như tiếng quỷ khóc sói tru, thật khiến cho người ta có cảm giác lạnh sống lưng. Ngươi là ai? Sao lại hại ta? Yêu quái, ngươi có ánh mắt của yêu quái. Người đâu? Cứu mạng, có người muốn hại ta. Có người muốn hại ta. Loảng xoảng, răng rắc, ta đánh chết ngươi yêu quái. Nghe thấy tiếng như đồ vật bị đập vỡ, Cửu Giật Hòa cùng đám người vội vã nhanh chân bước tới. Đi qua phòng khách, xuyên qua hàng lang, hướng về phía đông. Tiến nhanh về phía cửa một gian phòng tối nhất, Đái Duy Tư đang chật vật né tránh sự tấn công của Cửu lão gia tử, trên trán vẫn còn những vết bầm tím không biết là do vật gì đánh phải. Mấy người có dáng vẻ người hầu chạy sang một bên bảo vệ Đái Duy Tư, một số người khác đi tới ra sức khuyên can Cửu lão gia tử. Là do Cửu lão gia tử bây giờ thần trí không được tỉnh táo, luôn có cảm giác có yêu quái muốn tới giết lão, ai đến đây đều lắc đầu bó tay. Đái Duy Tư nhìn thấy Cửu Giật Hoàn cùng đám người đi tới. Liên tỏ vẻ mặt tức giận, những người hầu này quá lắm, không chịu phối hợp với tôi. Tôi yêu cầu bọn họ trói chặt bệnh nhân lại hạn chế mọi hành động để tôi tiêm cho bệnh nhân liều thuốc trấn tĩnh lại, nhưng bọn họ căn bản là không nghe theo. Vì Đái Duy Tư không biết nói tiếng Trung nên Cửu Giật như vẫn ở bên cạnh phiên dịch cho hắn. Nghe xong Đái Duy Tư nói, cô cười khổ giải thích với anh trai Cửu Giật Hòa, thầy thuốc Đái Tư Duy yêu cầu chúng ta tìm người trói phụ thân lại. Nhưng anh biết đến tính tình lão gia tử từ xưa đến nay chưa từng có ai dám trói buộc, nếu chúng ta làm như vậy, đến khi ông tỉnh táo mà biết chuyện này, liệu rằng có muốn cắt đứt quan hệ cha con? Cửu Giật Hòa gật đầu ý chừng đã hiểu, quay sang Đái Duy Tư nói, Đái Duy Tư tiên sinh, còn có biện pháp nào khác không? Dĩ nhiên hắn nói tiếng Anh một cách lưu loát, điều này làm cho Tần Lạc ngạc nhiên. Ở tuổi này rồi mà sao người này có thể nói thông thạo ngoại ngữ vậy nhỉ? Có người tiếng mẹ đẻ còn nói chưa thạo nhưng mở miệng là có thể nói tiếng Anh một cách lưu loát. Có người nói tiếng mẹ đẻ rất lưu loát nhưng trước mặt người khác lại làm bộ nói không thạo. Bởi vì như vậy sẽ làm cho người khác có cảm giác hắn đã định cư ở Âu Mỹ hơn 10 năm rồi. Nhưng kỳ thật hắn định cư tại vùng nông thôn của Âu Mỹ hơn 10 năm thì đúng hơn. Có biện pháp nào khác không á? Tôi là Thượng Đế chắc. Anh thử nhìn trán tôi xem có bao nhiêu vết thương. Tôi cũng không có biện pháp gì để giao tiếp với bệnh nhân đang trong trạng thái điên loạn, biện pháp gì cũng vô ích thôi.
Tôi muốn người bệnh được an thần. An thần, Đái Duy Thư tiên sinh vẻ mặt tức giận nói, nếu không phải đã nhận của Cửu Trọng Ngư một khoản tiền to cách xù thì chắc hắn đã từ chối chữa bệnh cho Cửu lão gia tử rồi. Cửu Giật Hòa cũng đành chịu, tình trạng bệnh tình của bố hắn là như vậy, lúc tốt lúc xấu. Lúc tốt thì cũng không giống người bình thường lắm, căn bản là không biết lúc trước ông đã làm những chuyện gì, nói những chuyện gì. Lúc xấu thì hô to kêu to, gào thét và đập vỡ mọi đồ đạc, người nào mà tới gần thì hét lên là có người muốn hại, ai nói gì cũng không nghe. Với tình trạng bệnh tình như vậy, làm cho Đái Duy Tư đi trị liệu cho bố hắn cũng đúng là có chút ép buộc. Ánh mắt của Cửu Giật Hòa có vẻ thông cảm, nhìn sang phía Tần Lạc thấy hắn đang chăm chú nghe mọi thứ cười hỏi, Tần Lạc tài đức, anh có biện pháp nào tốt hơn không? Tần Lạc lắc đầu, hỏi, Cửu lão gia tử chu kỳ phát bệnh bao lâu một lần? Mỗi lần phát bệnh trong thời gian bao lâu, dài hay ngắn? Không có chu kỳ xác định, đôi khi 2-3 ngày một lần, đôi khi một ngày lại vài lần. Mỗi lần phát bệnh thời gian khoảng nửa giờ đồng hồ, Cửu Yên Mị đứng ngay bên cạnh giải thích. Lần này phát bệnh trong thời gian bao lâu? Tần Lạc hỏi tiếp. Một vòng rồi kết thúc luôn, Cửu Giật như nhìn vào mắt Tần Lạc hồi đáp. Nhìn mặt tên tiểu tử này cũng không giống như người có khả năng nổ súng đả thương người, khuôn mặt thanh tú, ăn mặc nhã nhặn, sao lại có thể bạo lực đến vậy nhỉ? Để ta vào xem sao, Tần Lạc nói. Bệnh tinh thần là một loại bệnh đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nó có rất nhiều kiểu bệnh, trong thời gian rất lâu, làm cho người ta không có dấu tích bệnh tật hoặc chỉ là biểu hiện giả. Muốn chữa được bệnh phải tìm hiểu nguyên nhân bệnh nhân bị bệnh. Mà người bệnh lúc bình thường thì không có biểu hiện gì đáng nghi ngờ. Cơ bản là không biết khi nào thì phát bệnh, đến lúc đó có nói chuyện cũng vô ích. Tại lúc phát bệnh, nếu như trạng thái có chút biểu hiện gì trong lúc giao tiếp thì có thể phát hiện ra chút ít dấu vết. Tần Lạc cũng chưa có kinh nghiệm trong trị bệnh tinh thần. Cho nên hắn cũng chỉ là dựa theo những gì đã được học mà suy đoán. Có thể không có hiệu quả, còn phải đợi thêm một vài dấu hiệu nữa. Cửu Yên Mị đứng bên ngoài nhìn ông nội tay đang cầm cái ghế nhìn ra với vẻ mặt đầy cảnh giác, có chút lo lắng nói, hay là anh đợi một lát nữa hãy vào trong được không? Gia Gia trở lại bình thường rất nhanh, đến lúc đó anh hãy vào đó nói chuyện với ông được chứ? Không sao, bây giờ đi vào là thời cơ tốt nhất, Tần Lạc không có thời gian giải thích chi tiết cho Cửu Yên Mị. Đành kiên trì nói. Đúng vậy, để Tần Lạc vào đi thôi. Có thể anh ta sẽ phát hiện ra vấn đề gì đó không bình thường. Cửu Giật Hòa cười khuyến khích Tần Lạc. Trong lòng nghĩ thầm, hắn nguyện ý muốn vào trong đó là muốn tìm cũng không thấy bệnh. Nếu như bố có đánh cho bị thương coi như là vì con mà báo thù. Chính là cách bắt hắn đánh cho chết. Chẳng phải người bệnh tâm thần giết người thì không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự đó sao? Tần Lạc vẻ mặt ý cười nhìn Cửu Giật Hòa một cái. Như đã hiểu rõ sự tình, ánh mắt khiến cho Cửu Giật Hòa có khí phách đến mấy cũng có cảm giác muốn né tránh. Mình muốn gì, hắn đều biết rõ. Để tôi vào xem, Tần Lạc tiến lại dỗ dành Cửu Yên Mị, sau đó hướng cửa phòng mà tiến vào. Không được vào đây, không được vào đây, nếu lại vào đây ta đánh chết ngươi. Cửu lão gia tử kéo cái ghế cầm lên tay, khan cả giọng hét lên. Lão có vóc người khô gầy, sắc mặt vàng vọt, mắt hõm sâu vào trong. Xem ra trong một thời gian dài không được nghỉ ngơi tốt. Trên đầu chọc lóc, bóng loáng, có thể người nhà Cửu gia sợ lão phát bệnh sẽ giật hết tóc nên đơn giản là cạo chọc đầu cho lão. Không nên kích động quá, tôi tới đây để giúp ông. Chúng ta là người một nhà mà. Tần Lạc giơ hai tay lên ý muốn nói chính mình không cầm bất cứ vũ khí gì, lần này đến tỏ vẻ rất thân mật. Anh gạt tôi, anh là sát thủ, anh muốn giết tôi, anh muốn giết tôi. Cửu lão gia tử hiển nhiên không dễ dàng gì tin tưởng người khác như vậy. Tôi là bạn của ông. Không phải, ông nội tôi là bạn của ông ấy biết có người muốn giết ông nên cố ý để tôi tới đây bảo vệ ông. Tôi không phải là người xấu, cái người tóc kim mắt xanh kia mới là người xấu. Tần Lạc nghĩ, dù sao người ngoại quốc nghe cũng không hiểu tiếng Trung Quốc, muốn vu oan cho hắn thế nào cũng được. Cửu lão gia tử quay đầu nhìn thoáng qua Đái Duy Tư, nói, hắn là yêu quái. Hắn muốn giết tôi, hắn muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Đúng, hắn là yêu quái. Ông cứ yên tâm đi. Chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho tên yêu quái gây thương tổn cho ông. Tần Lạc vẻ mặt khí phách nói. Sau khi nói xong, hắn mới phát hiện ra câu thoại này sao có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Hình như hắn đã nghe thấy ở đâu đó. Cửu lão gia tử rất cảm động, gật đầu nói, anh mau đến bên này với tôi, cẩn thận hắn ăn thịt anh đầu tiên đấy. Tần Lạc nghĩ lão gia tử này thật đúng là có nghĩa khí,
đến lúc này mà vẫn còn có suy nghĩ bảo vệ an nguy tính mạng của người khác. Tốt, tôi sẽ qua đó cùng lão hợp sức tác chiến. Tần Lạc gật đầu nói, lúc này mới nhẹ nhàng nhấc chân đi, cẩn thận tiến đến bên cửu lão gia tử. Cửu Yên Mị hai tay nắm chặt, vẻ mặt chăm chú nhìn ông nội đang cầm trong tay cái ghế. Chỉ sợ rằng ông đột nhiên nổi điên lên giơ cái ghế lên đánh người. Chờ một chút, cửu lão gia tử hô. Tim mọi người như ngừng đập. Sau đó mọi người vội vàng tập trung ánh nhìn về phía cửu lão gia tử. Lúc này, Tần Lạc chỉ còn cách lão khoảng hai bước chân. Sao vậy? Tôi muốn cùng ông hợp sức tác chiến mà. Tần Lạc hỏi, hai tay chuẩn bị tư thế chống đỡ nếu bị tấn công, hai chân cũng chuẩn bị chạy. Ông nội của anh là ai? Cửu lão gia tử cảnh giác hỏi. Tần Tranh, Tần Lạc trả lời. Tần Tranh à, cửu lão gia tử vẻ mặt suy nghĩ một chút, sau đó bừng tỉnh vỗ tay mạnh vào bắp đùi, nói, đúng rồi. Hắn là bạn của tôi, nhiều năm trước hắn còn qua chữa bệnh cho tôi. Chữa cho ông bệnh gì vậy? Tần Lạc vừa hỏi vừa từ từ bước tới gần cửu lão gia tử. Hắn nói tôi bị chứng bệnh tâm thần, thế là bị ta đuổi ra ngoài. Anh xem tôi đi, anh có cảm thấy tôi mắc bệnh tâm thần không nào? Không có. Tần Lạc kiên định lắc đầu, ông làm sao mà lại mắc bệnh tâm thần được chứ? Nói ông mắc bệnh tâm thần không khác nào nói người tài không biết gì. Được, người trẻ tuổi, anh nói rất hợp ý tôi. Lại đây, chúng ta cùng nhau hợp sức tác chiến. Cửu lão gia tử nói, vẫn còn cầm trong tay, vũ khí, là cái ghế đưa cho Tần Lạc, nói, tên yêu quái mắt xanh mà có dũng khí tiến vào đây, anh hãy dùng cái này đánh chết nó. Nói xong, lão gia tử này chuồn mất tiêu, trong phòng chuyển động. Sau khi đi dạo một vòng, tìm được một cái gối ôm tiến lại cùng Tần Lạc sánh vai đứng chung một chỗ. Gió thổi vi vu làm mặt nước gợn sóng, hai con người ngốc nghếch bị dồn vào chân tường vai sánh vai. Cửu lão gia tử cùng Tần Lạc đều cầm vũ khí, sắc mặt nghiêm trọng đứng chung một chỗ, chống đỡ lại kẻ địch. Yêu quái mắt xanh. Đái Duy Tư không nghĩ Tần Lạc lại dễ dàng tiếp cận người bệnh như vậy, vẻ mặt tỏ ra khó tin, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ cuống quýt nói, thật là thần kỳ. Hắn quả thật là rất thần kỳ, chẳng những không đánh nhau mà còn có thể chữa bệnh. Tên thầy thuốc đáng thương này đã không biết đến việc Tần Lạc đã dựa vào hắn là con yêu quái mắt xanh mới lấy được sự tin tưởng của cửu lão gia tử. Chương 224, sức mạnh của Trung Y. Mỗi một người mắc bệnh tâm thần đều bị rơi vào một thế giới ảo tưởng riêng của họ. Trong thế giới đó, tự bọn biến mình thành một con quái vật, có lẽ cảm giác mình không khó gì để được làm vua, hoặc có thể là trở thành một đứa trẻ lên ba. Với những người mắc bệnh tâm thần không thể lấy cử chỉ lý lẽ bình thường mà nói với họ được. Nếu như lúc cửu lão gia tử la hét có hai mắt xanh của quái thú muốn đả thương lão thì Tần Lạc có khuyên giải rằng đó không phải là quái thú mà chỉ là một người ngoại quốc, có cố gắng thay đổi cách nghĩ của lão lúc đó e rằng không thể được. Có thể chính lúc đó, Tần Lạc cũng sẽ bị cửu lão gia tử nhận định là một con quái thú mắt đen khác xuất hiện. Cũng may Tần Lạc linh hoạt. Giả trang thành cháu một người bạn của lão đến giúp lão diệt trừ yêu quái, thành công bước đầu tiên là đánh vào tâm lý người bệnh, lúc đó hắn đã trở thành cầu nối giao tiếp hoàn hảo với lão. Tần Lạc đã đọc qua một vài bộ sách tâm lý, có hiểu chút về biểu hiện bệnh tật của những người này, bọn họ có trí nhớ vượt quá khả năng của người bình thường. Tần Lạc cũng chỉ là cố gắng nói tên thật của ông nội hắn, không ngờ rằng lão có thể nhớ tới ông hắn. Sự việc này càng giúp Tần Lạc xâm nhập sâu hơn vào tâm lý bệnh nhân và được sự tin tưởng của lão. Cửu Giật Hòa mặc dù không để ý đến cái gì là cao minh y thuật, nhưng chứng kiến Tần Lạc có thể đến gần bố mình như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn biết rằng, trước kia lúc bố hắn phát bệnh, bất kể ai cũng rất khó đến gần, bất luận người nào lái xe qua cửa cũng đều bị ông cầm đồ vật đánh đuổi ra. Cho nên, vì tránh thương tổn, hắn đã cho những người giúp việc chăm sóc bố hắn ở bên trong phòng để có khoảng không mỗi khi ông phát bệnh. Xem ra, tiểu tử họ Tần này có vài phần bản lĩnh nhỉ. Cửu Yên Mị đầu tiên là lo lắng cho sự an nguy của Tần Lạc, nhưng sau thấy hắn giả thần giả quỷ nhưng lại lấy được sự tin tưởng của ông nội, hai người thân mật cùng đứng chung một chỗ, cô đã có cảm giác con người này thật phi thường. Cô thầm nghĩ, có lẽ đây là lý do hắn có sức hấp dẫn với những phụ nữ tài sắc nhiều đến vậy. Trên người hắn, luôn có thể tìm thấy những điểm sáng loáng không giống người thường. Tần Lạc vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào tên yêu quái mắt xanh, quay sang cửu lão gia tử hỏi, ra ra. Trước kia có con yêu quái nào muốn đến ăn thịt ông không? Không có, chỉ có một con yêu quái mắt xanh này thôi. Trước kia đều là những cô hồn dã quỷ muốn tới bắt tôi đi. Bọn chúng muốn cho tôi đi cùng xuống địa ngục. Những cô hồn dã quỷ này là ai?
Tần Lạc hỏi. Không thấy rõ mặt bọn chúng. Không biết có đúng hay không, bọn chúng có khuôn mặt không dài. Mà hình như là dài quá, hình như tóc che hết cả. Anh nhìn xem, tóc bọn họ đều dài như này này. Cửu lão gia tử vừa nói vừa khua chân múa tay. Vì sao bọn họ muốn bắt ông? Ông nợ bọn chúng tiền à? Bọn chúng nói ta phải đền mạng. Chúng nói ta giết bọn chúng. Ta không có giết người. Ta cơ bản là không có giết người đâu. Nhớ tới những cơn ác mộng kinh khủng như vậy, tâm trạng cửu lão gia tử trở nên có chút kích động. Lão bỏ cái gối trong tay ra, sau đó nhảy lên giường dùng chăn mền che lên đầu, toàn thân run rẩy, miệng còn la lớn, ta không có giết người. Tiếng hét lúc cao vút lúc lại trầm thấp, cuối cùng lặng yên không một tiếng động, sau đó từ từ chuyển sang âm thanh ngáy của cửu lão gia tử. Tần Lạc buông ghế trong tay ra, chậm rãi đi tới cạnh cửu lão gia tử, nhanh chóng bắt được cổ tay lão xem mạch. Bên ngoài mọi người nhìn thấy cửu lão gia tử an tĩnh trở lại, lúc này mới thấy dường như được thả tự do, tất cả cùng nhẹ nhàng bước đến. Ông nội đã ngủ thiếp đi rồi, cửu yên mị đi đắp giúp cửu lão gia tử cái chăn mền, từ tốn nói. Mỗi lần hết cơn, ông đều ngủ ngon một giấc dài. Có khi còn ngủ cả ngày. Cửu giật như bước tới bên cạnh Tần Lạc, hỏi, Tần tiên sinh, bệnh này có thể chữa khỏi được không? Tần Lạc vừa cười vừa nói, đây mới là lần đầu tiếp xúc. Tôi vẫn chưa tìm ra cửu lão gia tử có ẩn khúc gì. Chẳng qua là tinh thần của lão suy yếu. Trước hết, quan trọng là phải để lão được tĩnh tâm, sinh khí của cơ thể không mất đi rất tốt cho tinh thần con người. Một người có tinh thần lạc quan, vui vẻ, tràn đầy sức sống thì rất khó mắc bệnh. Vậy anh có biện pháp nào giúp ông nội lấy lại được tinh thần không? Cửu Yên Mị gật đầu hỏi. Đợi lúc nữa ta sẽ nói đơn thuốc cho cô. Cô cứ làm theo đơn thuốc của tôi chỉ dẫn. Trước tiên cứ uống thử vài ngày xem tình hình thế nào. Tần Lạc nói. Tần Lạc tài đức, bệnh tình của cha tôi đành làm phiền đến anh vậy. Cửu giật hòa với vẻ mặt thân thiết nói. Dường như hai chú cháu thân mật từ lâu rồi. Nhưng trong lòng Tần Lạc hiểu rõ, nếu có cơ hội, con người hai mặt này sẽ nhất định không bỏ qua cho mình. Chính mình đánh con hắn bị thương, sau việc này, mâu thuẫn của bọn họ trong lúc này không thể hòa giải. Chẳng là Yên Mị với ta là bạn tốt của nhau. Tôi đã nhờ vả cô ấy nhiều, giờ nhất định dốc hết sức. Tần Lạc nói, hắn cố ý làm trò để mọi người biết là do Cửu Yên Mị mời hắn mới tới đây, đến lúc đó, nếu như mình chữa khỏi bệnh cho cửu lão gia tử thì cũng giúp Cửu Yên Mị lên mặt trước cả nhà, gián tiếp trả lại nàng một chữ tình. Cho hắn có không chữa khỏi thì Cửu Yên Mị cũng có được cho là có tâm và các thành viên trong cửu gia cũng để ý đến. Dù sao so với loại người như Cửu Giật Hòa chỉ nghĩ đến bản thân như vậy cũng là có công lao lớn rồi còn gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu có thể chữa khỏi bệnh cho cha tôi, cửu gia chúng ta trên dưới nhất định cảm tạ đại ân của anh. Đều là người một nhà, ông khách khí như vậy làm gì? Tần Lạc chẳng muốn cùng mấy người này nhiều lời, vội vàng chấm dứt đề tài nhàm chán này. Thầy thuốc Đái Duy Tư đi tới, quay về phía Tần Lạc nói cái gì đó, vẻ mặt trông có vẻ kích động. Tần Lạc vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn Cửu Yên Mị, đợi nàng tới để phiên dịch giúp mình. Cửu Yên Mị cười cười. Giải thích, Đái Duy Thư tiên sinh nói, hắn rất kính nể y thuật của Tần tiên sinh. Hắn nói, quan trọng nhất trong việc chữa bệnh cho người tâm thần là lấy được sự tin tưởng của họ, làm được điều này có thể nói chuyện với họ dễ dàng hơn. Hắn đã tốn rất nhiều thời gian mà cũng không thể làm được việc đó, vậy mà việc đó lại được anh làm một cách dễ dàng, hơn nữa lại sử dụng phương thức rất kỳ lạ. Điều này làm cho hắn có cảm giác muốn tìm hiểu rõ mọi thứ. Thầy thuốc Đái Duy Tư nói. Hắn không nghĩ trung y lại có thể trị được bệnh tâm thần. Hơn nữa, phương thức trị liệu của anh có kết hợp cả tây y. Nếu như anh có thể đem kiến thức đó truyền thụ cho hắn, hắn sẽ muôn phần cảm kích. Lúc này Tần Lạc mới hiểu thịnh tình của yêu quái mắt xanh là muốn đến bái sư học nghệ hắn. Tần Lạc luôn biểu dương những người có tinh thần ham học hỏi phi thường, bất luận những cuộc gặp gỡ với những giáo sư đại biểu cho bậc cổ thụ trong những đại học danh tiếng, hay là lừng danh tên tuổi khắp thế giới về điều trị bệnh tâm lý như Đái Duy Tư. Chỉ cần bọn hắn cho rằng mình không biết điều gì đó mà thản nhiên nói không chút xấu hổ, hơn nữa lại tỏ rõ ý nguyện của bản thân muốn được học hỏi thêm. Mà người Trung Quốc thường không như vậy, bọn họ cảm giác trước mặt người khác mà thừa nhận mình, không biết, thì thật đáng xấu hổ, mất mặt, bị mọi người chê cười, vì vậy lại càng không chủ động bày tỏ ý nguyện muốn học tập người khác. Vì bọn họ có lòng tự tôn nhỏ hẹp, nên có thời cơ là họ lại, phùng má giả làm người mập. Thực chất đây là một loại biểu hiện tự ti cực đoan.
chỉ có người nghèo mới có thể sợ hãi người khác gọi hắn là người nghèo, nếu là phú hào thì họ sẽ không quan tâm người khác xưng hô như vậy với họ. Tần Lạc gật đầu quay sang Cửu Yên Mị nói, cô hãy chuyển lời mời của tôi đến tiên sinh đây, nói rằng tôi rất thích hợp tác với anh ta. Tần Lạc quả thật cũng muốn Đái Duy Tư trợ giúp, thử nghĩ mà xem, nếu không có tên yêu quái mắt xanh ra ăn thịt người thì tiếp theo Tần Lạc sẽ phải đưa Cửu lão gia tử vào thế giới ảo tưởng nào được để cho lão sợ hãi hay trốn tránh mà nói ra điều gì đó đây. Mỗi người đều có một mặt trái khác nhau, đều có trong mình một con tiểu quái thú yên lặng chịu đòn. Giống như trước mặt Cửu lão gia tử cũng nhất định phải có một tên yêu quái mắt xanh. Đái Duy Tư là một công cụ đặc biệt, hắn là người có thể làm cho người mắc bệnh tâm thần bị kích động rất nhanh, đúng là không thể thiếu nhân vật này trong quá trình trị bệnh cho Cửu lão gia tử. Chỉ với lý do này, Tần Lạc cũng đã không ngại ngùng cùng hắn chia sẻ những lý luận chữa bệnh của mình. Đương nhiên, hắn có thể không hiểu mặt khác của chuyện này. Nghe xong Cửu Yên Mị chuyển đạt ý của Tần Lạc, Đái Duy Tư vẫn với vẻ mặt kích động đi tới ôm Tần Lạc một cái thật chặt. Trên người hắn sực nước mùi nước hoa làm cho Tần Lạc hắt hơi hai cái liên tục. Để Cửu lão gia tử nghỉ ngơi ngon giấc, đám người rời khỏi gian phòng của lão. Cửu Giật Hòa bận rộn công vụ nên sớm rời đi vì chuyện gì đó. Đái Duy Tư vẫn đi sát phía sau Tần Lạc muốn cùng hắn thảo luận về phương pháp chữa trị bệnh mà Tần Lạc vừa sử dụng. Nhưng vì hai người bất đồng ngôn ngữ nên cũng chỉ có thể nhờ Cửu Yên Mị ở giữa phiên dịch. Kiểu nói chuyện như này khiến cho Tần Lạc có cảm giác vô cùng phiền toái. Hắn thầm nghĩ, sao Trung Quốc không quy định về trình độ nói tiếng Trung cho người ngoại quốc nhỉ? Nếu mỗi người ngoại quốc đều học xong tiếng Trung Quốc thì nói chuyện chẳng phải thuận tiện hơn rất nhiều sao? Đang nói chuyện thì điện thoại trong túi Tần Lạc vang lên một hồi chuông. Trong điện thoại hiện lên số máy của Lâm Hoán Khê đang gọi hắn. Tần Lạc nhờ Cửu Yên Mị nói giúp hắn câu, xin lỗi, sau đó cầm di động bước ra phía sân. Trước mặt người khác, hắn cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện làm trò với người yêu của mình qua điện thoại. Hoán Khê, có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi, hắn hiểu rõ tính cách Lâm Hoán Khê. Mặc dù hai người đã có những bước tiến trong quan hệ nam nữ, nhưng nếu như không có chuyện gì nàng sẽ không bao giờ chủ động gọi điện cho hắn. Bác đã quyết định muốn đi Mỹ. Sáng mai lúc 9 giờ máy bay cất cánh. Lâm Hoán Khê tối giản lời nói hết mức có thể, coi như người yêu mình cũng không có thời gian nghe những lời nói thừa. Vậy à, bây giờ anh sẽ trở về, Tần Lạc nói. Nếu như anh bận công việc, em có thể một mình đi tiễn, Lâm Hoán Khê nói. Không có việc gì đâu, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Em bây giờ vẫn còn có tư tưởng vậy à, anh là muốn trở về đi cùng em mà. Được, vậy hẹn gặp lại anh, nói xong hai bên tắt điện thoại. Tần Lạc đang cầm điện thoại trong tay không nói gì, vừa mới nói chuyện điện thoại xong, hai người bọn họ lại chuẩn bị tiến lại gần để quay lại đề tài cũ. Cô gái này sao lại cúp điện thoại nhanh như vậy nhỉ? Tâm tình thật khó hiểu. Tần Lạc đang chuẩn bị vào nhà bảo Cửu Yên Mị phái xe đưa mình trở về Dương Thành một chuyến, ngay lập tức một chiếc Mercedes-Benz chạy đến. Cửa xe mở ra, đầu tiên là một người khoảng 30-40 tuổi, thoạt nhìn giống dáng vẻ dịu dàng như một phụ nữ trung niên. Tiếp theo là một y tá trung niên mặc đồ trắng. Người y tá đang chỉ dẫn một vệ sĩ mặc đồ đen đang lái xe tiến tới. Ngồi phía ghế trên của xe đúng là người đã bị Tần Lạc bắn bị thương một chân Cửu Trọng Mưu. Đã xuất viện rồi sao? Tần Lạc có chút hơi kinh ngạc. Bản thân hắn cũng không muốn gặp mặt nên tâm trạng có chút ảnh hưởng. Tần Lạc thầm nghĩ, nếu như mình bắn hắn bị thương ở một vị trí khác. Ví như nói hắn là em trai của mình, đáng lẽ hắn phải nằm viện giả chết rồi chứ? Đương nhiên, để làm việc này Cửu gia chắc chắn cũng phải khó khăn lắm. Tần Lạc cười với vẻ mặt đầy thiện ý, tiến đến phía Cửu Trọng Mưu. Chương 225, bối bối không khóc. Nắm chặt lấy, nắm chặt lấy. Chú ý nhất định phải bảo vệ cậu chủ cẩn thận, không được để cậu chủ ngã xuống đất. Khẽ nâng chân cậu chủ lên rồi đặt xuống đất nhẹ nhàng thôi, cố gắng hết sức đặt nhẹ nhàng nhất có thể, nếu không e rằng sẽ làm chấn động đến vết thương, khả năng vết thương sẽ bị rách ra mất. Tốt lắm, các anh có thể đưa hắn lên phòng. Không có việc gì thì không nên đi lại, tránh cho vết thương bị viêm. Tần Lạc rất nhiệt tình ở bên cạnh hướng dẫn, hoàn toàn lấn át cô y tá trung niên danh tiếng kia. La Minh Tú trừng mắt đi giày cao gót tới, cười to lên khiến hai khóe mắt nhăn lại rồi từ từ giãn ra, khiến cho người ta không có cảm giác già nua mà ngược lại làm tăng thêm lực hấp dẫn chín muồi của người phụ nữ. Lúc còn trẻ bà ta cũng là một phụ nữ phong tình. La Minh Tú quay sang phía Tần Lạc nói, thật sự rất cảm ơn anh. Không có gì,
đây là điều tôi nên làm mà. Tần Lạc nói. Anh là bạn của Trọng Mưu à? Sao trước đây tôi chưa có gặp lần nào, sao không cho gặp nhỉ? La Minh Tú nhìn từ trên xuống dưới Tần Lạc, nghi hoặc hỏi. Sau khi Cửu Trọng Mưu gặp chuyện không may, bà đâu đã nhìn thấy hung thủ đả thương con mình là ai đâu? Không phải. Vậy anh là ai? Tôi là Tần Lạc. Tần Lạc sợ rằng bà không biết Tần Lạc là ai liền giải thích thêm một câu, chính là người đã nổ súng làm bị thương Cửu Trọng Mưu. Đầu tiên La Minh Tú sửng sốt, sau đó trên mặt từ từ giãn ra và tươi cười, lạnh như băng liếc nhìn Tần Lạc nói, anh còn dám đến gặp Cửu gia chúng ta sao? Không dám, Tần Lạc nói, thật sự là sau khi đả thương người, hắn đúng là có muốn chạy trốn. Nhưng vì phải xem trọng bệnh cho Cửu lão gia tử nên tôi còn lưu lại đây. Làm thương người xong còn ngang nhiên đứng trước mặt múa võ dương oai, anh thật không biết Cửu gia là ai sao? Người nghĩ rằng mọi người ở đây dễ bị bắt nạt lắm sao? La Minh Tú nói giọng tàn nhẫn, người phụ nữ này có vẻ độc ác không kém so với đàn ông bao nhiêu. Bà hiểu lầm rồi, Tần Lạc nói, ta tình cờ nhìn thấy xe của Cửu đại thiếu trở về, nghĩ rằng nên đến xem có giúp được gì không thôi. Tần Lạc nhìn Cửu Trọng Mưu, vừa cười vừa nói, tôi là thầy thuốc, để tôi xem một chút chân bị thương của Cửu đại thiếu. Tần Lạc còn chưa kịp đi tới thì Cửu Trọng Mưu đã ở ngay trước mặt, đi sau hắn là hai người vệ sĩ mặc đồ đen bảo vệ. Như lời Tần Lạc nói lúc trước, bọn họ đã có kỹ năng hơn, hai người bọn họ đỡ lấy hai bên cánh tay của Cửu Trọng Mưu, cố giữ cho thân thể hắn không cử động nhiều. Không biết bây giờ Cửu Trọng Mưu mà động tay động chân thì sẽ thế nào nhỉ? Gặp mặt kẻ thù, Cửu Trọng Mưu rất đỏ mắt, lúc đầu hắn nhìn thấy Tần Lạc ngay lập tức đã muốn xông lên cho hắn một trận nhừ xương cho bõ tức. Ở tại nhà của Cửu gia mà hắn dám đả thương người nhà Cửu gia, giờ Cửu gia lại mời hắn quay trở lại. Với Cửu Trọng Mưu mà nói đó là một nỗi nhục lớn. Chẳng lẽ hắn dễ bị ức hiếp vậy sao? Bảo hắn lại đây, Cửu Trọng Mưu nói, hắn làm như vậy phải chăng vì hắn không tin Tần Lạc còn dám giở trò gì bạo lực ở đây nữa? Bảo Tiêu nhường đường hai bên, Tần Lạc liền đi tới phía Cửu Trọng Mưu. Chân bị thương của anh thế nào rồi? Tần Lạc đưa tay ra định chạm vào chân bị thương của hắn nhưng đã bị La Minh Tú và y tá cùng lên tiếng ngăn lại. Dừng tay, anh muốn làm gì? Là thầy thuốc tôi chỉ muốn xem chân bị thương không động đậy được của anh ta thế nào rồi thôi. Tần Lạc quay sang hai người phụ nữ cười nói, tôi chỉ muốn nhìn một chút tình trạng vết thương thế nào. Tôi không cố ý làm vậy, sau khi bất cẩn đả thương chân của Cửu đại ca, tôi luôn nghĩ rằng mình đã sai. Nếu như lúc ấy nòng súng nâng lên một chút, có thể đạn đã bay đi chỗ khác rồi. Anh không cần áy náy, cũng đừng tự trách mình. Cửu Trọng Mưu ngồi trên xe lăn ngẩng mặt nhìn Tần Lạc. Trên mặt nở một nụ cười tươi đầy thiện chí, giống như hắn thật sự đã gặp chuyện gì rất vui. Anh nợ tôi sẽ đòi lại. Anh nổ súng bắn tôi cũng sẽ nổ súng bắn lại anh. Tôi bắn trúng anh, cũng chẳng qua cho thấy tay súng của tôi tốt hơn anh một chút thôi. Tôi cũng đã xin lỗi rồi. Chuyện này đến đây chưa chấm dứt được sao? Tần Lạc rất thành khẩn nói. Em đẹp không muốn mà cứ nhất định phải trở thành kẻ thù sao? Vậy có đúng không nhỉ? Lần sau... có thể tay súng của tôi sẽ tốt hơn một chút đấy. Cửu Trọng Mưu vừa cười vừa nói. Anh không nên ép tôi nói ra những câu không có chút tình cảm nào chứ. Tần Lạc nói giọng có chút oan ức, dường như hắn là sứ giả của chính nghĩa luôn mong muốn sự hòa hiếu. Được rồi, hoan nghênh sự trả thù. Cửu Trọng Mưu gật đầu, lấy tay trái làm thành hình cái súng lục hướng về phía đầu Tần Lạc. Tần Lạc nhìn hắn mỉm cười, nhìn hắn ngồi trên xe lăn được vệ sĩ đẩy đi về hướng xa dần. Anh thật quá kiêu ngạo, La Minh Tú quay sang nhìn Tần Lạc nói, anh mà cứ như vậy sẽ không thể sống lâu được đâu. Không thể sống thọ, Tần Lạc nói như vậy sao con bà lại có thể sống được đến bây giờ vậy? Anh, tôi chỉ muốn nói cho các người một điều này, ta ở lại là để chữa bệnh cho Cửu lão gia tử. Nếu như mẹ con các người cố tình nghĩ ra mọi quỷ kế âm mưu gì đó, thì tự gánh lấy hậu quả. Tần Lạc nói xong, khí phách rất tuấn tú phất tay áo rời đi. La Minh Tú đứng một chỗ, toàn thân run rẩy, nhìn Tần Lạc mà đồng tử bà ta tràn đầy oán hận. Tần Lạc đi về phía phòng khách, đến chỗ Cửu Yên Mị nói, cô có thể cho một xe đưa tôi về Dương Thành một chuyến không? Bây giờ à? Bây giờ. Vậy còn bệnh tình của ông nội tôi? Ta bận đến hết ngày mai mới quay lại được, Tần Lạc nói. Được, vậy tôi để anh tự sắp xếp mọi việc, tôi sẽ cho tài xế đợi anh ở Dương Thành, ngày mai lại đưa anh quay lại đây. Cửu Yên Mị nói, vất vả lắm mời được Tần Lạc tới đây,
Hơn nữa, hôm nay Tần Lạc khiến cho bọn họ tràn ngập sự tin tưởng. Hiển nhiên sẽ không chịu để hắn rời đi. Phải biết rằng, nếu như Tần Lạc chữa khỏi bệnh cho ông nội, không chừng còn có thể chữa được bệnh tâm thần cho tất cả đàn ông của Cửu gia. Đối với Cửu gia mà nói, đó quả thực là một tin vui quá lớn. Như vậy Tần Lạc coi như đã cứu sống Cửu gia. Tần Lạc nếu như muốn tạo ra tình hữu nghị đối với Cửu gia quả thật cũng không khó khăn lắm. Đương nhiên nếu hắn có thể chữa khỏi bệnh cho Cửu lão gia tử. Tại phi trường Dương Thành International, phía sau cửa chính, với áo khoác dài, cặp kính nâu hợp với phục trang màu đen, tất chân màu đen, phong thái của Tần Lam trông rất nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Đứng phía đối diện nàng là một cô gái có những đường cong tuyệt mỹ, vòng ngực đầy đặn, vòng mông căng tròn, cả cơ thể toát lên một vẻ đẹp chín muồi của một người phụ nữ trưởng thành. Đặc biệt, Lâm Hoán Khê tỏa ra một mùi thơm rất thanh tao, khiến cho cô càng trở nên hấp dẫn hơn. Tại đây đang rất nhốn nháo, người đi đường nói liền không dứt trong đại sảnh. Tần Lam cùng Lâm Hoán Khê hai mỹ nữ đi cùng nhau khiến cảnh vật xung quanh cũng phải quyến luyến không muốn rời, cuốn hút ánh mắt bao người. Hai cháu cũng về đi, giúp cô chăm sóc tốt cho bối bối nhé. Tần Lam cười đưa bối bối sang cho Tần Lạc nói. Bởi vì Tần gia sau khi xử lý kịp thời sự kiện thực phẩm của doanh nghiệp thân tâm bị nhiễm độc thì đã không có trường hợp nào bị tử vong, nhưng chuyện này đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của doanh nghiệp thân tâm. Mặc dù bị các phương tiện truyền thông phản đối, nhưng Tần gia vẫn giành được phần lớn sự hỗ trợ và thiện cảm của chính phủ. Những người bị hại biết được đại diện pháp nhân của doanh nghiệp thân tâm là Tần Lam, nàng bị bọn họ hận thấu xương sau khi bị Lý Quốc Tân hãm hại một cách oan uổng, cuộc bàn tán ngày càng sôi nổi. Ở cái án tử hình này không có người nào đứng ra khởi tố Tần Lam, thậm chí ngay cả Lý Minh Cường cũng tự mình viết một bức thư tường trình, mọi việc đều mang tính chất tự phát và đứng ra ký tên với hy vọng tòa án sẽ căn cứ vào những tình huống đặc biệt mà giảm nhẹ tội cho Tần Lam. Cuối cùng dưới sự bảo lãnh của Tần gia, cấp trên cũng có người đến nói chuyện và Tần Lam được thả ra trước thời hạn. Nhưng bọn họ bắt Tần Lam khi chưa bắt được Lý Quốc Tân vẫn phải tiếp tục hợp tác điều tra với bọn họ trong vụ án này. Nhưng khi nào mới bắt được Lý Quốc Tân e là ít người biết. Tần Lạc gật đầu nhìn Tần Lam nói, cô thật sự không để ông nội đến tiễn sao? Nói thì nói nhưng ông nhất quyết không cho cô đi. Tần Lam nói, sau khi trở về, hai cháu giúp cô nói với ông là cô rất xin lỗi ông. Tần Lam trong mắt đỏ lựng lên. Sau khi chuyện này xảy ra, trong thâm tâm nàng vẫn cảm thấy áy áy, luôn tự trách mình. Nàng vừa thấy thẹn với những người bị hại, vừa xấu hổ với những người thân của mình, đặc biệt là với bố mình. Cô cứ nói sự thật, ông cũng chỉ có thể trách mắng vài câu thôi. Tần Lạc thở dài, hắn hiểu rất rõ tính tình ông nội hắn. Ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong rất tình cảm. Ngoài miệng rất nghiêm khắc nhưng kỳ thật ông luôn đặt bọn chúng hơn bất kỳ thứ gì. Nhưng cô vẫn phải ra đi để quên những chuyện này. Cháu sẽ trở về giải thích giúp cô, Tần Lạc nói. Nếu như cô đi vì muốn phát triển các doanh nghiệp ở Mỹ, cháu rất ủng hộ. Còn nếu cô đi chỉ là trốn tránh sự thật thì cháu không đồng ý. Tần Lạc đưa tay xoa đầu, cầm bím tóc bối bối, nói, cháu sẽ giúp cô chăm sóc bối bối nửa năm, sau nửa năm cô quay về tiếp nhận lại. Cô biết rồi, Tần Lam gật đầu. Cố gắng không nhìn sang cô con gái, nàng sợ chính mình không thể nhịn được mà khóc thành tiếng. Hãy chăm sóc Tần Lạc cho tốt nhé, đôi khi nó giống như đứa trẻ vậy. Tần Lam nhìn sang Lâm Hoán Khê dặn dò. Lâm Hoán Khê gật đầu, nói, vâng cháu sẽ làm theo lời cô dặn. Cô cũng bảo trọng nhé. Tần Lam quay sang ôm Tần Lạc vào lòng, hai tròng mắt rơi vài giọt lệ lưu luyến rồi chuyển sang bối bối nói, bối bối, lại đây hôn mẹ một cái được không? Được à. Bối bối từ trong lòng Tần Lạc đứng lên, chủ động áp khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bấm của mình vào má mẹ. Tần Lam ôm lấy khuôn mặt trắng nõn bụ bấm của con gái mà hôn, một cái. Hai cái, sau khi hôn vài cái mà bà vẫn không muốn buông ra. Bối bối, mẹ phải đi khỏi đây một thời gian, con phải nghe lời anh chị nhé, không được nghịch ngợm, mỗi sáng phải uống cái bánh kem, không được lén lút đi chơi, không được. Tần Lam không nói được nữa. Ôm mặt xoay người hướng về phía chỗ đăng ký lên máy bay mà chạy đi. Bối bối nhìn mẹ chạy đi, khuôn mặt xinh xắn thơ ngây biểu lộ sự không muốn như vậy, ở tuổi này cô bé không nên đau buồn. Bối bối có nhớ mẹ không? Tần Lạc nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, hỏi. Có nhớ, bối bối chăm chú gật đầu. Bối bối vừa rồi không khóc, ngoan lắm, Tần Lạc thấy hai mắt bối bối hơi đỏ, vội vàng khen ngợi cô bé. Hắn biết. Con nít thường thích thể hiện mình dũng cảm, kiên cường, thường tỏ ra ngược lại với tâm trạng của mình.
Tối qua mẹ đã ôm bối bối khóc hồi lâu. Bối bối khóc, mẹ cũng khóc. Bối bối ai oán nói. Hôm nay em quyết định không được khóc. Bối bối không khóc thì mẹ cũng sẽ không khóc. Bối bối lấy tay lau mấy giọt nước mắt trực lăn xuống má, nói, nhưng mà mẹ vẫn khóc. Chương 226, Kim Hạp Dược Phương. Tần Lạc quay trở về biệt thự của Tần gia đình sẽ ôm bối bối ngủ một giấc thật say, vừa bước vào cửa, nhìn thấy ông nội Tần Tranh đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt cứng ngắc. Đi tiễn cô về rồi đấy hả? Tần Tranh nghiêm mặt lên tiếng hỏi. Cháu vừa đi tiễn cô về ạ. Tần Lạc gật đầu. Đột nhiên, hắn trừng mắt nhìn ông nội, sao nhanh như vậy mà ông đã biết rồi nhỉ? Tần Lam đi rất bí mật, thậm chí không bảo Tần Minh lấy xe đưa họ ra sân bay. Trừ hắn và Lâm Hoán Khê, bối bối, những người khác đều không hề biết chuyện này. Không cần phải giấu ông nữa. Bà nội cháu vừa đi thu dọn phòng cho nó, phát hiện ra đồ đạc của nó cũng đã mang đi hết. Tần Tranh nói. Ông nội, lúc cô ấy đi đã bảo cháu thay mặt cô ấy xin lỗi ông. Cô ấy đi không từ giã cũng có thể là do cảm thấy hổ thẹn với ông. Tần Tranh nhẹ nhàng thở dài, nói, ông cũng không trách gì nó. Nếu như trách nó thì ông đã không bảo cháu đứng ra giúp nó rồi. Liếc nhìn Tần Lạc một cái, Tần Tranh nói, cháu đến thư phòng của ông một lúc. Tần Lạc giao bối bối cho Lâm Hoán Khê, sau đó đi theo sau ông nội hướng thẳng đến thư phòng. Thư phòng của Tần Tranh là một gian phòng lớn gộp lại của hai phòng, trông giống như là một thư viện nhỏ. Bên trong có vô số sách cổ về y học, thậm chí có những quyển là độc nhất vô nhị. Những sách quý về y học đó đều là từ thế hệ tổ tiên hàng trăm năm trước của Tần gia để lại và được gìn giữ cho đến giờ. Còn có một số tài liệu được ghi chép bởi một số danh y, những tài liệu đó mà đem bán đấu giá thì có thể nói là vô giá. Nhưng những bộ sách quý hiếm đó đã được Tần Tranh cất kỹ trong một cái két sắt trên tường, chứ ông có mật mã ra thì những người khác không có cách nào mở ra được. Bình thường, ông thường xuyên ở trong này đọc sách, có khi còn nghiên cứu làm một vài dược liệu. Nếu chưa được sự cho phép của ông, bất luận là kẻ nào cũng không được bước vào thư phòng. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Lạc. Tại vì khi còn nhỏ, cả tuổi thơ hắn đều đến thư phòng cùng ông nội. Tuy nhiên lúc đó vẫn ở nhà cũ của Tần gia, từ sau khi chuyển sang ngôi nhà mới này, Tần Lạc đúng là rất ít khi tới đây. Tần Tranh lấy chìa khóa mở cánh cửa nặng được làm bằng thép không gỉ của thư phòng, đợi sau khi Tần Lạc bước vào trong lão lại tự mình đóng sập cửa lại. Sau đó trực tiếp đi đến cái két sắt trên tường. Sau khi xoay liên tiếp một dãy số, chỉ nghe thấy kẹch một tiếng giòn vang, két sắt an toàn đã mở ra. Tần Tranh nhìn vào két sắt, từ tầng thứ nhất lấy ra một cái hộp màu vàng. Tâm trạng Tần Lạc có chút tò mò, chẳng lẽ đây là bí mật bất truyền, bí mật hộp vàng. Lý Quốc Tân đã muốn trao đổi những hình ảnh để có được Kim Hạp Dược Phương. Tần Tranh đang cầm cái hộp đi tới bên cạnh bàn, cẩn thận đặt cái hộp lên bàn. Sau đó mới ngồi lên chiếc ghế gỗ lớn của mình, quay sang Tần Lạc nói, cháu có biết đây là cái gì không? Có phải đây là Kim Hạp Dược Phương, đúng không ạ? Tần Lạc phóng mắt có tia sáng kỳ lạ nói. Hắn từng nghe mọi người nói qua, trong nhà có tổ truyền, Kim Hạp Dược Phương, nhưng bên trong hộp vàng rút cuộc có vật gì thì hắn cũng không rõ lắm. Trước đây hắn cũng rất tò mò, năn nỉ ông ngoại lấy ra cho hắn xem một chút thôi, và lúc đó đều bị ông nội nghiêm khắc từ chối. Vì vậy, bên trong mỗi quyển sách ở thư viện này, từng loại thảo mộc quý hiếm, các loại thuốc từ nội tạng động vật hay là những bài thuốc kỳ quái đến đâu Tần Lạc cũng đều hiểu biết cả. Nhưng riêng có, hộp đơn thuốc vàng, này là hắn chưa có cơ hội nhìn thấy. Nghe nói bên trong, Kim Hạp Dược Phương, là một quyển sách, bên trong có ghi chép rất nhiều những phương thuốc thần kỳ. Bất cứ một phương thuốc nào làm thành sản phẩm cũng có thể bán chạy toàn cầu và trở thành người giàu nhất thế giới. Bây giờ người ta chú trọng lợi nhuận hơn là làm thuốc sao? Nếu như có một loại dược phẩm có thể chữa được các loại bệnh của con người như bệnh gan, bệnh ung thư, bệnh cao huyết áp, e rằng trong một đêm, cả thế giới có thể thay đổi thứ tự xếp hạng trong bảng danh sách của Forbes. Không sai, đây là Kim Hạp Dược Phương. Tần Tranh khẳng định, nói đến mấy chữ Kim Hạp Dược Phương, giọng cũng trở nên có sức mạnh hơn. Hình như bảo bối này là động lực có thể làm cho người ta có một tinh lực vô hạn. Năm xưa ông vẫn thường nhốt mình trong phòng thí nghiệm, rất ít khi đi ra ngoài, cháu còn nhớ rõ chuyện này chứ? Tần Tranh hỏi. Cháu vẫn nhớ rõ, khi đó ông thường ở trong phòng thí nghiệm 10 ngày đến nửa tháng. Tần Lạc nói, chuyện này cũng không phải quá xa xôi, chỉ mới 2-3 năm trước thôi. Lúc đó chính là vì ta đang nghiên cứu, Kim Hạp Dược Phương, này đấy. Tần Tranh nói. Kết quả thế nào rồi ông?
Tần Lạc kích động hỏi. Cháu mở nó ra đi. Tần Tranh chỉ vào cái hộp màu vàng nói với Tần Lạc. Vâng thưa ông, Tần Lạc sắc mặt hớn hở, chạy lại ôm hộp vàng như muốn mở nó ran gay. Nhẹ nhàng thôi cháu, cẩn thận không hỏng đồ bên trong. Tần Tranh dặn dò, sau đó lại cẩn thận gỡ từ trên cổ một khối ngọc hình quan âm xuống, quay sang đưa cho Tần Lạc nói, đây là chìa khóa. Chìa khóa gì vậy ông? Tần Lạc đỡ lấy miếng ngọc hình quan âm, trợn tròn mắt. Vậy đây chính là chìa khóa mở cái hộp này ạ. Lấy chân quan âm cắm vào cái mắt khóa, Tần lão gia hướng dẫn. Tần Lạc cầm trong tay chơi đùa một lúc mới phát hiện ra dưới chân ngọc quan âm có một dãy những rãnh sâu lồi lõm, giống như rãnh của cái chìa khóa. Nếu không quan sát kỹ thì căn bản là không thể phát hiện ra dấu hiệu nhỏ bé này. Hắn lấy chân quan âm cắm vào mắt khóa hình chữ nhật trên thân hộp vàng, rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Ổ khóa bên trong như bị kim châm phát ra mấy tiếng kêu nghe chói tai cho đến khi dừng ở một độ sâu nhất định. Cạch! Không cần phải lấy tay mở ra, hộp vàng tự động mở văng ra. Tần Lạc thầm phục tài năng của tổ tiên, đây thực sự là một chiếc hộp có thiết kế phức tạp. Không ai nghĩ ra được để mở cái hộp này là khối ngọc hình quan âm mà ông nội đang đeo trên cổ. Đàn ông mà đeo hình nữ Phật quan âm phù hộ cho có, số làm quan, Tần Lạc cho tới nay vẫn nghĩ là vì ông nội muốn từng bước được thăng chức. Cảm giác còn có gì đó khó hiểu. Tần Lạc mở hẳn nắp hộp ra, nhìn thấy bên trong có một tấm vải được gấp lại gọn gàng để dưới đáy hộp. Không phải là một cuốn sách sao? Tần Lạc hỏi. Ai nói cho cháu là một cuốn sách? Chuyện này cháu chỉ nghe nói thôi. Tần Lạc bối rối mỉm cười, đưa tay cầm khối đồ vật lên. Cảm nhận đồ vật trên tay Tần Lạc chỉ biết rằng thứ này không phải là miếng vải, cũng không phải là giấy. Sờ vào có cảm giác rất mềm, bề ngoài có chút thô ráp giống như da của một động vật nào đó. Cái này làm bằng vật liệu gì vậy? Tần Lạc hỏi. Tần Tranh lắc đầu, nói, có thể là từ da của động vật nào đó chế thành. Cụ thể là từ cái gì ta cũng không rõ lắm. Chỉ ngửi thấy mùi hơi giống mùi của con dê nên ta đoán có thể là da dê. Nhưng điều này cháu không cần phải để ý nhiều làm gì, cháu hãy để ý nhìn vào chữ viết ở bên trên. Tần Lạc lập tức không còn để ý đến những thứ không quan trọng đó nữa mà chú tâm nhìn vào những chữ viết rất nhỏ được ghi trên chất liệu da này. Không biết tài liệu này được viết theo kiểu chữ gì, có lẽ từ rất xa xưa rồi. Nhưng chữ viết vô cùng rõ ràng, còn phủ màu váng sáng bóng giống như mạ vàng. Kim hạp dược phương đúng là báu vật trong rừng hạnh, có được là may mắn lớn, mất đi càng may mắn hơn. Thận trọng, thận trọng, thận trọng, thận trọng, Tần Lạc nhỏ giọng nhớ thật kỹ những chữ viết trên tấm da dê, sau đó càng không thể hiểu. Cái này viết có ý gì vậy nhỉ? Có được là may mắn lớn, mất đi càng may mắn hơn. Chiếm được là may mắn, mất đi càng may mắn hơn là sao? Về bốn câu liên tục phía sau ghi, thận trọng, càng khiến người ta thấy kỳ quái, kinh hãi. Đây cũng không phải đơn thuốc độc dược, trò chơi này khiến cho người nào đọc sẽ có cảm giác dường như sẽ gây tai họa cho nhiều người. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Tần Lạc vẫn tiếp tục nhìn xuống. Tiếp theo, hai tròng mắt hắn sáng ngời lên, vẻ mặt không tin vào mắt mình liền quay sang ông nội, hỏi, đây là sự thật sao ông? Tổ tiên đã tìm ra phương thuốc chữa khỏi ba loại bệnh này. Phải biết rằng, cho dù trình độ y học hiện đại có cao đến đâu thì ba loại bệnh này vẫn được xếp vào trong 10 loại bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất trên toàn thế giới, lại còn là ba loại bệnh xếp hàng đầu. Chẳng lẽ từ thời đó đã có thánh nhân y học giải quyết được những căn bệnh này? Nếu như tổ tiên đã tìm được phương thuốc chữa được những căn bệnh đó, tại sao phát triển ra? Nếu ông nội đã nghiên cứu được phương thuốc này, tại sao lại không cho công ty kinh doanh của bố mình sản xuất loại thuốc này? Đây là tạo phúc cho quốc gia, cho nhân dân. Nếu phương thuốc này thực sự hữu dụng thì mỗi ngày có thể cứu sống được bao nhiêu người từ cõi chết trở về. Nếu như công ty của gia tộc mà sản xuất loại thuốc này, e rằng công ty của Tần gia sẽ đánh bại Bill Gates của nước Mỹ, trở thành gia tộc giàu có nhất thế giới. Tại sao không ai làm như vậy? Đúng vậy, Tần Tranh gật đầu nói. Vậy tại sao? Tần Tranh vẫy vẫy tay cắt ngang câu hỏi của Tần Lạc, nói, khi ông nhận kim hạc dược phương cũng đã từng có những thắc mắc như cháu. Cháu chưa làm thí nghiệm những đơn thuốc kia nên không biết nội tình. Tần Lạc vẫn vẻ mặt nghi hoặc nhìn ông nội, đợi lão tiếp tục giải thích. Phương thuốc này quả thật rất hữu dụng và đúng là có thể chữa được ba căn bệnh trên. Nhưng nói cũng là một dạng kịch độc. Có độc à? Đúng vậy, có độc, nó có thể chữa được ba loại bệnh đó nhưng lại khiến các bộ phận khác trong cơ thể bị thương tổn nghiêm trọng.
có thể nói nó hủy hoại toàn bộ lá chắn đông tây và phá đi sự cân bằng âm dương trong cơ thể. Hơn nữa, không có biện pháp chữa trị. Sau khi ông phát hiện ra điều này, ông đã bắt đầu tiến hành nhiều thí nghiệm, nghĩ rằng bên trong đơn thuốc có thành phần độc dược thì chỉ cần bỏ thành phần đó đi và thay vào thành phần không có độc dược khác. Nhưng trong suốt 3 năm làm thí nghiệm đã không thu được kết quả gì. Nếu bỏ đi thành phần độc dược thì hiệu quả của phương thuốc cũng mất đi. Mà cách điều chế phương thuốc này là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Tần Lạc vẻ mặt cười khổ, nói, khó trách được cho tới bây giờ cũng chưa có ai công bố nghiên cứu này ra công chúng. Phương thuốc này cũng coi như vô dụng à. Tần Tranh trừng mắt liếc nhìn Tần Lạc, nói, vô dụng là thế nào? Nếu như có thể ngăn chặn được tác dụng phụ đi thì đây chính là một dược thuốc tuyệt vời trong tương lai đấy. Ông nội, ông vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu ạ? Mà sao phương thuốc này lại được cất giấu trong cái hộp này, lại còn cái chìa khóa kỳ quái nữa? Có phải ông sợ phương thuốc này bị lộ ra ngoài? Sao ông lại sợ nó bị thất lạc ra ngoài? Bởi vì ai cũng biết phương thuốc này có độc, ông còn không giải được thành phần kịch độc này người khác sao có thể giải được? Người khác không giải được, nhưng cháu thì làm được. Tần Tranh nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc, ánh mắt sáng quắc nói. Bây giờ, ông sẽ đưa kim hạp dược phương, truyền lại cho cháu. Cháu nhất định phải đem hết toàn lực để tìm ra phương pháp giải độc. Chương 227, bối bối mất tích. Spider-Man, Batman, Superman là đại diện cho những trường hợp quái dị hoặc là những anh hùng dị thường. Chính họ đã dùng bản thân mình để chứng minh cho chúng ta một sự thật, năng lực của con người càng lớn thì lại càng dễ làm hỏng việc. Ví như Spider-Man, nhà tơ bay khắp thành phố, tay nắm để leo trèo không có thời gian nghỉ ngơi. Cùng lúc với việc bạn gái đang bị lửa cháy vào người với việc lửa đang cháy rộng, tai nghe được có người kêu cứu, help me, help me. Theo bạn anh ta sẽ vội vàng đến cứu hỏa hay là đi cứu mạng cô bạn gái của mình? Nếu cứu hỏa, anh ta sẽ bảo vệ được dân chúng khỏi bị thương tổn. Còn nếu cứu mạng, anh ta sẽ cứu được người mình yêu. Hơn nữa, những chuyện như thế này còn xảy ra nhiều, không phải là hắn cố tình muốn dương oai, chính hắn và bạn gái cũng không bao giờ thích những chuyện như thế này. Họ chỉ muốn có một ngôi nhà nhỏ, cùng nhau kiếm sống và hạnh phúc. Tương tự như vậy, chuyện này cũng đang thể hiện trong suy nghĩ của Tần Lạc. Hộp đơn thuốc vàng, không rõ lai lịch, thời gian, cũng không biết đã truyền qua bao nhiêu thế hệ rồi mới tới tay ông nội hắn. Tần gia không phải không có những anh tài, cũng không phải không có những thầy thuốc danh tiếng. Ngược lại, bởi vì mỗi người kế thừa Tần gia đều có y thuật kinh người, không có đối thủ. Cho nên, Tần gia được gọi là gia đình vua dược. Trừ Tần gia không còn gia tộc trung y nào được gọi như vậy. Chẳng lẽ lúc các cụ tổ tiên giữ hộp đơn thuốc vàng đã không nghiên cứu một cách nghiêm túc? Hay là các cụ không muốn bỏ đi thành phần độc dược trong 3 đơn thuốc này? Nhiều người tài giỏi như vậy mà còn chưa thành công, tại sao ông nội lại nói là giao cho mình? Có phải như vậy là ông đã quá tin tưởng cháu mình rồi không? Đúng vậy, Tần Lạc cũng phải thừa nhận mình là một thiên tài về y học. Hắn có một trí tuệ hơn rất nhiều người. Trên hết, hắn là một người có trách nhiệm, có tinh thần trọng nghĩa, có lý tưởng lớn vượt khỏi những thú vui tầm thường của đàn ông. Nhưng ông cũng không thể chuyện gì cũng ôm hết vào mình thế chứ. Bây giờ ông đưa quyển sách và nói cháu, ông cảm thấy cháu có đầy đủ tố chất, cốt cách thanh tao, là người luyện võ kỳ tài, sau này có thể đảm nhận trách nhiệm bảo vệ hòa bình thế giới. Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, anh ta liệu sẽ có thể không nhận trách nhiệm được sao? Tần Lạc đang cầm hộp đơn thuốc vàng, như cầm một củ khoai lang nóng, vẻ mặt cười khổ nói, ông, trách nhiệm này quả thực là quá lớn. Nếu như cháu không nghiên cứu ra thì sao ạ? Cháu nói như vậy có phải là không tin vào bản thân? Tần Tranh nhíu mày hỏi. Không phải cháu không tin vào bản thân, cháu chỉ nói nếu như cháu không nghiên cứu được thì sao ạ? Tần Tranh im lặng một lúc rồi nói, như vậy thì truyền cho con của cháu. Tần Lạc nghĩ. Chắc là lúc cụ ông truyền, hộp đơn thuốc vàng, cho ông cũng có buổi nói chuyện như thế này. Hóa ra đây chính là kiểu truyền đuốc. Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Việc đã đến nước này, có từ chối cũng không được. Cho đến bây giờ cháu cũng chưa bao giờ khiến ta phải thất vọng. Vì vậy lần này sự tin tưởng cũng sẽ không. Tần Tranh nhìn cháu mình với vẻ mặt trang nghiêm nói. Tần Lạc trong lòng rối bời, định bụng nói thêm vài câu cam đoan nữa. Được rồi, cháu bắt đầu ngay đi, Tần Tranh phất tay nói. Tần Lạc đang cầm hộp vàng đi ra, vừa mới tới cửa đã đụng phải Tần Minh. Ồ, anh cũng đang ở trong này với ông cụ đấy à?
tôi đang đi tìm ông ấy khắp nơi đây. Tần Minh liếc mắt vào cái hộp trong tay Tần Lạc, cười ha ha hỏi. Bất cứ lúc nào cũng thấy trên mặt hắn một vẻ mặt ôn hòa tươi cười, như là muốn làm vừa lòng tất cả mọi người. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Ông bảo tôi đưa Lâm lão gia tử về quán trà, sau đó trở về gặp ông. Nhưng tôi đi tìm một vòng cũng không thấy ông đâu. Tôi còn đang nghĩ hay ông đã đi ra ngoài rồi. Tần Minh liếc nhìn bên trong thư phòng nói. Ông đang ở bên trong. Anh vào gặp ông đi. Tần Lạc vừa cười vừa nói, sau đó cầm hộp vàng đi lên lầu. Lâm Hoán Khê ngồi ở ban công thượng đọc sách, ánh nắng chiếu vào thân thể đầy đặn của nàng trông thật xinh đẹp, cả người nàng giống như có ánh vàng, có khí phách thánh thiện rực rỡ. Mịn màng bóng bẩy tỏa ánh sáng tinh tế, thân hình đẫy đà duyên dáng, thơm mát như hoa mai. Tần Lạc chưa tới gần mà đã có thể cảm nhận được một mùi hương cơ thể đặc biệt tỏa ra của người phụ nữ trưởng thành. Nhớ tới lúc cô trong dáng bộ dịu dàng hát trên giường, Tần Lạc chỉ muốn lại gần ôm lấy cô. Mọi bộ phận trong cơ thể dường như cũng giống như tâm tư của chủ nhân đều dục dịch trỗi dậy. Tần Lạc cầm hộp đơn thuốc vàng, đem giấu đi một chỗ, sau đó đi tới phía sau Lâm Hoán Khê, nhìn vào quyển sách đang trên tay nàng, nói, em học Tây Y mà cũng có hứng thú với Trung Y sao? Bây giờ em còn quan tâm phụ trách nhiều công việc liên quan đến Trung Y nữa. Kết hợp vẫn tốt hơn mà. Tai Lâm Hoán Khê rất nhạy cảm, cô cũng không có thói quen người khác kề sát tai mình mà nói như này. Cô chỉ muốn cơ thể hai người tách nhau ra. Tần Lạc một tay ôm cổ cô, một tay để trên đỉnh đầu cô, nói, chuyện tình cảm còn chưa giải quyết xong mà tài xế lại đang ở Dương Thành chờ. Có lẽ tối nay anh phải đi rồi. Vâng, Lâm Hoán Khê nhẹ nhàng gật đầu. Em chịu để anh đi à? Lâm Hoán Khê vờ như không nghe thấy lời hắn nói, mắt vẫn nhìn vào cuốn, luận bàn về Trung Y, trên tay. Em cứ xem sách đi nhé. Anh đi tắm một lát, Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê sửng sốt, đang ban ngày tắm rửa làm gì nhỉ? Tần Lạc thấy cô có ánh mắt nghi hoặc, liền vừa cười vừa nói, anh đi tắm chút cho tỉnh táo. Lâm Hoán Khê nghe vậy khuôn mặt xinh xắn bỗng ửng đỏ. Đỏ từ trên mặt xuống cổ, như thể toàn thân nhiễm màu hoa đào phấn đỏ hồng. Bởi vì mỗi khi muốn làm chuyện xấu đầu tiên Tần Lạc luôn đi tắm nước lạnh. Cho tỉnh táo, cho nên, cách diễn đạt như vậy khi có hai người bọn họ là có một hàm ý đặc biệt. Mỗi khi Tần Lạc nói muốn tắm nước lạnh, Lâm Hoán Khê hiểu rằng chắc chắn buổi tối sẽ có một phen chinh phạt kịch liệt. Nhưng giờ là ban ngày mà, Lâm Hoán Khê bỏ sách xuống, định bỏ chạy xuống lầu. Tần Lạc liền cầm lấy cánh tay của cô, nói, ban ngày thì làm sao? Đâu có vi phạm pháp luật đâu. Nhưng mà, Lâm Hoán Khê nhìn ra bên ngoài ánh sáng chói chang, nghĩ đến cảnh mình không một mảnh vải che thân thể đều bị hắn nhìn thấy không có bất cứ thứ gì che chắn. Ngập tràn trong những nụ hôn dài giữa thanh thiên bạch nhật. Như vậy e rằng sẽ làm mất hết cảm giác. Tần Lạc nằm trong chăn bông mềm mại ôm Lâm Hoán Khê ngủ say, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa bịch bịch giật mình tỉnh giấc. Tần Lạc, mau thức dậy, có chuyện đại sự, ra ngay có chuyện đại sự. Bên ngoài truyền vào giọng của Tần Minh. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc buông tung chăn từ trên giường nhảy xuống, chuẩn bị chạy ra mở cửa thì nhớ tới mình đang không mảnh vải che thân. Nên vội vàng luống cuống lấy quần áo mặc vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lạc mở cửa ra hỏi. Không thấy bối bối đâu cả. Tìm khắp rồi mà không thấy. Bà nội lo quá mà ngất đi rồi. Tần Minh đầu đầy mồ hôi vừa nói vừa nghĩ đến hắn vừa mới chạy không ít nơi. Gì? Tần Lạc vẫn còn mơ màng. Sau đó hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại đột nhiên không thấy đâu? Bà nội hiện giờ thế nào rồi? Bà vừa mới tỉnh dậy. Bây giờ đang ngồi khóc, anh mau xuống lầu ba xem thế nào đi. Tần Minh nói sau đó xoay người chạy xuống dưới lầu. Lâm Hoán Khê đã nghe được hai người nói chuyện, đợi Tần Minh vừa đi, nàng từ trên giường bò xuống, bất chấp sống lưng đang đau, vừa mặc quần áo vừa sốt ruột hỏi, sao lại mất tích nhanh vậy? Lúc trước em còn đưa nó vào phòng ngủ mà. Em đưa nó vào phòng nào? Tần Lạc hỏi. Phòng mà lúc trước em và cô ở trong đó ý. Lâm Hoán Khê nói. Không sao, có thể là nó đi ra ngoài chơi. Em đừng lo lắng, để anh đi xem có chuyện gì xảy ra. Tần Lạc an ủi Lâm Hoán Khê hai câu rồi nhanh chóng bước nhanh xuống dưới lầu. Lâm Hoán Khê cũng không cần trang điểm để che giấu việc hai người vừa một phen bên nhau giữa ban ngày, chạy ngay theo Tần Lạc xuống lầu. Trong phòng khách chật kín người, Tần Tranh cùng Lâm Thanh Nguyên đi ra ngoài uống trà cũng đã trở về. Cố gắng giữ cơ thể ngồi ngay ngắn, sắc mặt xanh mét dường như có thể ép nước.
Cam Vân sau khi nghe được chuyện này cũng từ bệnh viện trở về ngay. Bà nội Tần Lạc ngồi khóc ngất lên ngất xuống ở ghế salon, thấy vậy, Cam Vân liền đi đến bên cạnh an ủi. Tần gia còn có mấy người làm như cô bảo mẫu, cũng đang đứng trong phòng khách vẻ mặt sợ hãi xen lẫn sốt ruột. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bối bối nó, Tần Lạc có chút vội vàng sao động hỏi. Hôm nay lúc tiễn cô hắn đã đồng ý thay cô chăm sóc bối bối, vậy chưa hết ngày mà bối bối đã biến mất không thấy đâu. Hắn cảm thấy khó mà không phát cáu lên được. Không biết, mọi người đã tìm khắp nơi cũng chưa thấy đâu. Sân, công viên, bờ sông, tất cả những nơi nó có thể đến mà cũng không thấy đâu. Cam Vân ngẩng đầu nhìn con mình nói. Trưa nay có ai gặp bối bối vậy? Tần Lạc nhìn người làm, hỏi. Không có ai trả lời, tất cả mọi người đều cúi đầu, không thể nói vì ai cũng sợ hãi. Ai biết về chuyện này, nếu không tìm thấy tức là đã có người định tống tiền, đòi đổi người lấy tiền đây. Bà nội Tần Lạc ngẩng đầu, khóc lóc nói, giữa trưa bối bối chạy đến tìm bà, hỏi bà cháu đi đâu rồi. Bà nói cháu đang trong phòng ngủ, con bé muốn lên lầu tìm cháu. Bà nói cháu đang ngủ không muốn bị ai quấy rầy. Con bé liền chạy ra sân chơi đùa như nàng tiên, đợi lúc cháu dậy ra gặp nó. Nhưng nháy mắt đã không thấy nó đâu cả. Không thể có chuyện có bọn buôn người bắt đi được. Vậy đã ai báo cảnh sát chưa? Tần Lạc hỏi. Nó vừa mới đi đâu trong chốc lát, còn chưa tới 24 giờ. Như vậy có vội vàng quá không? Chúng ta thử đi tìm lại xem sao được không? Cam Vân hỏi. Không thể đợi thêm được, Tần Lạc nói. Tay cho vào túi móc di động ra, nhưng lại phát hiện di động không có ở đây. Lúc hắn chuẩn bị chạy lên lầu lấy điện thoại thì điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên. Điện thoại đột nhiên vang lên khiến mọi người giật mình cùng đứng dậy. Tần Lạc cũng quay ngay trở lại phòng khách. Chương 228, tống tiền. Tần Lạc, nghe điện đi. Tần Tranh lên tiếng, hiển nhiên ông cũng cho rằng đây không phải cuộc điện thoại thông thường. Lúc điện thoại vang lên tiếng thứ ba Tần Lạc mới bắt máy bập loa ngoài lên. Alo, ai đấy? Tần Lạc hỏi, cố gắng kìm chế để giọng của mình trở nên bình tĩnh trở lại. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta vừa nhặt được một đứa trẻ, con bé rất đáng yêu, nếu mọi người tìm mãi mà không thấy nó chắc hẳn là đau lòng lắm hả? Trong điện thoại giọng một người đàn ông có âm trầm vang lên cười nói có vẻ như không chút kiêng nể. Hãy giúp chúng tôi đưa con bé về nhà. Chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ, Tần Lạc nói. Có thật vậy không, anh chỉ nói vậy thôi à, thế anh định chuẩn bị đồ gì để tạ ơn đây? Người đàn ông cười hỏi. Trước tiên tôi muốn nghe giọng nói của bối bối để biết chắc rằng con bé không sao. Nói cách khác, anh sẽ không chiếm được gì đâu. Ngược lại, tôi còn muốn lấy đi của anh tất cả mọi thứ đó. Tần Lạc dùng ngôn ngữ sắc bén nói. Gặp chuyện như này, hắn không bình tĩnh cũng không được. Nghĩ đến tình cảnh bối bối bị bọn họ trói chặt hắn có cảm giác cổ họng nghẹn ứ lại, bức bách quá hắn chỉ muốn làm những chuyện dã man đối với mấy tên vô lại đó. Ôi chao, anh đang uy hiếp tôi đấy sao? Được, vậy chúng ta không nói chuyện nữa nhé. Tôi cúp điện thoại nhé. Đối phương hiển nhiên tỏ ra không chịu thua Tần Lạc, bên kia giả bộ không cần thương lượng thêm. Nếu như cúp điện thoại làm sao anh có thể nói được anh muốn gì chứ? Tần Lạc cười gằn hỏi. Bị các anh trói như vậy. Bản thân con bé cũng không thể cho các anh thứ gì. Không sai, những lời anh nói rất đúng. Hắc hắc, vậy thì nói đến giao dịch nhé. Nhưng trước khi nói đến giao dịch chúng ta có một yêu cầu. Anh không được báo cảnh sát, không được gọi cứu binh. Tôi biết cơ nghiệp Tần gia rất lớn, thế lực ở Dương Thành là không nhỏ, anh em chúng ta cũng không thể đụng vào. Nếu như chúng ta biết anh báo cảnh sát hoặc là mang cứu binh đến, anh em chúng ta chỉ còn một việc duy nhất có thể làm là kéo nhau đi chạy trốn. Anh hiểu chưa? Đã hiểu, Tần Lạc nói, trước hết hãy cho tôi nghe giọng của bối bối. Như vậy tôi mới biết các anh có bắt chó nhầm người hay không. Bắt nhầm người à, chuyện này có thể xảy ra sao? Anh phải biết rằng chúng tôi rất chuyên nghiệp. Hơn nữa, chẳng lẽ anh không muốn biết tại sao chúng tôi lại biết số điện thoại nhà anh sao? Nhà anh đã hại chết Lý Quốc Tân nên giờ chúng tôi trả thù. Các người là người của Lý Quốc Tân à? Chúng ta là bạn của hắn. Đương nhiên anh không cần đi tìm cảnh sát để điều tra về chúng tôi. Anh sẽ không tìm được gì đâu. Người đàn ông lạnh lùng vừa cười vừa nói. Hãy cho tôi nghe giọng của bối bối, sau đó các người hãy nói ra điều kiện của mình. Tần Lạc lần nữa kiên trì nói. Kéo con nhỏ lại đây. Trong điện thoại tiếng người đàn ông vọng ra. Qua điện thoại Tần Lạc nghe không được rõ ràng nhưng đúng là hắn có đồng đảng. Tần Lạc tập trung lắng nghe, muốn xác định bọn họ có mấy người.
có tiếng bước chân một người truyền đến, sau đó Tần Lạc nghe được tiếng gào khóc của Bối Bối. Trong lòng Tần Lạc rất đau xót, nói to vào trong điện thoại, Bối Bối, có phải Bối Bối không? Em là Bối Bối đây, anh Tần Lạc ơi đến cứu em với, bọn họ là người xấu. Bối Bối vừa khóc vừa kêu cứu. Bối Bối đừng sợ, bọn họ không phải người xấu đâu, đó là bạn của anh, bọn họ sẽ không làm Bối Bối bị thương đâu. Tần Lạc cười nói an ủi đứa em nhỏ, hắn cũng không hy vọng với sự nhạy bén của con bé nó sẽ rất khó xóa đi được bóng mà này. Bây giờ đã xác định được chưa? Điện thoại bị giật lại truyền đến giọng nói khó chịu của người đàn ông kia. Điều kiện của các ngươi là gì? Tần Lạc hỏi. 500 vạn. Nhiều vậy, 200 vạn thôi. Không được, phải đúng 500 vạn. 300 vạn. Tôi nói 500 vạn là 500 vạn, ít hơn một xu cũng không được. Anh nghĩ đây là mua thức ăn à? Còn dám trả giá, mẹ kiếp. Được rồi, 500 vạn, tiền mặt hay là chi phiếu? Tần Lạc đã từng đọc qua một quyển sách tâm lý học, hiểu rõ những kẻ có lòng tham không đáy thì không bao giờ là cảm thấy thỏa mãn. Nếu như hắn muốn đòi 500 vạn, mình lại vì nóng lòng lo cho an nguy của người thân mà đáp ứng ngay yêu cầu của hắn thì có thể hắn sẽ nghĩ lại, có phải ra giá quá thấp hay không? Nếu như mình có thể cò kè mặc cả với hắn một phen, sau đó đáp ứng yêu cầu, tâm lý kiêu ngạo của hắn sẽ cảm thấy thỏa mãn. Đồng thời, hắn sẽ có cảm thấy cái giá này là hợp lý mà không ra tiếp những điều kiện khác nữa. Cuộc sống mọi thứ đều cần phải có kiến thức, quan trọng là bạn phải có một bộ não tốt. Mẹ cái thằng óc lừa chắc, chúng ta lấy chi phiếu làm gì? Cầm cái tờ giấy đấy có thể đổi được thức ăn ngon, rượu ngon không? Có thể làm cho gái giơ đùi ra không? Nếu như đầu anh không làm bằng đá hẳn là anh biết rằng chẳng có ai đến con nít ở nhà lại chất đống 500 vạn tiền mặt ở nhà cả. Tần Lạc phản bác lại. Trong lòng chửi thầm, cái thằng con hoang này cũng dám nói mình là đầu đá. Cho bọn bay đắc ý trong chốc lát thôi, đợi đến lúc các người bị bắt đi xem ta trừng trị các người như thế nào. Cho các người 2 ngày để chuẩn bị, chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Người đàn ông nói, hãy nhớ kỹ không được báo cảnh sát, không gọi cứu binh. Nếu không hãy chờ lúc mà tới nhặt xác con bé. Người đàn ông vừa dứt lời, điện thoại liền tút. Tút, không cho Tần Lạc có cơ hội nói thêm. Tần Lạc buông điện thoại xuống, quay sang người nhà vây xung quanh hắn nói, Bối Bối bị bắt cóc rồi. Bọn họ đòi 500 vạn tiền chuộc. Bà nội Tần Lạc vừa nghe xong mấy lời này lại ngất một lần nữa. Cam Vân vội vàng ấn nhân chung cho bà để cấp cứu cho bà tỉnh lại. Sau đó bà lại không ngừng khóc. Cam Vân đành phải bảo người hầu đưa bà vào trong phòng nghỉ ngơi trước. Có biết bọn họ là ai không? Sao lại biết số điện thoại nhà chúng ta? Tần Tranh hỏi, ông vẫn cố gắng giữ sống lưng thẳng tắp nhưng Tần Lạc thấy trên trán ông những nếp nhăn hẳn lên rõ ràng. Bọn họ nói là bạn của Lý Quốc Tân, Tần Lạc nói. Một bọn xúc sinh, Tần Tranh đập tay mạnh xuống bàn trà khiến cho chén thủy tinh trên bàn trà lung lay như muốn rơi xuống. Tần lão ca, không nên tức giận quá. Quan trọng bây giờ phải cứu được cháu bé trở về. Lâm Thanh Nguyên ở bên cạnh khuyên nhủ. Cái tên Lý Quốc Tân bây giờ ở đâu nhỉ? Phía bên cảnh sát có tin tức gì chưa? Chẳng lẽ tự nhiên biến mất không tung tích được? Cam Vân Kỳ quái hỏi. Chúng ta nên gọi điện thúc giục họ. Nếu có thể tìm ra Lý Quốc Tân không chừng chúng ta sẽ lần ra được chút đầu mối. Mẹ, không nên như vậy. Bọn nó nói nếu chúng ta báo cảnh sát hoặc gọi cứu binh tới, bọn họ sẽ kéo nhau chạy trốn. Tần Lạc khuyên can. Dù sao hắn cũng không thể kiện người nhà, Lý Quốc Tân không biết đã, bị tử vong, chưa. Bởi vì trong mắt người nhà hắn là một người đơn giản, tốt bụng, thích ngẩng cổ kiểu 45 độ, thầy địa lý đã phán hắn từ khi còn nhỏ rằng hắn có một nửa cuộc đời tươi sáng và một nửa cuộc đời buồn đau. Hắn làm sao có thể nói với mọi người rằng sự thật hắn là một tên sát nhân cuồng bạo. Đương nhiên Tần Lạc hoàn toàn có thể phản bác, người này không phải ta giết. Tống tiền chúng ta à? Tần Tranh thoáng cái đứng bật dậy, trợn tròn mắt, tóc dài tung bay. Nhưng, những người này chúng ta cũng không thể bỏ qua. Loại người có thói quen lười nhác, tưởng rằng dựa vào cách này có thể phát tài. Chúng ta không thể để bọn họ toại nguyện. Ông nội, chúng ta tất nhiên sẽ không thể bỏ qua. Tần Lạc nói. Được, vậy chuyện này để cháu xử lý. Tần Tranh nói, sau đó đi nhanh về phía sân sau. Cam Vân tới trước mặt Tần Lạc, lấy ra một tấm thẻ đưa cho hắn. Nói, con lấy tiền trong này đi. Mẹ sẽ gọi cho giám đốc ngân hàng bảo, ông ta sẽ tiếp con. Nếu bên ngân hàng không có chuẩn bị trước thì ngay lập tức cũng không lấy ra được nhiều tiền như vậy đâu. Không cần đâu mẹ, con có tiền, Tần Lạc nói.
Tần Lạc nói những lời này không phải để ra oai mà hắn bây giờ quả thật cũng được xếp vào hạng tiểu phú hào. Kim Dũng cơ phấn đúng là cái cây tiền. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, Tần Lạc đã có lợi nhuận đến gần 5 triệu. Hơn nữa, Tết sắp đến, phòng thị trường cũng kịp thời điều chỉnh sách lược tuyên truyền, lấy câu quảng cáo năm nay 20, sang năm 18 gây cười về Kim Dũng dưỡng cơ phấn vừa giới thiệu được sản phẩm cao cấp này. Đàn ông tặng cho vợ, bạn trai tặng cho bạn gái, tình nhân tặng nhau, ông chủ tặng cho vợ bé, cấp dưới tặng cho cấp trên, trong lúc cấp trên đưa cho cấp dưới những ý tưởng, Kim Dũng dưỡng cơ phấn loại bỏ đi những đắn đo mà tạo ra những sáng tạo cao. Mặc dù trong tháng này, doanh thu tổng chưa tính được, nhưng theo như lời của Lệ Khuynh Thành trong điện thoại nói, sau khi quay về Yến Kinh, trước tiên anh hãy đến ngay ngân hàng kiểm tra tài khoản xem đã có mấy số không rồi, chứng tỏ đó là một con số không nhỏ. Con với mẹ còn khách khí làm gì? Cam Vân gõ vào đầu con mình. Hơn nữa, thẻ của con còn phải dùng nhiều việc khác nữa. Hay là cứ dùng của mẹ đi. Tần Lạc cười cười nhận tấm thẻ tín dụng từ tay Cam Vân. Chưa đi lấy thì chưa biết, đi lấy rồi mới thấy sợ. Tần Lạc cầm theo một bao da nặng màu đen lúc đi tới ngân hàng, rõ ràng ý thức được trong đó có 500 vạn. Một người mặc y phục đen cầm một cái bao lớn cũng màu đen, tất nhiên đều là tiền mặt. Tần Lạc xách trên tay cũng cảm thấy nặng. Nếu đem đi cân bán cũng được không ít tiền đâu nhỉ. Tần Lạc đi nhanh ra phía xe Mercedes, Ben đang đỗ ngay cửa ngân hàng, giật cánh cửa rồi quay sang Tần Minh nói, đi thôi. Chúng ta trở về nhà. Tần Minh vừa khởi động xe vừa hỏi. Chúng ta sẽ đưa cho bọn chúng cả 500 vạn ạ. Có thể cứu bối bối trở về. Bao nhiêu tiền cũng phải đưa. Tần Lạc nói. Ôi, đúng vậy, người mới là quan trọng nhất. Tần Minh nói, bây giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ bọn chúng điện thoại đến chúng ta sẽ giao tiền. Hôm nay là ngày cuối cùng, sao chưa thấy bọn chúng gọi điện tới nhỉ? Tần Lạc cười cười nói, chúng ta không cần phải gấp. Bọn chúng còn sốt ruột hơn chúng ta. Trở lại Tần gia. Tần Lạc liền hỏi mọi người có thấy bọn chúng gọi đến không nhưng kết quả là không thấy ai gọi đến cả. Vì bối bối vẫn còn trong tay bọn chúng nên trong lòng mọi người thấy rất nóng ruột, không nghĩ gì tới ăn uống. Sau khi tự đi ăn một chút lót dạ, tất cả mọi người lại trở về ngồi yên lặng tại phòng khách chờ điện thoại. Cam Vân phải phó thác mọi vấn đề ở bệnh viện cho người khác để chuyện ở nhà chờ đợi tin tức cùng mọi người. Khi đồng hồ treo tường điểm đúng 8 giờ tối, trong phòng khách chuông điện thoại chợt reo vang. Chương 229, giải cứu. Chờ đợi điện thoại của người yêu đã làm cho người ta cảm thấy trong lòng khó chịu rồi, chờ đợi điện thoại của bọn cướp càng làm cho người ta sống không bằng chết. Trải qua 2 ngày vừa rồi, mỗi người trong Tần gia thần kinh như đóng băng, mắt chỉ tập trung vào cái điện thoại, thậm chí không ít lần đã cầm điện thoại lên xem có còn liên lạc được không hay lại có trục trặc gì gây cản trở cho việc liên lạc. Vậy mà sao vẫn không thấy liên lạc gì nhỉ? Phải chờ đợi thêm nữa e rằng tất cả mọi người thần kinh mất. Đột nhiên chuông điện thoại reo vang khiến cho tâm trạng mọi người khởi sắc hơn, Tần Lạc bước nhanh tới cầm tai nghe lên, nói, tiền đã chuẩn bị đủ, chúng tôi phải đến đâu để giao tiền. Ai đấy, tôi là Tần Lạc, ông Lý ạ, cháu xin lỗi, cháu không nghe rõ giọng của ông. Là thế này, ông nội cháu 2 ngày nay trong người không được khỏe nên sẽ không đi uống trà được. Ông yên tâm, cháu chắc chắn sẽ truyền đạt lại lời của ông đến ông nội cháu. Vâng, được ạ, hẹn gặp lại ông Lý. Cúp điện thoại, Tần Lạc cười khổ quay sang nói với Tần Tranh đang đứng ngay sau hắn, điện thoại của ông Lý. Ông ấy nói 2 ngày nay không thấy ông và ông Lâm đến uống trà nên gọi điện đến hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra không. Tần Tranh gật đầu, quay trở về phía ghế salon ngồi xuống. Tần Lạc cũng cảm thấy buồn bực, nhà mình ông nội không muốn dùng điện thoại di động, làm hại người nhà bây giờ muốn liên lạc với bọn chúng cũng không có phương tiện. Lúc điện thoại vang lên, tất cả mọi người đứng ngồi không yên, sợ có biến cố gì đó. Nhưng ngay sau đó nghe được không phải cuộc điện thoại của bọn bắt cóc, tâm trạng mọi người lại trùng xuống rồi lại càng cảm thấy bất an hơn. Chuyện này giải quyết càng nhanh càng tốt. Reng! Đột nhiên chuông điện thoại lần nữa vang lên. Tần Lạc lần này chậm rãi hơn, đợi sau 2 tiếng chuông mới cầm tai nghe lên nói, alo, xin hỏi muốn gặp ai ạ? Tôi tìm anh đấy. Điện thoại truyền đến từ đầu bên kia giọng nói quen thuộc của tên bắt cóc. Tiền đã chuẩn bị đủ chưa? Đã chuẩn bị đủ 500 vạn, không thiếu một xu. Chúng tôi đến đâu để gặp anh? Tần Lạc hỏi. Tốt lắm, tên bắt cóc hài lòng nói. Nhưng bây giờ tình huống có chút thay đổi. Như thế nào, các ngươi định thất tín? Trong lòng Tần Lạc đột nhiên co rụt lại.
làm việc gì thì cũng phải có nguyên tắc của nó chứ. Các anh định lật lọng à, chẳng lẽ không có chút đạo đức nghề nghiệp gì sao? Nói với bọn bắt cóc về đạo đức nghề nghiệp, thật sự Tần Lạc cũng cảm thấy mình đầu đá thật. Nhưng nếu không nói lý do đó thì còn có thể nói lý do gì được đây? Bọn chúng vốn là một đám vô tình với sinh mạng của người khác, không tín, không nghĩa. Chẳng lẽ muốn họ buông đao súng mà tu thành Phật sao? Bây giờ, thành Phật cũng đòi hỏi phải có bằng cấp chính quy. Nghề nghiệp đạo đức, đó là cái gì vậy? Tên bắt cóc cảm thấy đối thủ của mình quả thật là quá ngây thơ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ha hả. Tôi nghe Lý Quốc Tân nói Tần gia các người có một bảo bối, gọi là gì nhỉ, hộp đơn thuốc vàng, khi anh mang tiền tới đây, tiện thể cũng mang cái đó đến đây luôn đi. Tần Lạc quay đầu liếc mắt nhìn Tần Tranh, nói, sao anh lại biết đến Kim Hạp Dược Phương? Hắc hắc, cái này không phải chỉ anh là biết đến đâu. Đêm nay, đúng 12 giờ, tại khu phố Phương Tây chỗ hội trường kỷ niệm ngày chiến tranh chung, Nhật chúng ta sẽ gặp mặt. Anh đến một người thôi, nếu như có nhiều hơn một, chúng tôi sẽ không ra gặp anh đâu. Đến lúc đó, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao người. Nhớ kỹ những gì ta yêu cầu đó, không được thiếu cái gì. Nói xong, một lần nữa bất lịch sự tự động cúp điện thoại. Sao rồi, Cam Vân hỏi, bọn chúng lại đưa ra điều kiện gì vậy? Bọn chúng muốn Kim Hạp Dược Phương, Tần Lạc nói. Trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều không nói câu gì. Kim Hạp Dược Phương là gia truyền của Tần gia. Cho dù ngồi trong phòng cũng toàn là những người thân thích của Tần gia, nhưng bọn họ cũng chỉ nghe nói là Tần gia có một vật như vậy, chứ hình dạng vật đó như thế nào thì quả thực chưa ai từng được thấy tận mắt. Đương nhiên, trừ Tần Lạc gia, Tần Lạc cũng mới tiếp nhận nó 3 ngày trước, sự việc khó giải quyết thật là trớ trêu. Sao bọn chúng biết Tần gia có vật đó được? Lâm Hoán Khê nghi hoặc hỏi. Lý Quốc Tân đã để lộ ra. Chẳng lẽ đứng sau mọi chuyện chính là Lý Quốc Tân? Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc lắc đầu, nói, hắn ta không có khả năng đó đâu. Lý Quốc Tân đã phạm vào một chuyện lớn như vậy rồi. Bây giờ cảnh sát đang toàn lực truy tìm hắn, hắn mà dám làm chuyện lớn này nữa chắc muốn nhận án tử hình chắc. Nếu Lý Quốc Tân biết rằng một lần nữa người khác lại đẩy trách nhiệm cho mình, e rằng từ địa ngục mà đẩy cỏ đi lên. Chó cùng dứt dậu, không chừng chính là Lý Quốc Tân cùng đường mà làm như vậy. Lâm Thanh Nguyên ở bên cạnh phân tích, nếu không làm sao bọn bắt cóc lại biết số điện thoại bàn của Tần gia được. Hơn nữa làm sao biết nhà Tần gia có hộp đơn thuốc vàng. Nhưng bọn hắn hình như đều cho rằng Lý Quốc Tân đã chết. Tần Lạc nói, điều này có vẻ hơi kỳ quái. Lâm Thanh Nguyên lắc đầu, cũng có vẻ không thể lý giải được. Tần Lạc nhìn về phía Tần Tranh, hỏi, ông nội, ông định thế nào ạ? Kim Hạp Dược Phương ông đã truyền lại cho cháu. Chuyện này ông giao cho cháu xử lý, muốn làm như thế nào là do cháu quyết định, vẻ mặt Tần Tranh nghiêm túc nói. Như vậy sẽ đưa cho bọn chúng vậy, Tần Lạc cười khổ, vật báu không giấu được, để lộ ra kiểu gì cũng khiến người khác nổi lòng tham. Là do cháu quyết định, Tần Tranh vẫn nói lại câu vừa rồi. Khu phố Phương Tây chỗ hội trường kỷ niệm đó anh biết ở đâu, để anh đi cùng em. Tần Minh nói, nhưng bọn chúng yêu cầu chỉ được một người đến thôi. Tần Lạc nói, anh lái xe đưa em đến cổng nhé. Được, nhưng liệu chúng ta có nên báo cảnh sát không? Nhỡ đâu đến lúc đó bọn chúng lại đổi ý thì biết làm sao? Bọn chúng vừa muốn tiền lại không muốn thả người. Em có một mình làm sao đối phó được với cả hội bọn chúng? Không được, nếu báo cảnh sát, bối bối sẽ gặp nguy hiểm. Tần Lạc lắc đầu, bọn chúng hẳn là chỉ tham tiền. Nhất định không làm khó chúng ta. Hơn nữa, em cũng có chút võ nghệ. Tự bảo vệ được mình nên chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Đúng vậy, trước tiên cứ cứu bối bối về đã. Sau đó từ từ tìm cách tính sổ bọn chúng. Cam Vân nói, Tần Lạc, con cũng phải cẩn thận nhé. Nếu có chuyện gì cùng lắm con cứ hô hoán lên kêu cứu, làm cho bọn chúng tưởng có đặc công mai phục xung quanh được không? Không nên, con sẽ tự mình ứng phó. Chúng ta không nên làm mọi thứ phức tạp lên. Tần Lạc kiên trì nói. Thấy Tần Lạc nói như vậy, mọi người cũng không khuyên thêm nữa. Bàn chuyện một lúc cũng đã nói đến những tình huống cần chú ý, mọi thứ cần chuẩn bị cũng đã xong. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Tần Minh lái xe từ ga A phóng ra. Tần Lạc cầm theo cái bao da đen đựng 500 vạn. Sau đó hai người mang theo kỳ vọng và lo lắng của Tần ra lên đường. Hội trường kỷ niệm chiến tranh chung, Nhật ở Tây Thành được một người Hoa Kiều người Quảng Châu đầu tư xây dựng, hàng năm có rất nhiều người đến tham quan, lễ bái. Mấy năm nay,
khu phố Tây Âu này rất phát triển, khu này đã thành lập một chính phủ riêng, xung quanh đã xây tường cao, xây dựng các nhà máy. Hẹn gặp tại đây có vẻ hơi bất tiện. Người Hoa Kiều kia nghe nói việc buôn bán gặp thất bại, đã nhiều năm không trở về. Chính phủ đối với hắn từ tôn trọng chuyển thành chế nhạo, hứa hẹn cũng thành thất tín. Bởi vì trong lúc hắn còn làm ở tòa nhà này thì hắn không chịu tìm hiểu thấu đáo tình hình để phát triển những giá trị du lịch của nó, vì vậy, đương nhiên là nhà nước không cung cấp ngân sách. Hội trường kỷ niệm nhiều năm nay cũng không tu sửa gì nên ngày một tan hoang, tàn lụi. Thậm chí trước đó vài ngày còn có lời đồn đại nói hắn muốn san bằng khu này đi để cho xây dựng một nhà máy hóa chất. Xung quanh hội trường kỷ niệm rất phức tạp, em nhất định phải cẩn thận, Tần Minh nói. Em biết rồi, Tần Lạc nói. Hay là để anh đi vào cùng em, Tần Minh một lần nữa nói. Không nên, chúng ta không nên vì việc nhỏ này mà chọc giận bọn chúng. Tần Lạc từ chối. Xe đến cách hội trường kỷ niệm không xa thì dừng lại, Tần Lạc xuống xe, sau đó xách bao ra hướng hội trường kỷ niệm mà bước tới. Hội trường kỷ niệm quả thật đã quá cũ nát, thậm chí một bên cửa đã bị đạp đổ. Cửa bên ngoài cũng đã hư hỏng nặng, mượn ánh trăng để quan sát Tần Lạc thấy phía xa xa có một tòa cao ốc nhà xưởng với ánh sáng mờ ảo. Tần Lạc cũng thấy xung quanh HBO phủ một lớp bụi dày đặc. Tần Lạc dẫm lên đống đổ nát bước qua cửa chính tiến vào trong. Hắn nhìn thấy trong khu nhà xưởng này có sắp xếp những hàng ghế ngồi có điêu khắc đá ở hai bên, sau đó hắn đi nhanh về phía sân sau. Có ai ở đây không? Tần Lạc đứng trong hội trường hô lên. Bọn bắt cóc chỉ nói đến hội trường kỷ niệm gặp nhau, nhưng không nói cụ thể là địa điểm nào. Tần Lạc chỉ còn cách là hô lên gọi bọn chúng. Không thấy ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng của mấy con động vật xúc xích trong bụi cây, có một con chuột béo tròn mắt như bị mù chạy thẳng đến chỗ chân Tần Lạc. Đã bị hắn đá bay một phát không thương tiếc. Có ai ở đây không? Tần Lạc hô lần nữa. Có người, tất nhiên là có người. Một người đàn ông với giọng trầm từ phía sau Tần Lạc cất tiếng trả lời. Tần Lạc nghe giọng nói của hắn đúng là giọng người đã từng nói chuyện với mình. Hắn xoay người sang chỗ khác thì nhìn thấy một nòng súng đen đang hướng thẳng vào đầu mình. Đây là lần thứ hai trong tháng Tần Lạc bị người dùng súng chĩa vào đầu. Điều này làm cho tâm trạng của hắn có chút xúc động. Bỏ súng xuống, giao người cho tôi giao tiền và kim hạp dược phương cho các anh. Tần Lạc nói, chuyện này chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Hắc hắc, đó là chuyện đương nhiên, nhưng trước tiên tôi muốn anh em kiểm tra hàng hóa đã đủ chưa đã. Người đàn ông nhếch miệng cười, dưới ánh trăng chiếu rọi, Tần Lạc thấy người hắn hiện lên với những hình xăm kỳ dị trên cổ. Khoảng cách có chút hơi xa mà ngọn đèn ở trong sân hình như đã bị phá hỏng hết. Tần Lạc không thể nhìn ra những hoa văn trên người hắn rốt cuộc là hình gì. Các người có nhiều người như vậy, trong tay còn có súng chẳng lẽ vẫn còn sợ ta chạy mất sao? Tần Lạc vỗ vỗ tay vào bao da nói, người lo lắng là tôi mới phải chứ. Bối bối đâu, hãy đưa con bé đến gặp tôi. Bớt nói nhảm đi, đưa cái bao cho tôi. Người đàn ông cầm súng hét lên. Nếu không, anh cứ nổ súng thử xem. Tần Lạc lạnh lùng nhìn hắn, nói. Ái chà! Hóa ra thằng này không sợ chết à. Người đàn ông có hình xăm không nghĩ rằng Tần Lạc lại có khí phách đến vậy, liền quay vào trong hô, đưa con bé lại đây. Một luồng ánh sáng xuất hiện phía sau lưng Tần Lạc biết đó là ánh sáng của đèn pin, vừa có thể dò đường vừa không làm cho ánh sáng bị phân tán, dễ khiến bên ngoài chú ý. Có tiếng bước chân truyền đến, tiếp đó Tần Lạc nhìn thấy một người to cao, cơ bắp nổi cuồn cuộn không nói gì đưa bối bối đi tới. Bối bối em có sao không vậy? Tần Lạc giật mình hét lên. Chương 230, bại lộ. Gì mà ồn ào vậy? Gì mà ồn ào vậy? Con bé đã ngủ thiếp đi. Đưa con bé tới đây. Người đàn ông có hình xăm đứng sau lưng Tần Lạc không nhịn được liền nói. Lập tức hai người từ hai hướng đi ra, vây quanh Tần Lạc thành một vòng tròn nhỏ. Kẻ có cơ bắp đi tới, quay sang Tần Lạc nở nụ cười miệng rộng, đưa bối bối vào lòng Tần Lạc. Tên đầu sỏ đang dùng súng chĩa vào đầu Tần Lạc. Nên bọn họ cũng không lo lắng hắn sẽ giở chiêu gì ra ở đây. Tần Lạc nhận bối bối vào lòng, xem xét và cảm nhận mạch đập của cô bé. May mắn là tất cả đều bình thường, hô hấp vẫn khỏe mạnh. Đến lúc này Tần Lạc mới yên lòng, xem ra mấy ngày nay cô bé đã rất hoảng sợ. Đưa tiền đây cho tôi, người đàn ông có hình xăm ở phía sau hét lên. Tần Lạc ném bao da màu đen cho tên có hình xăm. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Chờ một chút. Chờ chúng ta kiểm tra hết hàng đã. Người đàn ông có hình xăm nói. Chuột, mày ra kiểm tra lại xem.
từ sau lưng Tần Lạc một người đàn ông khô gầy đi tới. Hình dáng người đàn ông thấp lùn, chắc chỉ khoảng 5 thước. Đứng trước mặt Tần Lạc mà như một thằng bé. Cảm ơn người anh em đã đưa tiền. Lúc tên chuột đi tới trước mặt Tần Lạc, có vẻ có ý chắp tay. Đừng khách khí, Tần Lạc cười lạnh lùng nói. Hắc hắc, nói hay lắm, người anh em nói rất hay. Chuột gật đầu, nghênh ngang đi tới trước mặt người đàn ông có hình xăm, cầm lấy cái bao da màu đen, mở khóa kéo, cầm lên một sập tờ tiền có mệnh giá cao rồi lấy tay chỉ hình bắn đạn, sau đó cầm chắc bao da phe phẩy, sau khi lấy trong bao da vài bó tiền kiểm tra thật giả liền quay sang tên có hình xăm nói, lão đại, chất lượng rất tốt. Số lượng cũng đủ. Tốt lắm, bỗng trong mắt tên có hình xăm lộ ra thần thái khác thường. Kim hạp dược phương đâu? Ở ngăn ngoài của bao da, Tần Lạc nói. Tên chuột mở khóa ngăn ngoài ra, lấy ra một cái hộp màu vàng, quay sang phía Tần Lạc nói, có phải cái hộp này không? Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu nói. Tên chuột xem xét một hồi rồi hỏi, mở ra như thế nào? Tần Lạc gỡ trên cổ xuống chìa khóa, nói, dùng chân quan âm cắm vào thân hộp. Tên chuột định làm theo thì tên có hình xăm quát, con mẹ mày cẩn thận một chút đi. Cái này không phải là bom đấy chứ? Hay là để ta tới mở thử cho? Các người đừng làm bẩn bảo bối này. Tiếng một người đàn ông từ phía sau tên có hình xăm vọng đến. Ánh mắt Tần Lạc chợt run sợ, các cơ trên mặt có vẻ co lại, sau một hồi mới trở lại bình thường. Là anh sao? Tần Lạc cười lạnh, nói. Đúng, là tôi đây, Tần Minh gật đầu, hắn đi tới, nhận kim hạp dược phương, từ tay tên chuột cùng cái chìa khóa, sau đó làm theo như lời Tần Lạc nói, lấy chân quan âm cắm vào ổ khóa của hộp vàng. Cách! Hộp vàng văng ra, Tần Minh vẻ mặt rất kích động, hai mắt tỏa ánh sáng, lấy từ bên trong ra quyển sách da dê. Đây là kim hạp dược phương, sao? Tần Minh vừa dùng đèn pin soi vào dòng chữ nhỏ, vừa hỏi. Đã cùng mang tới đây, anh vẫn nghi ngờ em định làm giả sao? Tần Lạc hỏi ngược lại. Tần Minh cũng là một là danh trung y, hơn nữa cũng là một gã có chút danh tiếng. Nhìn thấy trên quyển sách da dê có ghi ba phương thuốc, vẻ mặt không giấu nổi sự sung sướng như đê lớn bị vỡ không cách nào kìm lại được. Hắn nhìn sang Tần Lạc, nói, khó trách đây được gọi là kim hạp dược phương, quả nhiên rất xứng với cái tên. Đáng tiếc, bây giờ là của tôi. Đúng vậy, bây giờ là của anh. Em chỉ muốn biết tại sao anh lại làm như vậy. Tần Lạc vẻ mặt thống khổ vì bị chính người thân của mình bán đứng, trong lòng tất nhiên không cam lòng. Tần Minh không trả lời ngay vào vấn đề của Tần Lạc, mà bỏ quyển sách da dê trở lại hộp vàng rồi khóa lại. Sau đó bắt đồng bọn cẩn thận giấu tiền vào trong quần áo, lúc này mới quay sang nói với tên có hình xăm, đưa khẩu súng cho tôi, các anh cứ rời khỏi đây trước đi. Nhớ giấu tiền thật kỹ, nếu không, chính mình sẽ chết lúc nào không hay đấy. Hắc hắc, đại ca, chúng ta sẽ cẩn thận. Chúng ta sẽ cẩn thận, tên có hình xăm cười ha ha nói. Các người cầm lấy đi chia nhau đi, Tần Minh có vẻ không cần thiết xua xua tay nói. Có kim hạp dược phương, rồi hắn còn quan tâm đến 500 vạn được sao? Vâng vâng, cảm ơn lão đại, cảm ơn lão đại, tên có hình xăm cuống quýt nói cảm ơn. Sắc mặt tên to con cơ bắp cùng tên chuột cũng mừng như điên. 500 vạn này cho mấy anh e. Cút đi, Tần Minh xua tay nói. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Tên có hình xăm nói cảm ơn lần nữa, sau đó cùng hai người anh em khác đem theo bao da đi ra bên ngoài trốn mất. Bọn họ cũng đi rồi, bây giờ đến lượt anh em họ chúng ta ôn chuyện nhỉ. Tần Minh giơ khẩu súng vừa lấy của tên hình xăm lên, vẻ mặt tươi cười quay sang Tần Lạc nói. Loại này bình thường luôn tỏ ra ôn hòa, nhã nhặn, vậy mà một tay hắn đã làm lụi bại cả một bệnh viện, Tần Lạc có cảm giác bị ngấm ngầm khủng bố. Tôi không coi loại người như anh là anh em. Tần Lạc trách mắng. Ha ha, không nên xúc động vậy chứ. Tại vì ấn tượng trong anh từ trước tới nay em luôn là một người rất bình tĩnh. Sao lại thế, bây giờ lại không thể chịu được à? Tần Minh như một tướng quân thắng trận với vẻ mặt trêu tức đối với. Sao anh lại phản bội Tần gia? Tần Lạc lần nữa hỏi. Tại sao ư, cậu có cần thiết phải hỏi tôi tại sao không? Tần Minh đột nhiên cười rộ lên một cách điên cuồng, như là nghe thấy câu đáng chê cười nhất thế giới vậy. Cười đến chảy cả nước mắt. Tại sao tôi không cần phải hỏi? Tần gia vẫn đối đãi với cậu không tệ. Ông nội vẫn luôn đối xử với anh như đứa cháu thân thiết, ông cũng đem y thuật truyền thụ cho anh. Tôi vẫn luôn, những người khác cũng không hề xem anh như người ngoài. Nhưng bọn họ nợ tôi. Tần gia các người nợ tôi. Tần Minh lớn tiếng quát, chặt đứt câu nói của Tần Lạc.
chúng ta nợ cậu cái gì? Tần Lạc nhìn bộ dạng điên cuồng của hắn, trong lòng nghĩ, thật đáng thương, nhất định anh ta có mối hận trong những lời này. Đó là một người điên. Tần Minh liếc mắt nhìn bốn phía, nói chuyện ở đây không tiện. Đi, tôi đưa cậu đến một chỗ. Đi đến đâu? Tần Lạc hỏi. Tần Minh giơ tay cầm súng, nói, cậu cảm thấy mình vẫn còn đường sống sao? Cậu sẽ chết cùng bối bối. Anh muốn giết tôi? Tần Lạc vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, nếu không tại sao tôi lại xuất hiện ở phía sau chứ? Tần Minh gật đầu cười. Lúc đầu tôi định để bọn chúng thả hai người ra, sau đó sẽ lén lén quay trở lại lấy kim hạp dược phương từ tay bọn chúng. Bọn chúng đều là do tôi đào tạo nuôi dưỡng mấy năm nay nên sẽ không thể phản bội tôi. Lúc đó, tôi có thể có được kim hạp dược phương, mà vẫn có thể có được sự tin tưởng của Tần gia. Ít nhất, trước hết tôi cũng có thể xác định được kim hạp dược phương thật giả thế nào để có những kế hoạch tiếp theo. Hơn nữa, còn có thể giám sát các người có báo cảnh sát hay tìm người giúp đỡ hay không. Nhưng ngay buổi tối hôm nay, kế hoạch của tôi đột nhiên thay đổi. Tôi đã chờ đợi nhiều năm nay và thật sự không muốn chờ đợi thêm nữa, dù là một giây cũng không muốn đợi thêm. Vậy đó là nguyên nhân chính khiến anh thay đổi kế hoạch. Anh muốn giết tôi trong đêm nay. Không sai, đến lúc đó, tất cả mọi trách nhiệm sẽ đổ hết cho bọn cướp này. Với trí thông minh của Tần gia các người, chắc chắn sẽ tin tưởng chứ hả? Tần Minh lộ vẻ mặt đắc ý nói. Đúng là như vậy, Tần Lạc gật đầu. Tần Minh đến gần hai bước, cầm súng chĩa vào đầu Tần Lạc ra lệnh, đi phía trước theo ánh sáng đèn pin trong tay tôi, nếu có dũng khí làm loạn, tôi sẽ không ngại mà giết cậu đâu. Đương nhiên, tôi sẽ cảm thấy vui hơn khi đưa cậu đi thử nghiệm một bảo bối mà tôi đã cất giấu nhiều năm. Chắc chắn cậu sẽ kêu lên vì sợ hãi. Tôi rất thích cảm giác đó, Tần Lạc nói. Sau đó Tần Minh cầm đèn pin trong tay rọi ánh sáng chỉ đường, đi tới một gian phòng bỏ đi trong tầng hầm ngầm. Trước đây khi còn nhỏ hắn cũng đã tới hội trường kỷ niệm này chơi đùa một lần. Nhưng tới giờ hắn vẫn không hề biết phía dưới nơi này còn có một chỗ bí mật như vậy. Tầng hầm ngầm âm u ẩm ướt, có mùi khó chịu nồng nặc. Đương nhiên, lúc này trong hoàn cảnh nguy hiểm Tần Lạc không có quyền lựa chọn. Tần Minh xoa xoa bên góc tường, sau khi công tắc điện được bật lên trong phòng mới sáng lên ánh đèn. Một con chuột béo từ cái hang trong tường chui ra, dương đôi mắt nhỏ tí nhìn quanh kêu chít chít, sau đó bất chợt bắt gặp ánh mắt của Tần Lạc liền kêu chít chít rối rít rồi chạy mất tăm. Đồ đạc trong phòng bố trí rất đơn sơ, chỉ có một cái giường gỗ giản dị, nhỏ, một cái bàn và một cái ghế dựa gỗ nhạt màu đã bong ra từng mảng. Ngoài ra trong phòng chẳng có thứ đồ dùng gì lớn cả. Đặt bối bối lên giường, Tần Minh nói. Bẩn lắm, Tần Lạc có chút không thích. Nhìn tấm ván gỗ trên giường trụi lủi, không hề có chăn mền cùng gối, lớp trên lại phủ đầy cho bụi. Hắn thật sự không hề muốn đặt bối bối lên trên đó. Nếu như con bé đã chết thì cậu sẽ không ngại bẩn chứ? Tần Minh đưa nòng súng nhắm ngay vào người bối bối đang ngủ say. Quên đi, con bé chắc hẳn sẽ không quan tâm đến điều đó đâu. Tần Lạc bất đắc dĩ đành phải cẩn thận đặt bối bối lên tấm ván gỗ trên giường. Bê xoay người một chút rồi ngủ tiếp. Hơn nữa tấm ván có vẻ cứng nên cô bé có hơi cựa quậy, nhưng sau đó lại nằm ngủ ngon luôn. Cô bé không tỉnh giấc làm cho Tần Lạc hơi chút an tâm. Nếu con bé ngốc này mà nhìn thấy cảnh máu chảy e rằng sẽ sợ chết khiếp mất. Tốt lắm, bây giờ đến lượt cậu, Tần Minh nói, lấy trên bàn một sợi dây cáp đưa cho Tần Lạc, nói, hãy tự trói mình lại. Không phải anh muốn nói chuyện cùng tôi đã à? Đừng có cãi lời tôi sẽ không ngại bắn hỏng một chân cậu đâu đấy. Tần Minh gầm lên, bây giờ bắt đầu làm đi, sau một phút tôi kiểm tra mà cậu vẫn chưa tự trói mình thì sẽ phải trả giá bằng một bàn tay, sau đó tôi sẽ tự mình giúp cậu cột chắc lại đó. Tần Lạc liền im lặng không nói gì nữa, lặng lẽ dùng sợi dây cáp tự trói mình lại. Tần Minh đi vòng quanh xem xét thấy Tần Lạc đã thực sự trói mình, tự trói mà cũng rất chặt, chắc có muốn cử động một chút cũng không thể. Ngồi lên trên ghế đi, Tần Minh chỉ vào cái ghế ở sau lưng, nói. Tần Lạc nghe lời ngồi lên ghế, không có bất cứ phản kháng nào. Hắn hợp tác như vậy, ngược lại làm cho Tần Minh trong chốc lát thấy hoảng sợ. Dường như chuyện gì hắn cũng hiểu rõ vậy. Nhưng rõ ràng bây giờ chính mình đang chiếm thế thượng phong, chính mình trong tay đang có súng, hắn giờ đã bị trói thành một người bù nhìn. Tần Minh đi quanh, một tay cầm súng chĩa vào phần thắt lưng Tần Lạc, mặt khác dùng tay còn lại cầm đầu dây trói Tần Lạc buộc chặt vào ghế. Tất cả mọi thứ đã xong xuôi. Tần Lạc cũng không thể nào nhúc nhích được nữa,
lúc đó Tần Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, bây giờ có thể cho cậu chứng kiến báu vật của tôi. Đây là món quà đặc biệt dành cho cậu đấy. Tần Minh giống như dâng vật quý, vẻ mặt kiêu ngạo quay sang Tần Lạc nói. Là cái gì vậy? Tần Lạc hỏi. Tần Minh đi tới phía cái bàn, giật ngăn kéo ra, cẩn thận lấy ra một cái lọ chế y liệu. Mở nắp hộp ra, từ bên trong lấy ra một bình thủy tinh, chỉ vào vật thể hình quả trứng ở bên trong quay sang Tần Lạc nói, biết đây là cái gì không? Tần Lạc nheo mắt quan sát, thẳng thắn nói, không biết. Nó là trứng một loài động vật nào đó. Không sai, đây là trứng phong điệp, cậu hãy cầu nguyện đi là vừa. Tần Minh vẻ mặt cười hiểm ác. Anh bị điên rồi, anh hoàn toàn điên rồi. Tần Lạc tức giận mắng. Là một thầy thuốc cao mình có thể cứu người thì cũng có thể giết người. Nếu bạn không có 100 biện pháp để giết người, hơn nữa làm cho cảnh sát không thể tìm ra chút dấu vết gì, điều đó chứng tỏ bạn còn con đường dài phải đi. Tần Lạc hiển nhiên biết trứng phong điệp là cái gì. Đây là một trong những vũ khí giết người kinh khủng tàn nhẫn nhất trên thế giới. Nghe nói là vô giá, người bình thường rất khó để có được. Phong điệp là con bướm cho lai với ngựa và ong mật. Đây là loại bướm quý hiếm. Trứng bướm tiêm vào đầu, trứng bướm sẽ hút hết đại não, sau khi phát triển thành ấu trùng sẽ phá thủng ra đầu. Trứng bướm hút hết não phát triển thành ấu trùng trong vòng 7 ngày. Trong 7 ngày này, mỗi một giây sẽ khiến người ta sống không bằng chết. Tần Lạc thật sự là không thể hiểu rốt cuộc mối hận thù như thế nào mà hắn định dùng loại này để giết mình. Có phải cậu đang cảm thấy rất vinh hạnh không? 13 triệu dân Trung Quốc, có mấy người có thể được chết cao quý như cậu? Tần Minh cười hỏi, hắn đang dùng một cái kim tiêm chích vào bình thủy tinh trong suốt phía chất lỏng của trứng. Người cảm thất vinh hạnh phải chính là anh chứ? Một người có giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Đây là giọng một phụ nữ, rất lạnh lùng, dứt khoát. Nhịp điệu nói nhanh, như là một người. Tần Minh quay đầu lại, thấy một người phụ nữ mặc một bộ váy màu đen bó sát, giày cũng màu đen, tóc xù xóa trên vai, bộ dạng thoạt nhìn là một người phụ nữ phi thường đang đứng ở cửa. Nhà cũ, sân cũ, tầng hầm ngầm mờ mịt tồi tàn, xuất hiện một cô gái trẻ đẹp tươi sáng. Những yếu tố này hợp thành một bức tranh kỳ quái, rồi lại làm cho người ta cảm giác hài hòa đặc biệt chỉ có những hình ảnh đẹp. Nhưng bước chân của cô gái này như ma quỷ. Không một tiếng động, đúng là thách thức khả năng chịu đựng của con người. Cô là ai? Tần Minh lớn tiếng nói, tay cầm lấy khẩu súng đặt trên bàn. Cô gái không nhúc nhích, mặc cho hắn cầm súng trên tay chĩa vào mình. Phụp! Tần Minh để ngón tay vào cò súng chuẩn bị bóp, có tiếng súng vang lên. Nhưng đạn lại bay về phía nóc nhà, cánh tay cầm súng của hắn rơi trên mặt đất, máu tươi từ chỗ tay bị cụt túa ra như suối. Xúc phạm đến người của Long Tức thì phải chết. Cô gái lạnh lùng nói. Chương 231, vì tao hận mày. Nhìn thấy Ly đột nhiên xuất hiện trước cửa, Tần Lạc cảm động rơi nước mắt. Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Ly bà cô tổ của tôi, chỉ cần cô xuất hiện muộn một tích tắc nữa thôi, chúng ta chỉ có thể hẹn gặp nhau sau 70 năm nữa ở quán cà phê ở Âm Tào Địa Phủ. Tần Minh đã điên rồi. Tần Lạc hoàn toàn không nghi ngờ gã điên đó sẽ tiêm cái loại trứng làm người khác kinh sợ đó vào da đầu mình để nó ăn hết não của hắn. Tần Lạc lớn tiếng nói với Ly, cô đã nói lúc nào cô cũng ở ngay sau lưng tôi, cô chạy đi đâu vậy? Đi giải quyết mấy tên cặn bã giúp anh. Ly vừa nói vừa vứt cái cặp da màu đen trong tay xuống dưới chân Tần Lạc. Đó là cái cặp Tần Lạc dùng để đựng tiền. Cái cặp này vốn bị gã đàn ông có hình xăm xách đi, không ngờ chỉ chưa tới 10 phút cái cặp lại được trả lại chủ cũ. Vấn đề là so với trước trên mặt cái cặp có dính vệt máu đỏ thẫm, vệt máu đó đang chậm rãi lăn trên mặt cặp làm bằng da nhân tạo. Chảy xuống đất, giống như một sợi tơ tằm đỏ hồng. Xem ra mấy tên cặn bã đó lành ít dữ nhiều. Tần Lạc biết khi Ly không bao giờ hạ thủ lưu tình đối với những người nàng không thích. Bản thân Tần Lạc đã là một nhân chứng sống sinh động. Hắn đã dùng chính bản thân mình để chứng minh điều này. Còn không giúp tôi cởi dây trói ra, Tần Lạc thúc giục. Còn đứng ở cửa làm ra vẻ tàn khốc làm gì? Tần Lạc thầm nghĩ cái chuyện bày đặt tàn khốc này nên làm ở những nơi có đông người qua lại mới phù hợp. Ví dụ như ở trên đường, ở trong lớp học. Đây là trong hầm ngầm, ở trong chỉ có một người bị trói chặt vào ghế, không nhúc nhích được cùng một người đàn ông bị chặt đứt tay, máu đang chảy như suối, ngoài ra còn một đứa bé đang nằm yên trên giường, dù có tiếng động như thế cũng không tỉnh ngủ. Chơi dao như thế để cho ai xem? Lúc này Ly mới nện đôi giày da đen phát ra tiếng cồm cộp đi tới. Một dao vung lên, dây trói của Tần Lạc đứt tung ra.
Tần Lạc vội vàng giật dây trói trên người mình ra và nói, cô ngốc, tại sao lúc nãy cô không ngầm cho hắn một dao, sao cô phải chờ hắn nổ súng trước làm gì? Nếu cô bị hắn bắn trúng, không phải cả hai chúng ta đều xong đời rồi không? Toàn bộ sự an toàn của tôi đều giao phó cho cô. Trong thâm tâm của mình Tần Lạc hắn coi hành động đó rất ngu xuẩn. Trước tiên xông tới đâm cho hắn vài dao, sau đó lăn qua lăn lại xem hắn còn nhúc nhích không, cuối cùng mới nói mấy câu nhảm chán với hắn cũng chưa muộn. Trên đời này còn có đạo lý để người khác nổ súng trước sao? Tinh thần hiệp sĩ. Ta thèm vào, Ly chỉ là một cô gái, tuân thủ cái đó để làm gì? Thành viên Long tức không được phép giết người tùy tiện. Ly liếc nhìn Tần Minh đang nằm trên nền thờ ơ nói. Cánh tay đứt của Tần Minh rơi trên mặt đất, máu từ tay hắn phun ra như suối. Hình như Ly không có cảm xúc gì trước cảnh máu, thịt, cánh tay cụt của Tần Minh. Hơn nữa Tần Lạc vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện cô gái này còn đang thổi bong bóng kẹo cao su trong miệng. Mấy thằng bên ngoài sao rồi? Tự sát hả? Tần Lạc hỏi vẻ coi thường. Tần Lạc không chậm trễ vội chạy tới bên cạnh Tần Minh cầm lấy cái kim tiêm có hỗn hợp chứng phong điệp mà hắn vô cùng kiêng kỵ, sau đó hắn rút mũi kim tiêm ra và châm vào mấy chỗ trên cánh tay Tần Minh, như vậy hắn có thể giúp Tần Minh làm giảm mất máu. Lúc này liệu còn ai lo lắng mũi kim tiêm không sạch không? Còn có ai có lòng thương hại với hắn không? Là do chúng nổ súng trước. Ly vuốt con dao nhỏ trong tay, thờ ơ nói. Thâm độc, Tần Lạc nói. Cảnh Ly đứng ở trước cửa dụ Tần Minh nổ súng trước giống như một quỷ hồn vậy. Kẻ nào động tới thành viên Long tức, chết. Còn nếu không động tới, Ly cũng không tiện ra tay. Tần Lạc thầm nghĩ xem ra sau khi quay lại Yến Kinh mình cần phải tới gặp Long Vương xin một cái thẻ bài. Sau này nếu hắn thấy ai đó làm nhiều điều ác, đất trời không dung, hắn sẽ xông tới nhổ nước miếng vào mặt, chỉ cần kẻ đó phản ứng lại hắn có thể dễ dàng xử lý. Tùy anh muốn nói thế nào thì nói, con dao nhỏ trong tay Ly dường như có linh tính, nó có thể làm các động tác xoay tròn theo ý của mình. Nhớ kỹ, anh nợ tôi một mạng. Cô nói thế còn không biết xấu hổ sao? Để trị vết thương cho cô, tôi đã phải dùng hết thuốc bột. Thứ thuốc đó là vật báu vô giá. Thôi cứ coi như chúng ta hòa nhau, Tần Lạc phản đối. Hắn không muốn tự nhiên lại thiếu nợ người khác một mạng. Nếu một ngày nào đó bà cô tổ này tâm tình không tốt, chạy tới tìm và muốn mình chết, lúc đó mình phải làm gì? Ly bĩu môi, nàng vừa nhai kẹo cao su vừa nói, làm gì với hắn bây giờ? Hắn là người rất cực đoan, nguy hiểm. Tôi biết, Tần Lạc nói, cô có bị thương không? Không phải hỏa dược đã tặng anh Tiểu Hắc sao? Trán của Ly nổi gân xanh, anh đã đánh mất Tiểu Hắc rồi hả? Không, đời nào tôi dám thế hả? Tần Lạc nói, tôi sợ khi tôi tới đây bọn chúng sẽ lục soát người tôi nên tôi không mang Tiểu Hắc đi. Nếu chúng lục soát thấy thì sao? Hơn nữa tôi rất tin tưởng cô mà. Ly rút từ bao ra bên hông ra một khẩu súng màu bạc đưa cho Tần Lạc và nói, đây là ngân Ly. Khi nào anh dùng xong nhớ trả lại tôi. Tôi biết đây là súng lục dành cho phụ nữ. Cô có tặng cho tôi cũng không lấy, Tần Lạc nói. Không biết vì nguyên nhân gì sau khi gặp lại Ly sau một thời gian xa cách hắn lại không nhịn được muốn đấu võ mồm với nàng giống như lúc trước khi nàng đi làm nhiệm vụ. Mặc dù Tần Lạc biết bây giờ không phải là lúc, hắn còn có một chuyện rất quan trọng cần phải xử lý nhưng hắn vẫn không nhịn được. Một người đàn ông một khi đã muốn làm điều gì hèn hạ, cho dù là 10 năm sau cũng không quên. Tần Lạc mở chốt an toàn khẩu ngân Ly, nói với Ly, cô quan tâm bối bối hộ tôi. Tôi cùng người anh trai này có chuyện cần nói. Hắn mong muốn nói chuyện với tôi sẽ làm cho hắn toại nguyện. Trẻ con hả? Ly trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào thân hình bé nhỏ của bối bối trên giường, nhíu mày hỏi. Trẻ con thì sao, cô tưởng phải ôm một người lớn ra ngoài sao? Tần Lạc hỏi. Tôi không thích trẻ con, Ly đứng yên nói với Tần Lạc. Cô không thích trẻ con ư? Tần Lạc khá ngạc nhiên. Cô hãy nhìn xem Lâm Hoán Khê, tính tình cao ngạo, lãnh đạm như vậy, nhìn thấy người lớn cũng chẳng buồn nói chuyện, thế mà khi nhìn thấy bối bối thì gương mặt tràn ngập vẻ yêu thương giống như tình mẫu tử. Bởi vì bọn chúng lúc nào cũng khóc sướt mướt, nhìn rất đáng ghét, Ly nói. Khi còn bé cô không khóc hả? Tần Lạc hỏi ngược lại. Không, cô đúng là khác người, Tần Lạc nói. Từ nhỏ Ly đã được Long Vương huấn luyện, khóc mới là lạ. Phiền cô hãy trông giúp bối bối một lát, nếu để con bé tỉnh dậy trông thấy những điều mà con trẻ không nên thấy có thể sẽ ảnh hưởng rất xấu tới tâm lý cô bé, một ám ảnh suốt đời. Một dao là có thể giải quyết tất cả mọi việc. Tại sao các anh luôn thích làm cho sự việc phiền phức hơn vậy? Nếu như hắn ta sớm nổ súng với anh,
tôi cũng đã sớm ra tay. Chính vì tôi không chịu được khi nghe hắn nói nhảm như vậy nên tôi mới chạy ra ngoài nôn, nhân tiện giải quyết mấy tên cặn bã đó, Ly nói. Tôi muốn biết nguyên nhân, Tần Lạc cười gượng nói. Cách xử lý của những quân nhân tinh nhuệ như Ly với của những người như hắn rất khác nhau. Tôi muốn biết nguyên nhân để có thể giải thích với gia đình tôi. Trước đây gia đình tôi vẫn coi hắn là người nhà. Tùy anh Ly nhún vai ra vẻ bất cần, nàng đi tới bế Bối Bối lên và đi ra ngoài. Những người phụ nữ khác khi ôm trẻ con đều vô cùng trìu mến ôm chúng vào lòng. Ly thì hoàn toàn khác, hai tay nàng duỗi ra giống như đang bưng một nồi trong đó mỡ sôi sùng sục bắn tung tóe khắp nơi. Ly cố gắng không để người Bối Bối chạm vào người nàng, giống như trên người Bối Bối có vết dơ, bẩn gì đó. Tần Lạc tức muốn hộc máu, hắn thầm nghĩ rồi đợi khi sau này cô có con thì cô sẽ thế nào. Tần Lạc nghĩ tới chuyện sau này Ly rất có thể bị một gã đàn ông khốn kiếp nào đó hay một người tử tế lừa gạt nàng lên giường, bụng của nàng phễnh ra, dáng vẻ đi tới đi lui trước mặt hắn, tay vung vẩy con dao làm hắn suýt chút nữa phá lên cười. Thật sự điều đó đáng chờ mong. Tần Lạc đợi sau khi Ly bế Bối Bối rời khỏi, hắn cầm súng đi tới trước mặt Tần Minh cười hỏi, thế nào? Vẫn còn tỉnh sao? Cô ta là ai? Gương mặt Tần Minh méo mó, hắn không cam lòng hỏi. Hắn đã sắp đặt một kế hoạch vô cùng chu đáo, không có bất kỳ sơ hở nào, chặt chẽ không chê vào đâu được, vì sao bây giờ hắn lại có kết cục như vậy? Tại sao nữ thần may mắn luôn lựa chọn đứng về phía Tần Lạc? Tại sao? Một người bạn của tôi, Tần Lạc cười nói. Tôi biết anh vẫn ở bên giám sát nhất cử nhất động của tôi nên tôi mới làm như anh nói, không tìm Gay và Hạ Dương nhờ giúp đỡ. Tôi biết nếu tôi tìm bọn họ chắc chắn sẽ bị anh phát hiện, anh cũng sẽ hủy bỏ cuộc gặp. Thế nhưng cái đó không có nghĩa là tôi sẽ không tìm người khác hỗ trợ. Mày đã sớm phát hiện ra tao. Tần Minh cười nhạt hỏi. Một thiếu niên thiện lương, hòa nhã, hào hoa phong nhã trước đây luôn làm người khác yêu mến đột nhiên lại trở thành một người hoàn toàn khác hẳn, làm người khác có cảm giác như nước sông với nước biển. Không sai, Tần Lạc gật đầu. Trước đây chỉ là nghi ngờ. Nếu như hôm nay anh không xuất hiện ở đây tôi vẫn coi anh như một người nhà, một người anh của tôi, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác anh lại làm như vậy? Xem ra anh em chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc với nhau, Tần Minh cười nói. Nếu cậu không ngại, tôi có thể ngồi dậy nói không? Đương nhiên, trước khi tôi ra khỏi căn phòng này, anh vẫn là anh trai của tôi, Tần Lạc cười nói. Trong phòng chỉ có một cái ghế duy nhất, hắn liền cầm tới để trước mặt Tần Minh. Tần Minh uể oải ngồi xuống, dù Tần Lạc đã châm vào huyệt đạo của hắn để cầm máu nhưng tay hắn bị cụt, vết thương rất trầm trọng. Tần Lạc không có khả năng phong bế toàn bộ huyết mạch. Mặc dù máu đã chảy chậm hơn nhưng máu trong người hắn vẫn đang không ngừng chảy ra. Bản thân hắn gặp phải vết thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn có thể đứng nói chuyện với Tần Lạc đã làm người khác phải khâm phục sự cứng cỏi của hắn. Ngay cả Tần Lạc cũng phải tự hỏi điều gì đã giúp hắn trèo trống, giúp hắn kiên trì nói chuyện với mình. Bởi vì tao hận, Tần Minh nói. Giọng nói không to, cũng không có một vẻ mặt cố ý làm ra vẻ âm trầm, khủng bố, chỉ giống như một câu nói bình thường nhưng khi âm thanh đó truyền vào tai Tần Lạc, hắn thoáng rùng mình. Đây mới thứ sự là sự thù hận, nó giống như máu đã lan tràn khắp nơi trong cơ thể. Chương 232, Sức mạnh của thù hận 1. Vì cái chết của bố anh hả? Tần Lạc hỏi, nhiều năm nay Tần gia chưa từng bạc đãi Tần Minh, từ khi đưa hắn về từ nhà bố dưỡng, bố mẹ Tần Lạc coi hắn như con. Ông, bà Tần Lạc cũng rất yêu thương hắn. Sau khi người đại đệ tử qua đời, Tần Tranh quyết định không thu nhập thêm đệ tử, quyết tâm bồi dưỡng Tần Minh. Hiện tại Tần Minh cũng là một thầy thuốc khá có danh tiếng ở Dương Thành. Thân phận và địa vị của hắn được xã hội tôn trọng. Nếu như hắn chỉ cần nói ra một câu, hắn sẽ không bao giờ thiếu tiền. Tất cả là do Tần gia mang lại cho hắn. Bản thân Tần Lạc lại coi Tần Minh như người anh cả của mình. Tình cảm anh em của hai người cũng khá thân thiết. Đương nhiên Tần Lạc cũng phải thừa nhận Tần Minh cũng là người có mưu đồ riêng. Cho dù là bất kỳ chuyện gì Tần Minh cũng làm rất tốt. Bản thân Tần Minh cũng tự coi như người anh trai của Tần Lạc. Hắn luôn quan tâm chăm sóc một Tần Lạc gầy gò, ốm yếu. Ngoại trừ điều này ra, Tần Lạc không thể hiểu Tần Minh hận hắn vì lý do gì. Bởi vì bố Tần Minh bị tai nạn ô tô trong lúc đang lái xe đưa ông Tần Lạc đi tìm danh y chữa bệnh cho hắn, Tần Minh có lý do để trút tất cả cừu hận lên đầu Tần Lạc. Không sai, mày vẫn rất thông minh, Tần Minh dựa lưng vào ghế, ngửa mặt, hai mắt nhìn Tần Lạc chằm chằm nói. Nếu như không phải vì mày, bố tao đã không chết. Nếu như bố tao không chết, mẹ tao cũng không đi bước nữa,
tao cũng không phải rơi vào cái gia đình chó chết đó, tao cũng sẽ không bị cái thằng con hoang, biến thái đó đánh đập, nhục mạ hàng ngày, bị nó bắt ăn cái mà nó nôn ra, bị nó dùng pháo ném vào người gây ra các vết thương, đau đớn khắp người. Nếu như bố tao không chết, tao cũng sẽ không bao giờ bị gã đàn ông xa lạ đó dùng dây lưng ra quất vào lưng, chóc da, chóc thịt, mấy ngày cũng không thể bò xuống giường được. Trên mặt Tần Minh xuất hiện một nụ cười xảo quyệt, ánh mắt hắn lóe sáng hình như hắn nhớ lại chuyện gì đó làm hắn vui sướng, hắn nói, mày biết không? Cho dù là cái gã đàn ông biến thái đó dùng dây lưng đánh tao hay thằng con hoang của nó đút pháo nổ vào trong quần áo của tao dùng hơi làm tao bị thương, tao vẫn không hận chúng. Người tao hận chính là mày. Hai mắt Tần Minh giống như ánh mắt của rắn độc đang chuẩn bị công kích. Đương nhiên bây giờ Tần Minh hắn chỉ như là một con rắn độc đã bị rút hết răng. Mỗi lần chúng đánh tao, làm tao đau tao đều ghi món nợ đó vào mày. Vì tao biết nếu như không vì mày, tao sẽ không bao giờ phải nhận những cái đó. Tần Lạc giật mình khi nghe thấy Tần Minh nói thế, hắn thật sự không ngờ ngay từ khi còn là một đứa trẻ Tần Minh đã có những ý nghĩ kỳ quái như vậy. Đương nhiên mối cừu hận của Tần Minh với hắn sâu nặng như vậy thì khó có thể hóa giải được. Thế nhưng một người mang trong lòng mối cừu hận điên cuồng như vậy có thể giả trang sống trong Tần gia gần 20 năm, hơn nữa hàng ngày đều mang một bộ mặt tươi cười cùng người khác, một người như vậy không phải là thiên tài mà là một kẻ điên. Không thể nghi ngờ Tần Minh chính là một kẻ điên. Tần Lạc không ngừng thở dài trong lòng, thật uổng phí khi hắn tự coi mình y thuật cao minh. Lại đọc qua rất nhiều bộ sách tâm lý học nhưng có một người cực kỳ điên khùng sống bên cạnh mình mà hắn lại không biết. Như vậy bản thân mình có thể coi là thần y không? Mày có biết kết cục cuối cùng của cái nhà biến thái đó không? Tần Minh hỏi. Không biết. Tần Lạc thầm kinh hãi. Bởi vì nguyên nhân thân thể của mình, Tần Lạc rất ít khi tiếp xúc với người bên ngoài. Hắn chỉ biết cuộc sống của Tần Minh ở nhà bố dưỡng không tốt. Sau khi bố Tần Lạc đón Tần Minh về ở Tần gia, làm gì còn ai quan tâm tới cuộc sống gia đình bố dưỡng của hắn đâu. Vốn Tần Lạc cũng không muốn quan tâm tới vấn đề đó nhưng một khi Tần Minh đã đặt câu hỏi, chắc chắn gia đình đó đã gặp chuyện bất trắc gì đó. Trước tiên tao dùng phương pháp xoa bóp huyệt đạo ông mày đã dạy tao làm cái thằng biến thái đó hôn mê, sau đó tao tiêm vào người nó virus bệnh AIDS, virus bệnh đó tao mua hết 1.000 tệ của một phụ nữ bị mắc bệnh AIDS. Ngay lập tức cái thằng biến thái đó truyền bệnh AIDS cho vợ nó, cũng chính là mẹ tao. Anh đáng bị sét đánh chết. Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. Cái loại người cầm thú như hắn sao ông trời vẫn để hắn sống trên cõi đời này vậy? Còn về cái thằng con biến thái đó, nó đã vào học ở một trường đại học danh giá, sau khi tốt nghiệp đi làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập của nó khá tốt. Nó có một bạn gái người nước ngoài, nó chuẩn bị làm thủ tục di dân tới Mỹ. Kết quả thì sao? Cả hai cùng mắc bệnh AIDS. Mày có biết nguyên nhân vì sao không? Bởi vì bạn gái của nó thích ăn vụng. Tao chỉ cần tìm một thằng đẹp trai quyến rũ nó. Vốn tao tưởng tao phải mất rất nhiều thời gian nhưng không ngờ cơ hội lại tới rất dễ dàng. Không phải anh vừa nói anh không hận bọn họ sao? Tại sao anh vẫn trả thù bọn họ? Tại sao anh không buông tha cho chính mẹ đẻ của mình? Tần Lạc đứng trước mặt Tần Minh, hắn chỉ hận không thể chặt đứt cánh tay còn lại của Tần Minh, chặt đứt toàn bộ chân tay của Tần Minh. Không hận nhưng dù sao chúng cũng ức hiếp tao. Tần Minh cười nói. Còn nói tại sao tao thích dùng căn bệnh ít kia là vì cái thằng biến thái đó rất sĩ diện. Suốt ngày nó đóng giả người tốt trước mặt hàng xóm nhưng thực chất con người nó là một người tàn nhẫn, đối xử độc ác với con trẻ, tao muốn nó có một cái chết đau đớn nhất. Tao muốn nó dương mắt nhìn vợ, con nó xa rời nó, tao muốn nó thấy cảnh bạn bè, người thân xa lánh nó. Tao muốn sau khi nó chết ngay một dòng tin đăng báo cũng không có. Tao biết không một nhà báo nào đăng tin một người chết vì bệnh ít. Mày thấy có đúng không? Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu trả lời. Lúc này Tần Lạc cực kỳ phẫn nộ. Đối với loại người cặn bã này, không phải cầm thú, ma quỷ. Phẫn nộ cũng không thể giải quyết hết vấn đề. Sau khi cả nhà chúng chết thì sẽ tới lượt mày, tới lượt Tần gia chúng mày. Giọng nói Tần Minh trở nên đầy thù hận. Anh giận tôi có thể hiểu nhưng tại sao anh lại hận Tần gia? Chẳng lẽ ông, bà tôi đối xử không tốt với anh? Chẳng lẽ bố, mẹ tôi đối xử không tốt với anh? Bọn họ coi anh như con, cháu trong nhà. Vì lý do gì anh lại hận bọn họ? Tần Lạc hỏi. Chẳng lẽ sau khi anh ta bị người ức hiếp đều coi cả Tần gia là hung thủ giết bố mình? Bọn họ rất tốt với tao bởi vì bọn họ hối hận. Bọn họ nợ tao, trong thâm tâm bọn họ có coi tao như người nhà không? Trong thâm tâm mày có thế không? Tần Minh cảm thấy tư thế ngồi của hắn đã lâu, thân thể hắn khó chịu, hắn muốn đổi lại tư thế nhưng hắn không sao cử động thân thể.
sức lực của hắn cùng với máu chảy đã gần như mất hết. Tần Lạc cũng chỉ đứng nhìn, hắn không có ý định đỡ Tần Minh dậy. Nghe Tần Minh giải thích xong, Tần Lạc thậm chí còn cảm thấy ghê tởm khi chạm vào người Tần Minh. Đồ cặn bã! Ai bảo bọn họ không coi anh là người một nhà? Bọn họ có xử tệ với anh không? Tần Lạc giận dữ nói. Đồ cặn bã này đã sỉ nhục tình yêu thương của Tần gia gần 20 năm với hắn. Coi tao là người Tần gia sao? Nếu như coi tao là người Tần gia, tại sao ông mày lại giao phương thuốc kim hạp cho mày mà không giao cho tao? Tại sao mày có thể tùy ý ra vào thư phòng của ông mày, còn tao phải đợi ông ấy đồng ý? Mày hãy thử xem thái độ của bà mày khi nói chuyện với mày và thái độ khi nói chuyện với tao. Còn nữa, bố, mẹ mày và cả cô của mày nữa, mấy người đó có coi tao là người Tần gia không? Tao chỉ là một con chó giữ nhà cho Tần gia chúng mày thôi. Vì cha tao mất mạng vì Tần gia chúng mày, vì thế chúng mày mới cảm kích, đặt cho một con chó như tao một cái tên lọt tai, nhưng xét cho cùng chó thì vẫn là chó, bản chất vẫn không có gì thay đổi. Chẳng lẽ anh không thấy anh rất cực đoan sao? Tần Lạc cười nhạt, trên thế giới này không bao giờ có chuyện đối xử với người giống nhau. Chính bản thân Tần Lạc mình là cháu đích tôn của ông bà, con ruột của bố mẹ, đương nhiên bọn họ phải cử xử với mình khác hơn một chút. Nhưng điều này trong mắt Tần Minh đó là dấu hiệu của sự phân chia. Cực đoan, tại sao tao không thể cực đoan? Dựa vào cái gì mà bố tao phải làm thân châu ngựa phục vụ Tần gia chúng mày, ngay cả tính mệnh cũng giao cho chúng mày, lại còn muốn tao cũng làm người hầu cho chúng mày nữa? Còn mày nữa Tần Lạc, mày dựa vào cái gì mà luôn có vẻ cao ngạo, kể cả khi nói chuyện với tao? Mày dựa vào cái gì? Mày biết không, tao ghét nhất cái bộ dạng tự cho mình là người trên của mày. Mày ra vẻ nhân nghĩa khi ở cùng với tao, nhưng thực ra trong thâm tâm mày cũng chỉ coi tao như một người hầu, đúng không? Mày dựa vào cái gì mà cho rằng mày mạnh mẽ hơn tao? Bọn họ dựa vào cái gì mà cho rằng mày mạnh mẽ hơn tao? Mày vốn là một thằng chết rồi, tại sao mày vẫn sống tới tận bây giờ? Tần Minh càng nói càng kích động, thân thể hắn xuất hiện chút hơi tàn như một kỳ tích, khiến hắn có thể ngẩng đầu lên, gương mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm vào Tần Lạc. Anh thấy Tần gia cư xử với anh không tốt, anh có thể bỏ đi. Anh cũng có danh tiếng ở Dương Thành, anh đi tới đâu cũng không chết đói. Tại sao anh còn muốn ở lại Tần gia? Tao nói rồi, tao muốn trả thù, Tần Minh nói. Tao muốn trả thù Tần gia. Ánh mắt Tần Minh dừng lại trên ống tiêm Tần Lạc để ở trên bàn, hắn nói, mày có biết chứng phong điệp tao tìm thấy ở đâu không? Một mình tao đi vào rừng rậm ở Vân Nam tìm đó. Sau khi tao nhìn thấy tư liệu về chúng trên kênh, địa lý quốc gia. Tự tao đã tới rừng rậm Vân Nam tìm chúng. Vốn tao chỉ muốn xem cái đó có thực không, nhưng không ngờ tao có thể tìm được hậu duệ tạp giao của ong, bướm đó. Tần Lạc, mày là người tao hận nhất, chỉ có mày mới xứng đáng hưởng đãi ngộ như vậy. Tất cả bọn họ không xứng. Mày nghĩ xem, khi những ấu trùng trứng kia tiêm vào da đầu mày. Ấu trùng trứng ăn não tủy của mày phát triển thành ấu trùng. Trong 7 ngày, tất cả trong 7 ngày, mỗi một giây, một phút làm mày đau đớn, sống không bằng chết. Cứ nghĩ tới cái cảnh đó cả người tao sung sướng đến phát run lên. Đợi khi chúng phát triển thành ấu trùng, chúng sẽ như giòi bọ chọc thủng da đầu mày chui ra ngoài. Sau khi chui ra ngoài trời, chúng sẽ hóa thành những con bướm xinh đẹp bay múa ngay trên đỉnh đầu của mày. Mày có thể tưởng tượng ra một hình ảnh đẹp như vậy không? Tất cả những cái đó là tao chuẩn bị riêng cho mày. Tần Lạc khẽ thở dài khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, kích động của Tần Minh. Người này thực sự đáng thương. Tất cả chỉ vì chữ hận. Chương 233, sức mạnh của thù hận 2. Tử thần sẽ không vì một người có bản tính lương thiện mà bước chân chậm hơn. Cũng không vì một người bản tính tàn ác mà cố ý làm khó dễ. Khi ở chung với người tốt, chúng ta cảm thấy thời gian trôi qua mau, giống như nắm cát trong tay. Khi chúng ta ở chung với người xấu, chúng ta cảm thấy như không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa, một ngày dài như một năm. Cũng bởi vì cái cảm giác chênh lệch này nên con người thường nói người tốt đoản thọ, người xấu sống lâu. Chỗ tay cụt của Tần Minh không được băng bó lại, hình như tất cả máu trong cơ thể hắn đã chảy ra hết. Giọng nói của hắn càng lúc càng trở nên yếu ớt. Tần Lạc biết Tần Minh không còn kiên trì được bao lâu nữa. Là một thầy thuốc nhìn thấy người sắp chết mà không cứu là một việc gây tổn hại tới y đức. Thế nhưng Tần Lạc sẽ không vì y đức mà bỏ qua quan niệm đạo đức cơ bản của hắn. Chỉ dựa vào những điều Tần Minh vừa nói, hắn chết là xứng đáng. Đối với tất cả mọi người mà nói, điều hợp lý nhất là Tần Minh chết ở đây, có thể nói, đây là ngôi mộ mà hắn đã lựa chọn cho cái chết của mình.
Tôi cảm thấy kỳ quái, anh đã có thể nhẫn nhịn trong gần 20 năm trời, tại sao bây giờ anh lại nóng lòng như vậy? Tần Lạc hỏi. Tao đã nói rồi, tao không muốn đợi nữa. Tao không muốn đợi thêm một giây một phút nào. Tao nhìn thấy cuộc sống của mày ngày một tốt hơn, thành công của mày ngày một lớn hơn. Báo chí khắp nơi đăng tin ca ngợi mày. Tao không thể đợi thêm nữa. Một phút cũng không thể đợi thêm nữa. Tần Minh nhìn cánh tay cụt của mình, hắn nhìn máu đang chảy xuống như đang tính toán thời gian bản thân mình còn trên cõi đời rồi nói tiếp. Có thể nói khi mày đi vắng chúng tao đã cố gắng tìm cách lấy phương thuốc kim hạp nhưng cho tới tận bây giờ lão già đó cũng không nói bất kỳ điều gì về phương thuốc kim hạp cho người khác. Lão còn truyền lại cho mày phương thuốc đó. Nếu như mày mang phương thuốc đó đi Yến Kinh, chúng tao phải tới tận đó sao? Anh chỉ muốn trả thù chúng tôi. Tại sao anh còn muốn lấy cả phương thuốc kim hạp? Trên mặt Tần Minh xuất hiện một nụ cười thoáng nhìn rất tự nhiên nhưng vẻ tươi cười đó làm người khác phải sợ hãi. Hắn nói, trả thù có rất nhiều cách. Lấy đi điều mà chúng mày yêu quý nhất cũng là một cách. Tao không chỉ muốn trả thù chúng mày, hơn nữa tao còn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lấy đi những gì thuộc về mày, sau đó dẫm nát mày dưới chân tao, đây không phải là trả thù hả? Cũng coi như thế Tần Lạc khẽ gật đầu, anh có thỏa thuận với Lý Quốc Tân phải không? Không, tao sao có thể tin tưởng cái đồ ngu ngốc đó chứ? Tần Minh ra vẻ khinh bỉ, nó chỉ là quân cờ trong tay tao mà thôi. Đương nhiên suy nghĩ của hắn khác với của tao. Nó đột nhiên mất tích, tao nghĩ mày đã giết nó. Tần Lạc gật đầu, không cần giấu giếm gì trước mặt một người sắp chết. Tao biết, khụ.tao biết mày là đồ tiểu nhân, ngụy quân tử. Khi mày bộc lộ bản chất thật sự của mày, mày sẽ là một con ác quỷ. Mày làm bộ lương thiện, mày sẽ không giết người sao? Vấn đề chỉ là ít hay nhiều thôi. Tôi không giết anh ta chỉ trúng độc thức ăn thôi Tần Lạc nói. Anh hẳn phải biết làm một thầy thuốc trung y nhưng anh không có trăm ngàn phương sách giết người để cho cảnh sát không thể tìm ra bất kỳ chứng cứ gì, anh sẽ không được coi là thầy thuốc xuất chúng. Đây là lần nói chuyện thẳng thắn nhất của tao và mày. Đáng tiếc tao không còn nhiều thời gian nữa Tần Minh nói. Bây giờ tới lượt mày. Mày hãy nói cho tao biết mày bắt đầu nghi ngờ tao khi nào. Nếu mày không nói tao không cam lòng. Bởi vì thái độ của anh Tần Lạc nói, lòng nhiệt tình hàng ngày của anh đã hại anh. Tao không hiểu. Bởi vì ngày thường anh ngụy trang, cho dù với bất kỳ điều gì anh cũng rất nhiệt tình. Chỉ cần trong nhà có ai đó sốt, đau đầu anh cũng đều bận bịu đi lại không ngừng Tần Lạc cười nói. Thế nhưng sau khi bối bối bị người ta bắt cóc anh lại hầu như không nói gì về chuyện đó, anh cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến gì như thể anh đang trốn tránh cái gì đó. Chẳng lẽ điều đó không làm anh thấy kỳ quái sao? Đó chính là nguyên nhân tôi bắt đầu nghi ngờ anh. Còn nữa lúc bọn bắt cóc bắt đầu yêu cầu tiền chuộc tôi cũng cứ tưởng bọn chúng chỉ là đồng đảng của Lý Quốc Tân nhưng tới lần gọi điện thứ hai chúng lại đột nhiên đưa ra yêu cầu muốn phương thuốc kim hạp tôi càng củng cố nhận định của mình. Khi tôi cầm phương thuốc kim hạp từ bên trong thư phòng của ông đi ra anh đã nhìn thấy. Ngoại trừ anh ra, tất cả những người khác không ai biết ông đã truyền phương thuốc kim hạp cho tôi. Hơn nữa còn một nguyên nhân rất đơn giản, bối bối đột nhiên bị người khác bắt cóc, tôi biết người đó biết rõ Tần gia như lòng bàn tay. Nếu Lý Quốc Tân còn sống, tôi có lý do tin tưởng do anh ta gây nên nhưng tôi biết anh ta đã chết. Vậy chứng minh bên trong Tần gia có nội gián. Nếu như không có mấy nguyên nhân đó, tôi tuyệt sẽ không bao giờ nghĩ anh là chủ mưu đứng sau những sự việc đó. Nhưng bởi vì đã có nghi ngờ nên tôi không thể không đề phòng nghiêm ngặt với anh. Dù tôi không gọi điện thoại tìm người trợ giúp nhưng điện thoại của anh đã sớm bị người khác nghe lén. Điều này thì anh không hiểu phải không? Khuôn mặt Tần Minh co rúm lại giống như vỏ quýt bị phơi nắng nhưng nét mặt hắn nhanh chóng giãn ra, hơn nữa hắn còn cười điên cuồng. Lần này tao cam tâm chịu thua, tao vốn tưởng kế hoạch của mình là hoàn hảo, không chê vào đâu được, không ngờ lại bị mày phát hiện ra sơ hở. Nhưng Tần Lạc mày cho rằng mày đã thắng tao sao? Mày không bao giờ thắng được, tao không thể thành công thì sẽ có người khác thành công. Tôi không có cách nào ngăn cản người khác thù hận tôi nhưng với bất kỳ kẻ nào có ý đồ làm hại tôi cũng như người thân của tôi đều tặng cho người đó một lễ vật vô cùng hậu hĩnh Tần Lạc cười nhạt nói. Nếu như vì sợ hãi đắc tội với người khác, sợ này sợ nọ, việc gì cũng không dám làm, đó không phải là phong cách của Tần Lạc hắn. Đó cũng không phải là khí phách của người Tần gia. Tần Lạc, sớm muộn gì mày cũng gặp phải đối thủ ngang tầm Tần Minh cười nói. Thôi được, vì chúng ta đã từng là anh em. Tao có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tần Lạc hỏi, còn nữa đừng lấy chuyện anh em ra đây, chỉ có tôi mới có nói chuyện đó. Anh không xứng.
Tần Minh cũng không đôi co với Tần Lạc về vấn đề nhỏ nhặt đó. Ánh mắt hắn nhìn ống tiêm có chứng ấu trùng phong điệp ở trên bàn nói, xem ra tao không còn cơ hội chiêm ngưỡng cảnh bướm bay múa trên đỉnh đầu mày. Liệu mày có thể tiêm chúng vào trong da đầu tao không? Tần Lạc kinh hãi nhìn Tần Minh hỏi, anh thực sự muốn làm như vậy? Phải biết rằng trứng phong điệp được coi là vũ khí giết người tàn nhẫn nhất. Cảm giác ăn não người của loại trứng đó quả thực được con người thừa nhận là một nỗi đau đớn không có gì tả xiết. Tần Minh này quả thực biến thái hết chỗ nói. Đầu tiên hắn trải qua trăm ngàn cay đắng chạy tới rừng rậm Vân Nam bí ẩn tìm thấy cái loại vô cùng hiếm này. Sau đó hắn suốt ngày nghĩ tới chuyện tiêm chúng vào đầu mình. Sau khi âm mưu bại lộ lại còn đề ra yêu cầu muốn mình tiêm vào trong đầu hắn. Hắn có bệnh, hơn nữa là bệnh vô cùng nghiêm trọng. Tao chưa từng yêu cầu mày bất kỳ điều gì. Đây là lần duy nhất, khụ, khụ, cũng là lần cuối cùng Tần Minh ho dữ dội, một cục đờm chặn ngang yết hầy hắn, không ra, không xuống được làm sắc mặt hắn đỏ lên, hít thở khó khăn. Tần Lạc ở bên cạnh cũng ho khan một tiếng rồi hắn nhổ nước miếng xuống đất. Điều trùng hợp nữa là Tần Minh lại ho dữ dội một hồi rồi hắn rốt cuộc cũng nhổ được cục đờm ra bên ngoài. Tần Minh thở nặng nề, tay trái còn lành lặn của hắn nhẹ vỗ ngực nói, tao chỉ muốn thử xem mùi vị của nó. Tao đã tốn rất nhiều công sức tìm về, bây giờ không còn tác dụng gì nữa. Vậy hãy để tao được thưởng thức cái đó đi. Được, tôi đồng ý với anh Tần Lạc nói. Cảm ơn Tần Minh thở dài. Thân thể hắn mềm nhũn tựa vào ghế, dáng vẻ chờ chết. Tần Lạc cất khẩu ngân ly, hắn cầm ống tiêm trên bàn và tới gần Tần Minh. Nhìn cái ống thủy tinh trong suốt bên trong có những cái trứng ấu trùng nhỏ bé, Tần Lạc lại cảm thấy như da đầu của mình đang rung lên. Tần Minh, anh thực sự muốn làm như vậy? Đúng vậy, Tần Minh nói. Thế nào, mày sợ hả? Chỉ là tôi không có được thử thủ đoạn giết người này thôi, Tần Lạc nói. Hơn nữa tôi rất thích bướm nhưng tôi không thích phong điệp. Mày sẽ thích, Tần Minh cười nói, nếu mày có hứng thú ngồi lì ở đây 7 ngày, hàng ngày, mỗi giây, mỗi phút mày sẽ thấy vẻ mặt đau khổ trên gương mặt tao. Mày nhất định sẽ thích, mày vẫn may mắn hơn tao, mày có cơ hội đó còn tao thì không. Tần Lạc không biết có thể dùng từ nào để diễn tả sự biến thái của Tần Minh. Tần Lạc cầm ống tiêm nhằm sau gáy Tần Minh đâm thẳng vào. Sau đó Tần Lạc đẩy trứng phong điệp vào trong đầu Tần Minh. Đồ cặn bã, chết sẽ không được đầu thai. Đầu tiên Tần Minh kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó hắn bình tĩnh trở lại. Hai mắt hắn nhắm lại như là hắn đang muốn chậm rãi cảm nhận phản ứng sau khi trứng phong điệp tiến vào trong đầu hắn. Sau khi Tần Lạc tiêm trứng trong ống tiêm hết 1/3, hắn dừng lại không tiêm nữa, sau đó hắn rút kim tiêm ra khỏi đầu Tần Minh. Tần Minh, anh cứ từ từ hưởng thụ nha, Tần Lạc nói. Hy vọng kiếp sau anh sẽ không cực đoan như vậy. Kiếp sau tao sẽ không mang họ Tần, mà là họ Hà, Tần Minh nhắm mắt lại nói. Họ Hà, tại sao lại là họ Hà? Tần Lạc đang định đi ra ngoài vội dừng lại. Bởi vì bố tao họ Hà, ông nội tao họ Hà, Tần Minh nói. Tại sao anh biết, ngay cả bố anh cũng không biết ông ấy họ gì. Tại sao anh lại biết? Tần Lạc trừng mắt, nghi ngờ hỏi. Tao biết chỉ mày không biết thôi, Tần Minh nhắm mắt lại. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười bình thản, thực sự không ăn nhập gì với cảnh máu me be bét khắp dưới đất. Bố tao đã không hoàn thành sứ mạng. Hiển nhiên tao phải tiếp nhận nó. Cũng vì tao biết chân tướng sự việc đó tao mới có khát vọng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Sứ mạng gì? Tần Lạc cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Có lẽ chuyện của Tần Long còn có một bí mật khác. Nhưng nếu là như vậy, vì sao ông lại không nói cho mình biết? Tần Lạc, tao với mày giống nhau cả thôi. Kết quả của mày chắc chắn cũng như tao thôi, Tần Minh cười điên cuồng nói. Mày hãy chờ đấy, đối thủ của mày sẽ nhanh chóng xuất hiện. Chương 234, Phụ nữ và con trẻ. Lý Uể Oải tựa lưng vào xe ô tô, con dao nhỏ trong tay nàng xoay tròn. Bối Bối đang nằm ngủ say trên ghế ở sau xe, khuôn mặt đỏ bừng, môi cong lên, trên mặt còn dính vết bẩn đen đen và dấu vết nước mắt đọng lại. Bối Bối đã bị trói mấy ngày nay, không biết cô bé này đã chịu đựng như thế nào. Ánh mắt Ly nhìn chăm chú vào bên trong, trên mặt nàng hiện lên vẻ sốt ruột. Chỉ cần một dao là giải quyết hết mọi việc, tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy? Cũng may cô bé con này đã ngủ say, nếu cô bé cứ khóc sướt mướt trước mặt mình, không biết mình sẽ phải làm gì đây? Cũng không biết có phải Ly gặp vận xui hay không, nhưng điều nàng lo sợ rốt cuộc cũng đến. Lúc trước Bối Bối vẫn còn đang ngủ say, không quấy rầy nàng, nhưng chỉ trong nháy mắt từ trong xe truyền ra tiếng động. Ly xoay người nhìn vào trong xe,
nàng thấy mờ u bàn tay nhỏ, mũm mĩm của bối bối đang dụi mắt, cô bé đang định ngồi dậy. Bối bối bỏ tay ra, phát hiện ra bản thân mình đang trong xe ô tô, chung quanh tối om như mực, chỉ có một bóng người đen sì đứng bên ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé cau lại, miệng chu lên rồi bối bối khóc òa. Ly cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy bối bối vừa gạt nước mắt vừa khóc. Đợi một lát nữa vẫn không thấy Tần Lạc đi ra, nàng đành mở cửa xe, quát to, câm miệng. Qua! Tiếng quát của nàng không những không làm bối bối ngừng khóc mà ngược lại càng làm cô bé khóc to hơn. Ly lấy di động ra, nàng vốn định gọi điện cho Tần Lạc dục hắn mau đi ra ngoài. Nhưng nàng chợt nghĩ hắn đang ở trong giải quyết công việc nên nàng lại quyết định không gọi nữa. Không được khóc nếu không chỉ cắt tai của em, Ly vừa vung vẩy con dao trong tay vừa nói. Chị là người xấu, chị là đại lưu manh. Mẹ, mẹ, em muốn mẹ, em muốn anh. Tần Lạc rõ ràng bối bối không sợ hãi cô bé lại càng làm ầm hơn. Ly bất đắc dĩ đành khuyên nhủ, anh Tần Lạc của em sắp ra rồi. Em cứ chờ một lát. Chị gạt em, chị gạt em. Chị không lừa em. Chị gạt em. Em có tin chị sẽ cắt lưỡi em không? Không tin. Chị, Ly nghiến răng giận dữ, phổi nàng như muốn vỡ tung. Tóm lại nàng chỉ hận không thể cắt phén lưỡi của con bé điêu ngoa này. Từ nhỏ nàng đã là một cô nhi. Sau khi Long Vương thu nhận nàng, nàng lại trải qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc ngay từ nhỏ. Nàng không có đồ chơi, không có tự do, không có thức ăn ngon, quần áo đẹp như của các bạn gái cùng trang lứa. Tất cả chỉ có phương thức huấn luyện càng gian khổ từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. Bởi vì đặc thù nghề nghiệp của nàng, nàng chỉ tiếp xúc với đồng đội của mình hay là kẻ thù mà nàng phải giết, vì thế bất kỳ lúc nào trên người nàng cũng có một con dao, giống như lúc nào trên người hỏa dược cũng có một khẩu súng. Vô luận là đối mặt với kẻ thù cường đại như nào, Ly cũng không bao giờ đau đầu như lúc này, bởi vì khi đó nàng biết sẽ chỉ có hai điều xảy ra, một là nàng chết hay là nàng giết chết đối phương. Nhưng khi đối mặt với một cô bé con đang khóc tìm mẹ, nàng thực sự không biết cách giải quyết thế nào. Từ lúc bước ra thế giới này hơn 20 năm tới nay, nàng chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con. Không được khóc, Ly cất tiếng cầu khẩn. Ly cũng cảm thấy bối bối đáng thương khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé của cô bé giàn giụa nước mắt. Em muốn khóc nhưng bối bối không hiểu được là cái gì nên dừng lại đúng lúc, chưa đạt được mục đích của mình, cô bé vẫn không từ bỏ. Chị, Ly giơ dao lên rồi lại chán nản bỏ xuống rồi nói, nếu như em lại khóc, anh Tần Lạc của em sẽ không bao giờ ra đây nữa. Bối bối lau nước mắt hỏi, em không khóc, chị bảo anh Tần Lạc đi ra có được không? Được, Ly gật đầu đồng ý với điều kiện của bối bối. Thế nhưng bây giờ em phải chờ một lát. Tại sao em phải chờ một lát? Bởi vì anh ấy đang bận giải quyết một việc. Không phải đang trong ngày Tết sao? Anh còn phải làm gì? Tại sao chị không trả lời em? Chị có gạt em hay không? Thầy giáo nói gạt người khác là mũi bị đỏ. Cuối cùng Ly không nhẫn nhịn được nữa. Nàng giận dữ chừng mắt nhìn bối bối nói, nếu em cứ tiếp tục làm nhảm, chị sẽ mang em ra ngoài cho chó sói ăn thịt. Nói dối, mẹ em nói trong thành phố không có chó sói. Trên núi mới có chó sói. Ly tức giận muốn hộc máu ra ngoài. Chui ra ngoài xe, Ly bất chấp không biết Tần Lạc đang bận rộn việc gì, nàng bấm số gọi cho Tần Lạc, tôi có việc bận cần đi trước. Nếu như anh không ra ngoài này, tôi sẽ quẳng cô bé xuống đường. Tôi ra ngay. Ra ngay, Tần Lạc lo lắng bối bối sẽ gặp chuyện gì đó nên hắn vội giải thích, tôi làm sắp xong rồi. Tôi sẽ nhanh chóng ra ngoài đó. Cô gái này thực sự không có lòng kiên nhẫn, không hiểu sau này cô ta có con thì sẽ sao nhỉ. Khi Tần Lạc cầm cái cặp da màu đen ra tới nơi Ly đang bực bội đi quanh xe, con dao trong tay nàng xoay tròn phát ra âm thanh vù vù, dáng điệu của nàng giống như sẵn sàng đả thương bất kỳ ai nàng thấy không vừa mắt. Ly nhìn thấy Tần Lạc đi ra, nàng tức giận nói. Làm gì mà lâu vậy? Tôi nói chuyện với hắn một lát, Tần Lạc nói vẻ lấy lòng Ly. Lần này nếu không có đại ân giúp đỡ của Ly, hơn nữa cô gái bạo lực này còn trông hộ bối bối cho hắn nên trong lòng hắn cảm thấy áy náy. Một người chết thì nói chuyện cái gì? Sớm biết thế tôi đã cho hắn một dao đi đời luôn, Ly nói. Xuyệt, nói nhỏ chút, Tần Lạc lo lắng bối bối có thể nây thấy chữ giết nên vội nhắc nhở Ly. Bối bối nghe tiếng Tần Lạc, cô bé vội ngồi dậy. Mở cửa xe chạy ra ngoài và nhào vào lòng, tấm tức khóc. Sau ngày bị bắt cóc cùng nỗi sợ hãi, cuối cùng bối bối cũng tìm được người thân của mình để trút hết nỗi tủi thân của mình. Bối bối đừng khóc, không sao đâu, chúng ta quay về nhà bà ngoại, được không? Tần Lạc hôn lên khuôn mặt bối bối, cười an ủi cô bé.
Được, bối bối ngoan ngoãn gật đầu. Ly lấy ra một gói bọc vải nhỏ đưa cho Tần Lạc và nói, chuyện đã xong. Tôi đi đây. Đi, đi đâu? Tần Lạc hỏi. Đi tìm chỗ ngủ, Ly thản nhiên nói. Hãy tới nhà tôi có rất nhiều giường, Tần Lạc nói. Hắn nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Ly nên vội vàng giải thích. Ý của tôi muốn nói nhà tôi có rất nhiều phòng trống. Trong phòng trống có rất nhiều giường. Tần Lạc thấy Ly vẫn không có phản ứng gì, hắn lại khuyên nhủ, hơn nữa tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Ở chỗ này không thích hợp lắm, hay cô cứ tới nhà của tôi nha. Khi xe quay về tới cổng biệt thự Tần gia, cả biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Từ khi Tần Lạc và Tần Minh đi ra ngoài chuộc bối bối, ai nấy cũng đều lo lắng, sốt ruột, cho tới tận 3 giờ sáng vẫn không có ai đi ngủ, ngay cả người sức khỏe không tốt là Tần Nãi Nãi cũng ngồi ở ghế xa kiên trì chờ đợi, ai khuyên nhủ cũng không nghe, cứ nhất định phải thức chờ cháu nội và cháu ngoại quay về. Nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài, tất cả đều chạy ra ngoài. Ngay khi Tần Lạc ôm bối bối từ trong xe ra, Cam Vân lập tức đón lấy bối bối rồi tới lượt Tần Nãi Nãi ôm bối bối vào lòng hôn hít, mặt giàn giụa nước mắt. Mọi việc ổn chứ? Lâm Hoán Khê đi tới trước mặt Tần Lạc, nàng cẩn thận quan sát người bạn trai thân thương của mình. Không sao, Tần Lạc cầm tay nàng cười nói. Ly tắt máy ô tô, nàng mở cửa xe ra đứng một bên nhìn người Tần gia mừng vui đoàn tụ. Ly không hiểu vì lý do gì nhưng nàng có cảm giác khá tủi thân. Nàng thực sự chưa bao giờ được trải qua những tình cảm gia đình như này. Cô gái này là ai? Tần Tranh thấy Ly xuống xe, ông nhìn Tần Lạc hỏi. Thằng bé này mới ra khỏi nhà có 1-2 tiếng đồng hồ, sao đã mang một cô gái nữa về nhà? Đây là Ly, bạn cháu, Tần Lạc cười giới thiệu. Chào cô, là cô sao? Tôi là Lâm Thanh Nguyên, cô có nhận ra tôi không? Lâm Thanh Nguyên kinh ngạc hỏi. Ông cũng từng được mời tới chữa bệnh cho Long Vương nhưng sau khi Tần Lạc chữa bệnh cho Long Vương được mấy ngày thì tổ chuyên gia đó giải tán. Nhưng Lâm Thanh Nguyên đã từng nhìn thấy Ly, với vẻ ngoài tàn nhẫn, con dao nhỏ luôn vung vẩy trong tay, hình ảnh của Ly không dễ phai nhạt với ai đã từng gặp nàng. Hơn nữa ông còn biết tiếng nói của nàng cũng khá có trọng lượng. Ly gật đầu, không nói gì. Chỉ cần là người nàng đã gặp qua, nàng gần như nhớ rất kỹ. Ha, ha. Tại sao cô lại tới Dương Thành? Lâm Thanh Nguyên cười hỏi. Là cháu mời cô ấy tới hỗ trợ, Tần Lạc cười nói. Hắn biết Ly không thích giao tiếp với người bên ngoài nên hắn trả lời thay nàng. Ôi, vậy tốt quá, Lâm Thanh Nguyên liên tục gật đầu. Ông đã từng tới nơi bí hiểm đó, ông biết những người ở đó rất phi thường. Nếu Tần Lạc có thể mời người ở đó tới trợ giúp chuyện bối bối bị bắt cóc, nhất định mọi chuyện đã ổn thỏa. Tần Minh đâu? Tần Tranh nhìn xung quanh. Ông thấy kỳ quái, rõ ràng Tần Minh đi cùng Tần Lạc, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Gương mặt đang tươi cười của Tần Lạc đột nhiên sầm xuống, hắn nói, chúng ta vào trong nhà nói chuyện, không thể để khách đứng ngoài sân thế này. Đúng, đúng, mau vào trong nhà uống trà, bà Tần Lạc để bối bối xuống rồi đon đả nói. Mọi người đi vào phòng khác, sau khi Tần Lạc cho hết người làm đi ngủ hắn mới lên tiếng, Tần Minh là nội gián. Cái gì? Tin tức của mọi người làm mọi người chết sững. Há hốc mồm, trợn mắt nhìn Tần Lạc, không ai có phản ứng gì. Một chàng trai ngoan như vậy, sao có thể là nội gián chứ? Cháu nói vậy là có ý gì? Sắc mặt Tần Tranh âm trầm, ông hỏi Tần Lạc. Bối bối bị Tần Minh bắt cóc, Tần Minh cũng cho người gọi điện tới đòi tiền chuộc. Tần Lạc biết hắn không giấu giếm người nhà chuyện này, hắn kể lại chi tiết tất cả sự việc cho mọi người nghe. Mọi người vô cùng kinh sợ, cuối cùng khi nghe nói Tần Minh định dùng chứng phong điệp gì đó giết Tần Lạc, tất cả kinh sợ kêu lên. Cái đồ vong ân phụ nghĩa đó, mấy chục năm nay nhà chúng ta đã uổng phí nuôi một con chó sói, bà Tần Lạc ôm ngực mắng. Bà bị bệnh tim, chỉ cần hơi xúc động rất dễ phát bệnh. Tại sao Tần Minh lại là người như vậy? Chắc chắn nó mắc bệnh thần kinh, Cam Vân cũng vô cùng tức giận. Trước kia bà thường để Tần Minh tới bệnh viện phụ giúp, thậm chí khi bà đi công tác, công việc trong bệnh viện bà hoàn toàn giao cho hắn quản lý, từ trước tới nay bà không coi hắn là người ngoài. Không ngờ hắn lại che giấu dã tâm lớn như vậy. Cái thằng đó ông vẫn cảm thấy nó không phải là người tốt, Lâm Thanh Nguyên cũng lên tiếng mắng. Bản thân ông rất vất vả mới tìm được cháu rể cho cháu gái mình. Thiếu chút nữa Tần Minh đã hại chết cháu rể ông, liệu ông có thể không tức giận không? Trong khi mọi người vẫn tranh nhau chửi, mắng Tần Minh, mắng hắn không có lương tâm, Tần Tranh vẫn tái mặt, lặng lẽ không biết ông đang nghĩ gì. Đợi khi mọi người nói xong hết tất cả ý kiến của mình, Tần Tranh mới nói. Tần Lạc, cháu hãy tới thư phòng của ông. Cái ông già này,
có chuyện gì mà không thể nói ở phòng khách sao? Bà Tần Lạc nói. Những điều này tôi chỉ có thể nói riêng với Tần Lạc. Tần Tranh lạnh lùng nói. Chương 235, sau lưng có quỷ.